đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 41, Diệp gia tiểu tử không đơn giản. Kinh thành, Vũ gia biệt thự, Vũ lão gia tử Vũ An Quốc trong thư phòng, Vũ lão gia tử bén nhọn trong hai tròng mắt mang theo nào đó ngờ vực, hắn đã chành lên trước mặt trên màn ảnh hình ảnh nhìn một cái xế chiều. Ở Vũ lão gia tử bên cạnh đứng ở một gã lớn lên cùng Vũ Khôn Minh có chút tương tự chính là trung niên nam nhân, hắn chính là Vũ Khôn Minh ca ca Võ Chí Phương, là Vũ lão gia tử con lớn nhất, đồng thời cũng là Vũ Hiểu Phỉ phụ thân của. Võ Chí Phương lực chú ý giống như trước toàn bộ tập trung vào trước mặt trong màn hình trên tấm hình, trong màn hình đoạn này hình ảnh rõ ràng là Diệp Thần Phong biểu diễn ra cái kia bách phát bách trúng thương pháp, kinh người ném mạnh năng lực cùng với cường hãn đến có thể đánh bại binh vương tạo thành viên thân thủ. Cường binh trại huấn luyện thao luyện trên trận là cài đặt có nhiếp tượng đầu, cho nên Vũ Khôn Minh đi một chuyến phòng quan sát, đem đoạn này hình ảnh cắt nối biên tập xuống, lợi dụng Internet truyền cho ở kinh thành Vũ lão gia tử. Vũ lão gia tử cùng Võ Chí Phương ở lần đầu thấy đoạn này hình ảnh lúc, hai người bọn họ phụ tử lại cho là mình là đang nằm mơ đâu. Thậm chí là không ngừng lau hai ba lần ánh mắt. Bởi vì Vũ gia cùng Diệp gia quan hệ, Diệp Thần Phong là cái gì đức hạnh. Vũ lão gia tử hiểu rõ vô cùng, coi như là không có hoảng sợ chứng trước Diệp Thần Phong cũng bất quá là một con nhà giàu mà thôi, huống chi là được rồi hoảng sợ chứng sau Diệp Thần Phong rồi sao. Nhưng là trước mắt đoạn này tùy hắn tiểu nhi tử truyền đến hình ảnh vừa giải thích thế nào đâu. Diệp Thần Phong không riêng gì thương pháp tinh chuẩn biến thái, ngay cả lực lượng cùng thân thủ cũng là biến thái cấp bậc, này kia hay là cái kia con nhà giàu. Hoạn hoảng sợ chứng năng lực kém. Vũ lão gia tử một cái xế chiều cũng không có ra cửa, phản phản phục phục đem đoạn này hình ảnh nhìn không dưới 10 lần, hơn nữa ra lệnh người điều tra Diệp Thần Phong mấy năm gần đây động tác. Tài liệu rất nhanh bị Vũ lão gia tử thân tín góp nhặt tới đây, trên bàn sách để thật dày một chồng giấy tờ chính là Diệp Thần Phong mấy năm gần đây sở tác sở vi, phần tài liệu này trong không có chút nào đối Vũ lão gia tử hữu dụng tin tức, trong tư liệu biểu hiện hết thảy, cũng như cùng theo như đồn đãi giống nhau. Trước mặt chiều rộng trên màn hình lớn còn đang chiếu phim Diệp Thần Phong cùng Vương Lực một mình đấu hình ảnh, Vũ lão gia tử từ từ theo trong lúc khiếp sợ hồi thần lại, nhìn thoáng qua bên cạnh con lớn nhất Võ Chí Phương, hỏi Chí Phương, ngươi là ý kiến gì chuyện này? Võ Chí Phương khẽ nhíu chân mày, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, cửa thư phòng tự bị đẩy ra, Vũ Hiểu Phỉ đại đại liệt liệt đi đến, nói, ra ra, cha, các ngươi đều ở thư phòng một cái xế chiều, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi té xỉu ở bên trong đâu hiện tại cũng đến ăn cơm tối thời gian. Hiểu Phỉ, ngươi có còn hay không quy củ, đi vào trước chẳng lẽ sẽ không gõ cửa sao? Ngươi đều nhiều hơn lớn người, luôn là đấu đá lung tung, tương lai còn có ai dám cưới ngươi? Võ Chí Phương lúc này lớn tiếng quát lớn. Vũ Hiểu Phỉ ở trong nhà rất được Vũ lão gia tử yêu thích, ở bên ngoài mặc dù ra vẻ một bộ cay cú bộ dáng, nhưng là ở lão gia tử trước mặt thì là một biết điều một chút nữ, nhất thời dẹp miệng, nói thật là hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú, ta còn không bằng cho các ngươi chết đói được rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tốt lắm, Chí Phương, nếu Hiểu Phỉ đã tiến vào, ta còn vừa lúc có chút việc muốn hỏi nàng. Vũ lão gia tử lộ ra vẻ nụ cười hiền lành, thân là hoa hạ khu nhị bả thủ, người bình thường muốn xem đến Vũ lão gia tử nụ cười căn bản là nằm mơ, cũng chỉ có đối mặt hắn cháu gái lúc, hắn mới sẽ như cùng một cái bình thường ra ra. Cha, ngài không thể tại như vậy nuông chiều Hiểu Phỉ, như vậy nàng hội. Võ Chí Phương lời còn chưa nói hết, Vũ lão gia tử tự phất phất tay, ý bảo đối phương không cần nói nữa, nhìn Vũ Hiểu Phỉ hỏi, Hiểu Phỉ, người lúc bình thường cùng Diệp gia tiểu tử không phải là thằng thân cận đấy sao? Người cảm thấy hắn người này như thế nào? Vừa nghe đến thân cận hai chữ này, Vũ Hiểu Phỉ hai bên gương mặt không khỏi hơi đỏ lên, trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Thần Phong ở trên đường cái hôn nàng hình ảnh, trong lòng vừa ngượng ngùng lại có chút hít dư vị. Vũ Hiểu Phỉ, người đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ ngay người vậy đến tự động tình tuổi sao? Người phải nhớ kỹ, ngươi chẳng qua là đem Diệp Thần Phong cho rằng là đệ đệ mà thôi. Vũ Hiểu Phỉ ở trong lòng âm thầm khiển trách chính mình. Nhìn gương mặt hiện hồng, suy nghĩ không biết đã phiêu đi nơi nào cháu gái, Vũ lão gia tử tựa hồ cảm giác làm ra nàng cháu gái cùng Diệp Thần Phong trong lúc không đơn giản như vậy, dù sao Vũ lão gia tử là người từng trải. Một lát sau, Vũ Hiểu Phỉ mới nhớ tới mình là ở thư phòng của gia gia ở bên trong, vội vàng đem thu suy nghĩ lại thực tế, đôi mắt đẹp trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến thư phòng trên màn ảnh. Lực chú ý tự lại vậy không thể rời bỏ, trên màn ảnh như cũ ở chiếu phim Diệp Thần Phong cùng Vương Lực giao thủ hình ảnh, một chiêu kia thử một lần tràn đầy mùi của đàn ông, đầy đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào nổi lên hoa si rồi.
Đây là Diệp Thần Phong sao? Đây là trong mắt nàng chính là cái kia đệ đệ sao? Nàng chẳng qua là biết Diệp Thần Phong hoảng sợ chứng tốt lắm, làm sao vậy sẽ không nghĩ tới Diệp Thần Phong hoảng sợ chứng chẳng những tốt lắm, lại thân thủ vậy trở nên như vậy như bê. Vũ Hiểu Phỉ đem trên bàn sách remote lấy được trong tay, đem đoạn này hình ảnh thối lui đến mở đầu, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, khiếp sợ trong lòng là vô lấy nói phục, là bị Diệp Thần Phong biểu hiện ra mị lực cho thật sâu hấp dẫn ở. Hiểu Phỉ, ngươi nhìn đủ chưa? Vũ lão gia tử 10 phần ý tứ hàm xúc nghi vấn đường. À, Vũ Hiểu Phỉ trong miệng kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên giống như một con hồng quả táo, không nói lời gì thoát đi thư phòng, nàng biết loại này thất thố biểu hiện, nữ lưu lại lời nói nhất định sẽ gặp phải gia gia của nàng đề ra nghi vấn. Mạo mạo thất thất như cái gì dạng, Võ Chí Phương bản khuôn mặt quát lên. Tính, Hiểu Phỉ chính là chỗ này tính cách, chúng ta tự để tùy Vũ lão gia tử khoát tay áo nói. Xem ra Hiểu Phỉ đối Diệp gia tiểu tử rất có hứng thú a, à, nếu để cho Diệp Thần Phong làm cháu gái của ta tế không tội Chí Phương, ngươi cho là đâu? Vũ lão gia tử nghi vấn đường. Cha, ta xem Thần Phong có tư cách làm ta con rể, thương pháp của hắn cùng thân thủ khẳng định không phải là một sớm một chiều có thể luyện ra được. Nói như vậy, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là từ trước hắn một mực ẩn nhẫn, hoặc là lấy một loại đại trí giả ngu phương thức đối đãi người khác. Chẳng qua là đang đợi hoàn toàn trưởng thành sau này nhất phi trùng thiên, rất rõ ràng hắn hiện tại có thực lực như vậy. Bất quá, Diệp gia cùng Bạch gia nhưng là sớm đã có hôn ước, chúng ta chặn ngang một cước sợ rằng không quá thích hợp. Võ Chí Phương trải qua ngắn ngủi tự hỏi sau nói ra ý nghĩ của mình. Có cái gì không thích hợp, của Bạch gia những người đó vốn là tự đối đoạn này hôn ước không hài lòng, ta xem có thể không cần chúng ta chặn ngang một cước, Bạch gia tự sẽ chủ động hướng Diệp gia nói lên từ hôn. Chí Phương, nếu là thật như ngươi nơi suy đoán như vậy Diệp gia tiểu tử thật sự là thật là đáng sợ, có loại này ẩn nhẫn năng lực, cùng với đại trí giả ngu trí khôn, tương lai không được đại sự cũng khó khăn a. À. Xem ra kinh thành bọn người kia cũng trắng dài quá ánh mắt, đợi đến Diệp gia tiểu tử thật trưởng thành lúc thức dậy, chỉ sợ sẽ làm cho kinh thành những người này mở rộng tầm mắt. Vũ lão gia tử thật sâu thở dài một hơi, cầm lấy remote đem trước mặt trên màn ảnh hình ảnh cho tắt đi. Chương 42, truyền thụ quân thể quyền. Vũ Hiểu Phỉ thoát đi Vũ lão gia tử thư phòng sau, trở về đến nàng gian phòng của mình, đem cửa phòng cho khóa trái lên. Ngồi ở trong phòng hóa trang trước đài, nhìn trong gương chính mình, lăng lăng ngẩn người, thỉnh thoảng dùng ngón tay ngọc sờ sờ môi của mình, nhớ lại lúc ấy Diệp Thần Phong hôn nàng tư vị. Trắng nõn gương mặt trở nên hỏa nóng lên, khua lên miệng, tự nhủ, Vũ Hiểu Phỉ, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Mặc dù Thần Phong bây giờ đối với nữ nhân rất có lực hấp dẫn, nhưng là hắn ở trong lòng ngươi chẳng qua là đệ đệ mà thôi, chẳng qua nếu như hắn thích ngươi, hướng ngươi biểu lộ lời nói. Vũ Hiểu Phỉ vòng quanh vừa đem mình cho vòng đi vào, hai tay che đỏ bừng một mảnh gương mặt, thầm nghĩ, Vũ Hiểu Phỉ, chẳng lẽ ngươi thật phạm hoa si rồi sao? Tại phía xa Thiên Hải Diệp Thần Phong dĩ nhiên không biết, Vũ gia bởi vì nhận được một đoạn về hắn hình ảnh, đã hoàn toàn thay đổi đối với hắn cách nhìn. Diệp Thần Phong ở Phụng Bồi Phương Nam Tường đại khái đi thăm một chút cường binh trại huấn luyện sau, hai người bọn họ tự riêng của mình trở về túc xá chuẩn bị nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong về đích túc xá dĩ nhiên hay là ban đầu phi dược bộ đội lầu ký túc xá. Vừa bước vào lầu ký túc xá, Diệp Thần Phong cũng cảm giác có cái gì không đúng, chung quanh thật sự là quá an tĩnh. Trong lòng mang theo ngờ vực trở lại túc xá, khi hắn vừa mở ra túc xá cửa đích lúc, thấy vốn là tương đối rộng rãi trong phòng đầy ấp người. Đoán chừng phi dược bộ đội thành viên toàn bộ ở chỗ này. Trong phòng người thấy Diệp Thần Phong xuất hiện sau này, một đám trong miệng phát ra tiếng hoan hô, đã sớm lúc trước cùng mãnh hổ bộ đội so đấu trong Diệp Thần Phong tự mới lộ đường kiếm, chỉ bất quá khi đó Diệp Thần Phong vội vã rời đi cường binh trại huấn luyện. Đột nhiên mà hôm nay Diệp Thần Phong nơi biểu diễn ra tới hết thảy, khiến cái này bay qua bộ đội thành viên đưa coi là trong suy nghĩ thần tượng, thậm chí phần lớn người còn muốn bái Diệp Thần Phong vi sư đâu. Cho nên một đám người mới sống ở Diệp Thần Phong túc xá tới một người thủ chu đãi thỏ, ai biết thật đúng là bị bọn họ đợi đến chánh chủ rồi sao? Thần Phong, ngươi có thể không thể truyền thụ ta mấy chiêu? Cho dù để cho ta bái ngươi làm thầy phụ cũng có thể a. Thần Phong, ngươi thật sự là thật lợi hại, thương pháp của ngươi quả thực là bách phát bách trúng a, ngươi là thần tượng của ta nhất định phải cùng ngươi kết bái thành huynh đệ. Phi dược bộ đội những khác túc xá thành viên, bất kể cùng Diệp Thần Phong có quen hay không cũng một đám bộ dáng như vậy, thậm chí có người trực tiếp gọi Diệp Thần Phong là sư phụ, loại này tiếp cận với điên cuồng nhiệt tình,
phần lớn người cũng hướng Diệp Thần Phong trên người chen chúc, để cho hắn nổi lên một thân nổi da gà. Đại nam nhân cùng đại nam nhân dựa vào là gần như vậy, đáng giá sao? Đây không phải là thuần túy để cho Diệp Thần Phong ác tâm đó sao? Muốn mặc dù biết Diệp Thần Phong lớn lên có chút cái kia tiểu bạch kiểm, nhưng là hắn từ trên xuống dưới để lộ ra tới nhưng là một cổ tinh khiết ra môn khí phách. Tốt lắm, mọi người tản mát Thần Phong cần nghỉ ngơi, các người muốn bái sư và vân vân, nhóm đợi minh trời sáng sớm lại đến thời khắc mấu chốt cùng Diệp Thần Phong cùng một cái túc xá Chu Bình, Lục Thiên cùng với Cổ Nhạc ngăn cản những khác túc xá thành viên. Chu Bình và ba người cử động lập tức đưa tới những người khác bất mãn, một gã lớn lên vạm vỡ thành viên quát lên, các ngươi tại sao phải ngăn chúng ta? Thần Phong là phi dược bộ đội người, là mọi người chúng ta. Lời này Diệp Thần Phong nghe làm sao lại như vậy không được tự nhiên đâu. Thật giống như hắn thành thời cổ chờ hoa khôi giống nhau, bị nhất bang nam nhân tranh nhau cướp đoạt, để cho trong lòng của hắn có loại nói không ra lời tư vị. Nơi này là của chúng ta túc xá. Các ngươi một đám người toàn bộ chen chúc ở chỗ này, cho chúng ta làm sao nghỉ ngơi. Hơn nữa Thần Phong hôm nay cũng mệt mỏi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn như vậy phiền của hắn sao? Lục Thiên lay động cái kia thân thể khôi ngô nói. Nghe Lục Thiên nói đã ở để ý, một đám người mới lần lượt không thôi rời đi Diệp Thần Phong túc xá. Đợi đến những khác túc xá người toàn bộ đi đến sau này, Diệp Thần Phong cuối cùng là thật dài giãn ra một hơi thở. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người sao nói đơn giản một chút, những người này giàu gì cũng là Diệp Thần Phong người hâm mộ, hắn cũng không thể đủ lợi dùng vũ lực đem những người này đau đánh một trận. Mới vừa vặn thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thần Phong tự phát giác trong túc xá ba người còn lại, đang lấy một loại ánh mắt không có hảo ý nhìn hắn đâu. Thần Phong, thân thủ của ngươi nguyên đến như vậy tốt. Lại còn ở trước mặt chúng ta luôn luôn giả chưa ăn cọp. Chu Bình khó chịu gào lên. Đúng. Người đây là đang lấn lửa gạt tình cảm của chúng ta a to con Lục Thiên phụ họa nói. Lục Thiên, Thần Phong hướng giới tính hẳn là không có vấn đề, đối với ngươi không nên tồn tại vấn đề tình cảm luôn luôn không nhiều lắm nói Cổ Nhạc, nói ra khỏi miệng nói hay là như vậy sâu sắc cùng độc đáo. Cổ Nhạc, ngươi rốt cuộc là đứng ở kia một bên. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho Thần Phong dạy cho chúng ta hai chiêu sao? Lục Thiên đầu đầy hắc tuyến, điên cuồng đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Người ta nói to con có đại trí tuệ, Lục Thiên đoán chừng chỉ có thể đủ tính toán phía trên là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển loại. Thấy Lục Thiên đem lời nói toạc, Chu Bình vội vàng nói, Thần Phong, chỉ cần ngươi khẳng định dạy cho chúng ta mấy chiêu, sau này ngươi chính là chúng ta lão đại. Chu Bình nói đúng, ta Lục Thiên vậy thừa nhận ngươi là của ta lão đại vốn là Lục Thiên trong tính cách có một loại không phục người, nhưng là ở một lần thấy được Diệp Thần Phong cường hãn sau. Hắn loại này không phục nhân tính cách ở Diệp Thần Phong trước mặt bị triệt để đả khoa. Cổ Nhạc vậy mở miệng, Thần Phong, ngươi tự dạy cho chúng ta mấy chiêu sau này ngươi tự có ba người chúng ta tiểu đệ. Miền người mịt mờ, có thể gặp nhau cuối cùng là một loại duyên phận huống chi Chu Bình và ba người tính cách cũng không để cho Diệp Thần Phong ghét, dạy bọn họ mấy chiêu ngã vậy không có vấn đề gì. Tốt, ta liền truyền thụ cho các ngươi một bộ quân thể quyền. Ba người đang nghe được Diệp Thần Phong đáp ứng sau. Trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, nhưng là nghe được quân thể quyền ba chữ kia lúc, nhất thời rối rít lộ ra một tờ mặt khổ qua. Mọi người đều biết quân thể quyền chỉ là một loại cường thân kiện thể quyền pháp, lực công kích cùng lực phòng ngự thấp đáng thương, căn bản là không cách nào dùng đến thực chiến đối địch trong. Thần Phong, không mang theo ngươi như vậy khó coi người, chúng ta quân thể quyền khẳng định đánh cho so sánh với ngươi đều tốt Chu Bình hăng hái thiếu thiếu nói. Các ngươi đừng có gấp. Trước nhìn luyện một bộ cho các ngươi xem một chút. Diệp Thần Phong nhảy qua trước ba bước, hai tay hoác hoác sinh huy vũ động, nhất quyền nhất cước đang lúc cũng có một loại mãnh hổ xuống núi khí thế. Ban đầu thiếu hụt hăng hái ba người, đang nhìn đến bộ này khác loại quân thể quyền sau, hai mắt rối rít chớp động lên chói mắt quang mang, đây là quân thể quyền sao? Bất kể là lực công kích, hay là lực phòng ngự cũng đạt đến một loại vô cùng hoàn mỹ hiệu quả. Cùng bọn họ lúc bình thường luyện được quân thể quyền căn bản cũng không có có thể sánh bằng tính. Nếu như nói Diệp Thần Phong bộ này quân thể quyền là đại học cấp bậc chính là, như vậy bọn họ lúc bình thường luyện cái kia bộ quân thể quyền nứt vỡ trời cũng nhiều lắm là vườn trẻ cấp bậc chính là. Hiện tại các ngươi có hứng thú sao? Đánh xong một lần quân thể quyền Diệp Thần Phong 10 phần ý tứ hàm xúc hỏi. Sư phụ, không, lão đại, chúng ta sẽ phải học bộ này quân thể quyền. Bộ này quân thể quyền nhìn Chu Bình. Lục Thiên cùng với Cổ Nhạc ba người nhiệt huyết mênh mông. Chương 43, Vũ Lão gia tử tới chơi, van xin cất giấu đề cử.
Bộ này quân thể quyền cũng không phải là muốn học là có thể học, chủ yếu nhất một chút là các ngươi có thể ăn được đau khổ sao? Diệp Thần Phong trịnh trọng chuyện lạ hỏi, bộ này quân thể quyền là 500 năm sau Diệp Thần Phong trải qua một loạt tinh vi cải tạo sau thành quả, luyện tập người xương cốt nhất định phải có một chút tính dẻo dai, hay không người tự phát huy không ra trong đó lực lượng tới. Dĩ nhiên cả đời này Diệp Thần Phong thân thể đã trưởng thành xong rồi, không tồn tại bất kỳ tính dẻo dai có thể nói, nhưng là trong cơ thể hắn có linh hồn lực. Linh hồn lực là một loại vô cùng đặc thù lực lượng, nó có thể cải biến thân thể xương cốt độ mềm và dai, cho nên cả đời này Diệp Thần Phong mới có thể đủ đem bộ này quân thể quyền uy lực phát huy ra tới. Lão đại, người đây không phải là xem thường chúng ta sao? Chúng ta nhưng là thiết thật thật tinh khiết gia môn, có cái gì đau khổ là ăn không vô? Chu Bình vỗ bộ ngực hưng phấn nói. Bất quá, rất nhanh chuyện tự ư ba người bọn hắn dự liệu, từng tiếng kêu thảm thiết theo bọn họ túc xá truyền ra ngoài, ở cả tòa lầu ký túc xá trong quanh quẩn, để cho người khác nghe hình như là có người bị cường bạo lỗ. Cúc Hoa! Lão đại, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cũng không phải là tới học yoga. Chu Bình vẻ mặt đưa đám hỏi, một bên Lục Thiên cùng Cổ Nhạc cũng không còn so với hắn tốt bao nhiêu. Con thấy ba người bọn họ hai chân bị tách ra thành luôn luôn tuyến. Hai cánh tay tới một cái 180 độ đại xoay tròn, đau này ba cái đại lão ra kêu cha gọi mẹ. Phải biết rằng ba người bọn hắn xương cốt đã hoàn toàn định hình, muốn phát huy ra bộ này quân thể quyền uy lực tới, nhất định phải khôi phục ba người bọn hắn xương cốt tính dai. Diệp Thần Phong lại thỉnh thoảng dùng bên trong thân thể linh hồn lực giúp ba người bọn họ cải tạo, tốt ở linh hồn của hắn lực đã đột phá đến cấp 3, nếu như hay là ở vào cấp 2 trạng thái, loại này tiêu hao cần phải muốn mệt chết hắn không thể. Mỗi cách 5 đến 6 phút đồng hồ, Diệp Thần Phong cũng sẽ để cho ba người tầng đổi lại một loại tư thế, mỗi đến lúc này ba người trong cổ họng lại là một trận gào khóc thảm thiết, hơn nữa là thân thể nhất khôi ngô Lục Thiên, hắn xương cốt cường nhận độ nếu so với Chu Bình cùng Cổ Nhạc cao hơn không ít, cứ như vậy đã gia tăng rồi nỗi thống khổ của hắn. Trải qua 3 giờ liên tục cải tạo, Chu Bình và ba người cuối cùng là miễn cưỡng có thể luyện tập bộ này quân thể quyền. Thấy Diệp Thần Phong trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi hột, Chu Bình vội vàng nói, lão đại, sau này có chuyện gì ta Chu Bình nhất định phó thang đạo hỏa. Tiểu Bình tử, không nên cho ta vô nghĩa, nếu như các ngươi muốn đem bộ này quân thể quyền uy lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, như vậy sau này các ngươi mỗi ngày cũng muốn đem mới vừa rồi động tác luyện một lần, các ngươi hiện tại chẳng qua là miễn cưỡng đạt đến luyện tập tư cách. Bộ này quân thể quyền có lẽ đối Chu Bình ba người bọn họ mà nói, đã là một bộ cực kỳ cường hãn quyền pháp, nhưng là ở Diệp Thần Phong mắt lý căn bản không có đặc biệt gì. Sau này Diệp Thần Phong nhất định sẽ không cùng bọn họ ở cùng một cái mặt bằng phía trên, cho nên đem bộ này quân thể quyền truyền thụ cho bọn họ tự xem như là một loại gặp nhau duyên phận. Lão đại, sau này ngày ngày muốn luyện sao? Đây không phải là hành hạ người đâu sao? Chu Bình mới vừa rồi luyện tập hai chân tách ra luôn luôn tuyến lúc, rát trứng, hiện tại nửa người dưới lại rát một mảnh đâu. Người có thể không luyện, bất quá phát huy không ra quân thể quyền uy lực. Ngươi có thể đừng tới tìm ta. Diệp Thần Phong biết hắn sẽ không thời gian dài ở lại cường binh trại huấn luyện, cho nên liền tiếp theo nói, hiện tại ta đem quân thể quyền chiêu thức diễn luyện một lần, các ngươi đem những chiêu thức này vững vàng ghi ở trong lòng mặt, còn có mới vừa rồi bộ kia tương tự yoga phương pháp, các ngươi mỗi ngày cũng không có thể đủ rơi xuống. Diệp Thần Phong để động tác chậm đem quân thể quyền tất cả chiêu thức đánh 3 lần, Chu Bình, Lục Thiên cùng với Cổ Nhạc mới miễn cường ghi xuống. Trường học nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Diệp Thần Phong tự nằm ở trên giường ngủ khôi phục thể lực, chuyện về sau phải dựa vào ba người bọn họ chính mình đi lục lọi, bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành nhìn người, ba người bọn họ tương lai có thể đem bộ này quân thể quyền phát huy ra bao nhiêu uy lực, hoàn toàn muốn xem bọn hắn riêng của mình cố gắng trình độ. Diệp Thần Phong đi ngủ, Chu Bình ba người bọn họ nhưng là hưng phấn ngủ không được, một buổi tối đều ở trong túc xá luyện tập bộ này quân thể quyền, xài một buổi tối thời gian. Miễn cưỡng có thể đem một bộ đầy đủ chiêu thức, theo hồ lô vẽ bầu đùa bỡn đi ra. Có thể là ba người bọn họ đùa bỡn ra tới chiêu thức, một chút cũng không có mãnh hổ xuống núi khí thế, nhiều nhất cũng chính là tiểu miêu xuống núi. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng lên, ba người bọn họ bây giờ còn bị vây kiến trúc nền giai đoạn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tập hợp huyết sáo tự thổi lên, phi dược bộ đội bình thường huấn luyện, điều này làm cho rất nhiều muốn để cho Diệp Thần Phong dạy mấy chiêu thành viên. Ở trong lòng âm thầm chửi má nó. Dĩ nhiên hôm nay Diệp Thần Phong phải không tất tiếp nhận phi dược bộ đội huấn luyện, bởi vì thể lực tiêu hao hơi chút ngủ được chậm một chút, đi ra lầu ký túc xá lúc, trên bầu trời mặt trời đã húc nhật cao soi.
vây quanh lầu ký túc xá chậm chạy 5 vòng, hoạt lạc một chút gân cốt, Vũ Khôn Minh vội vàng ra hiện tại trước mặt của hắn, nói Thần Phong, cùng ta đi một chuyến huấn luyện viên phòng làm việc, có người muốn gặp ngươi. Vũ Thúc Thúc, người nào muốn gặp ta? Diệp Thần Phong nghi vấn đường, hắn là dứt khoát kiên quyết sẽ không đáp ứng Vũ Khôn Minh đi kinh thành quân khu, hắn chính mình còn có rất nhiều chuyện muốn đâu. Tăng thực lực lên là trước mắt việc cấp bách, tìm ra hung thủ giúp cha mẹ báo thù cũng là hắn mỗi ngày nhớ chuyện tình, nữa mà hắn lại phải nghĩ biện pháp giúp Diệp lão gia tử chia sẻ dụng trên bả vai một phần trách nhiệm nặng nề, đâu có thể nói Diệp Thần Phong tương lai đường, là gánh nặng đường xa a. Thần Phong, người đi thì biết Vũ Khôn Minh không có cho Diệp Thần Phong tái phát hỏi cơ hội, trực tiếp lôi Diệp Thần Phong hướng cường binh trại huấn luyện viên phòng làm việc chạy đi. Đợi đến đi vào huấn luyện viên phòng làm việc, Diệp Thần Phong mới biết là ai muốn gặp hắn. Chỉ thấy trong văn phòng trừ Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ tại chỗ ra, còn có một tên mặt mũi nghiêm túc lão nhân không phải là Vũ Khôn Minh phụ thân của Vũ An Quốc sao. Hôm qua trời đang nhìn đến kia đoạn hình ảnh sau, Vũ lão gia tử đi ngang qua một phen sau khi tự hỏi, quyết định tới một chuyến Thiên Hải xem một chút, này không, sáng sớm lão nhân ra ông ta liền trực tiếp ngồi chuyên cơ đi tới Thiên Hải cường binh trại huấn luyện. Vũ lão gia tử đến, để cho Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ không dám quá mức làm càn, dù sao Vũ lão gia tử nhưng là trưởng bối, hay là hoa hạ khu nhị bả thủ, hai người bọn họ hay là hiểu được phân tắc. Không thích cười nói Vũ lão gia tử thấy Diệp Thần Phong đi vào phòng làm việc sau, nếp uốn trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó được nụ cười, hướng Diệp Thần Phong vẫy vẫy tay, nói Thần Phong, làm sao? Không nhận ra Vũ gia ông ta, tính toán thời gian chúng ta cũng có hơn 2 năm chưa từng gặp mặt. Kể từ khi Diệp Thần Phong ở 3 năm trước đây được rồi hoảng sợ chứng sau này, đối thế giới bên ngoài tràn đầy sợ hãi, cả ngày tự giam mình ở trong phòng, cho dù có lúc Vũ lão gia tử đi Diệp gia làm khách lúc, cũng là không thấy được Diệp Thần Phong người. Chương 44, Thiên Chén Không Say. Vũ gia ông, ngài làm sao tới? Ta đang suy nghĩ qua ít ngày đi xem ngài đâu. Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, dù sao Vũ lão gia tử cùng Diệp lão gia tử là cùng bối, Diệp Thần Phong tư thái dĩ nhiên muốn vi để đoan tránh một chút. Thần Phong, người hay là như vậy hội ba hoa a, ngươi đã vừa lúc tính toán đi xem ta, không ngày hôm nay hãy cùng ta cùng nhau trở lại kinh thành, ta giúp ngươi ở quân khu an bài một cái thể diện chức vị, ngươi thấy thế nào? Vũ lão gia tử là bực nào khôn khéo lão hồ ly. Dứt khoát tới một cái biết thời biết thế, hắn ngã muốn nhìn Diệp Thần Phong muốn trả lời thế nào. Vũ lão gia tử lời này vừa nói ra, chánh chủ không có gấp gáp, thì ngược lại một bên Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ nóng nảy, bọn họ cũng không thể đủ khiến người khác đem Diệp Thần Phong đào đi, làm chuyện gì nhất định cũng muốn có một thứ tự đến trước và sau. Cho dù Vũ lão gia tử là hoa hạ khu nhị bả thủ vẫn thế nào gặp. Chó nóng này còn muốn nhảy tường đâu, ở Lâm Trung Hổ xem ra nói như thế nào Diệp Thần Phong cũng là hắn bay vọt người a, hắn tại sao có thể đủ dễ dàng như vậy bỏ qua cho đâu. Ở Diệp Đông Kiện xem ra Diệp Thần Phong là hắn cháu ruột, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn của mình cháu ruột bị người khác đào đi. Đây quả thực quá con mẹ nó đâu phân. Vũ bá bá, người xem Thần Phong là ta cha an bài hắn tới cường binh trại huấn luyện, ngài làm như vậy sợ rằng không quá thích hợp. Diệp Đông Kiện trong cổ họng nuốt nước miếng tiểu tâm rực rực nói. Đông Kiện, người ít cầm Diệp lão đầu tử tới hổ ta, nhớ năm đó ta và ngươi nhà lão đầu tử chẳng phân biệt được ta và ngươi, ngay quần lót cũng có thể đổi lấy xuyên, khó có thể ta hướng hắn mượn một chút hắn cháu trai, hắn sẽ cùng ta trở mặt sao? Vũ lão gia tử tức giận hỏi. Lâm Trung Hổ thấy Diệp Đông Kiện nói chút nào không có tác dụng, cho nên liền chỉ có thể đủ đem một bụng lời mà nói, ngạnh xanh xanh đích nuốt trở vào, nhớ năm đó Lâm Trung Hổ còn đang Vũ lão gia tử dưới trướng làm qua một thời gian ngắn binh. Sau lại có Vũ lão gia tử chọn ra, hắn có thể có đủ thành tựu của ngày hôm nay. Hiển nhiên Vũ lão gia tử thái độ là phi thường minh xác, Diệp Thần Phong người này hắn là muốn định rồi, không có chút nào quay về đường sống, như vậy Lâm Trung Hổ cũng không làm tiếp vô vị tranh đoạt, mặc dù trong lòng là vì mất đi Diệp Thần Phong như vậy một cái kiểu loại yêu nghiệt nhân tài mà đau lòng, nhưng đây đều là chuyện không có cách nào khác tình. Vốn là Diệp Đông Kiện đã sớm cùng Lâm Trung Hổ thương lượng tốt lắm, ít nhất trước mắt hai người bọn họ nhất định phải đứng ở cùng một trận tuyến phía trên, chuyện về sau tự dễ dàng nhiều, có thể làm cho Diệp Thần Phong buổi sáng huấn luyện tác xạ bộ thành viên, xuống buổi trưa huấn luyện phi dược bộ đội thành viên, như vậy không phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tình sao? Đột nhiên mà hiện tại Diệp Đông Kiện thấy Lâm Trung Hổ hình như là biến thành câm, thậm chí ngay cả một cái rắm cũng không thả, nhất thời trong lòng khó chịu vạn phần, trong cổ họng chợt ho khan 2-3 thanh âm, dùng ánh mắt không ngừng nhắc nhở Lâm Trung Hổ.
Lâm Trung Hổ trang mô tác dạng nhìn trái nhìn phải nhìn, đối Diệp Đông Kiện ám hiệu không có một chút phản ứng. Vũ lão gia tử đem ở đây hết thảy cũng nhìn ở trong mắt, cười hỏi, tiểu hổ tử, nhiều năm như vậy không gặp, người hiện tại nhưng là phi dược bộ đội huấn luyện viên, chẳng lẽ ngay người cũng muốn cùng ta cướp người? Lâm Trung Hổ lập tức thân thể đứng thẳng tắp, cung kính hồi đáp, thủ trưởng, ta sao có thể cùng ngài cướp người a? Tiểu hổ tử có thể có thành tựu của ngày hôm nay, làm phiền ngài năm đó đào tạo cùng chọn ra. Lâm Trung Hổ người cũng như tên, lúc bình thường tại cái khác mắt người trong chính là giống như một đầu hung mãnh con cọp, mà giờ khác này con cọp hoàn toàn biến thành một con dịu ngoan con mèo nhỏ. Như vậy cũng tốt, năm đó ta không uổng công ta coi trọng như vậy ngươi. Vũ lão gia tử vui mừng gật đầu nói. Diệp Đông Kiện ở trong lòng mắng to khốn kiếp, một lòng trở nên lạnh như băng, xem ra hắn muốn để cho Diệp Thần Phong ở lại cường binh trại huấn luyện trên căn bản chẳng qua là không tưởng chúng ta tránh chủ Diệp Thần Phong thủy chung mạn bất kinh tâm nhìn đây hết thảy, dù sao cuối cùng bất kể ai tới vậy không được việc, hắn Diệp Thần Phong chắc là không biết ở lại trong quân doanh. Trước một kiếp hắn chưa tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện ra, hay là tại giúp quốc gia thi hành nhiệm vụ, cả đời này hắn nghĩ đổi lại loại cuộc sống phương thức, hắn muốn vì mình mà sống, là vì người nhà mà sống. Thần Phong, người vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Vũ lão gia tử hơi chú ý cười hai tròng mắt nhìn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhún vai, nói, Vũ gia ông, không phải là ta không đáp ứng ngài, chỉ là của ta đối này một chút cũng không có hứng thú, ta có ta chuyện của mình muốn. Không có bất kỳ quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Vũ lão gia tử muốn mời, này nếu là đổi lại người khác sợ rằng cũng muốn hù dọa đái. Vũ gia mặc dù ở kinh thành chẳng qua là nhị lưu gia tộc, Vũ lão gia tử cũng chỉ là quân khu nhị bả thủ, nhưng là nghe nói cuối năm nay Vũ lão gia tử chức vị còn muốn đi lên trên một cấp, đến khi đó Vũ lão gia tử nhưng chỉ là đường đường tránh tránh quân khu một tay, kèm theo chức vị của hắn bay lên, Vũ gia cũng sẽ theo nhị lưu gia tộc biến thành nhất lưu gia tộc. Vũ lão gia tử hơi sừng sờ, bất quá chợt ở trong lòng hài lòng gật đầu, quân nhân mới ra đời Vũ lão gia tử phiền nhất đúng là cái loại này mài mài chít chít, nói làm ngày trời cũng không biết ở biểu đạt có ý gì người. Ngược lại Diệp Thần Phong loại tính cách này có chút đối với hắn khẩu vị. Xem ra Diệp gia tiểu tử thật thay đổi, một người tính cách theo lý mà nói không thể nào trở nên nhanh như vậy. Chẳng lẽ thật giống như Chí Phương nói như vậy, hắn là đại trí giả ngu. Người khác nhìn qua cũng không phải chân tránh hắn. Vũ lão gia tử ở trong lòng thầm nghĩ, trừ cái này suy đoán nhất chuẩn xác ra, hắn không nghĩ tới những khác khả năng. Trong lòng đối Diệp Thần Phong mặc dù vô cùng tán thưởng, nhưng là Vũ lão gia tử trên mặt cố ý lộ ra không vui vẻ, nói, Thần Phong, người mới vừa rồi còn nói muốn đi xem ta đâu làm sao hiện tại để cho ngươi và ta cùng nhau trở lại kinh thành, ngươi tựu không muốn. Diệp Thần Phong không nóng không vội hồi đáp, ta mới vừa rồi là đã nói muốn đi nhìn ngài, nhưng là bây giờ không phải là thấy ngài sao. Hảo tiểu tử, có hứng thú hay không cùng ta uống vài chén? Nếu như ngươi có thể đủ đem ta uống rượu say, ta liền không hề nữa miễn cưỡng ngươi. Nhưng là nếu như ngươi bị ta uống rượu say, như vậy ngươi tự biết điều một chút cùng ta đi kinh thành quân khu. Diệp Thần Phong xử sự không sợ hãi biểu hiện, để cho Vũ lão gia tử muốn đem Diệp Thần Phong đào đi kinh thành quân khu. Vũ lão gia tử lúc còn trẻ nhưng là rộng lượng vô cùng, phàm là cùng hắn uống qua một lần rượu đích người, ở trước mặt hắn cũng không dám nữa nhắc tới uống rượu hai chữ này, bởi vì này những người này cũng bị hắn uống gục xuống. Cửu nhi cửu chi cùng Vũ lão gia tử người quen cho hắn lấy một cái thiên chén không say ngoại hiệu. Đối với uống rượu Diệp Thần Phong lại có sợ gì chi có. Thân thể có linh hồn lực hắn, đừng nói là thiên chén không say, coi như là vạn chén chỉ sợ cũng sẽ không say ngã. Vũ gia ông, đã có ngài như vậy có hăng hái, Thần Phong hôm nay theo ngài uống vài chén lại có làm sao. Chỉ cần ta say ngã, ta nên đáp ứng biết điều một chút cùng ngài đi kinh thành quân khu. Diệp Thần Phong nói. Tốt. Lúc này mới sảng khoái sao, ba người các ngươi cũng đi ra ngoài cho ta, để cho ta cùng Thần Phong một mình ở chỗ này uống thống khoái. Vũ lão gia tử tự thích sảng khoái người, hắn cũng không tin Diệp Thần Phong thân thủ biến thái, tử lượng cũng sẽ như vậy biến thái. Chương 45, uống rượu say, van xin đề cử cất giấu. Huấn luyện viên trong văn phòng chỉ còn lại có Vũ lão gia tử cùng Diệp Thần Phong hai người, Vũ lão gia tử phảng phất sớm đã có chuẩn bị, đang làm việc bàn bên cạnh để ba cái bình lớn rượu. Vũ lão gia tử lúc bình thường còn có một đặc thù yêu thích, đó chính là cất rượu, lão nhân gia trong lúc rảnh rỗi thích chiêu ghẹo mãi nghiên cứu này cất rượu trình tự làm việc, nhiều năm như vậy xuống tới cũng là để cho hắn cất rượu kỹ thuật đạt tới chuyên nghiệp trình độ.
Này ba hũ tử rượu trắng số ghi nếu so với trên thị diện bán cao hơn không ít, lấy Vũ lão gia tử thuyết pháp là, như vậy rượu mới là nam nhân nên uống, uống lên tới thống khoái. Tử lượng bình thường người sợ rằng uống một chén lớn này cái bình trong rượu trắng, cả người sẽ phải mơ mơ màng màng không thắng tử lực, cho nên hôm nay Vũ lão gia tử cần phải muốn đem Diệp Thần Phong đào được kinh thành quân khu đi không có thể. Thần Phong, hôm nay sẽ làm cho Vũ gia gia ta kiến thức rượu của ngươi lượng như thế nào. Vũ lão gia tử đưa cho Diệp Thần Phong một cái lớn cái chén. Diệp Thần Phong cúi người xuống giúp Vũ lão gia tử mở ra một vò rượu, chia ra cho chính hắn cùng Vũ lão gia tử cái chén rót đầy. Một câu nói cũng không nói, Diệp Thần Phong trực tiếp một ngụm làm ra, nồng đậm số ghi rượu trắng theo khoang miệng trơn vào cổ lung, nữa theo cổ họng một đường trượt vào trong dạ dày, thật đúng là đừng nói này rượu trắng thật con mẹ nó kính nhi đầy đủ, bất kể là trong miệng, trong cổ họng, hay là trong dạ dày. Diệp Thần Phong đều có loại cay làm đau cảm giác, toàn thân cao thấp bị một cổ dòng nước ấm bao quanh, sắc mặt từ từ biến đỏ. Diệp Thần Phong một cái cơ trí, linh hồn lực lập tức kích phát ra, chỉ thấy đặt ở dưới đáy bàn tay trái trong lòng bàn tay rỉ ra một chút cũng không có tính ra giọt nước, hắn là lợi dụng linh hồn lực đem uống vào trong bụng rượu trắng hoàn toàn ép đi ra ngoài. Tự giống như Thiên Long Bát Bộ nơi Đoàn Dự cùng Kiều Phong lần đầu uống rượu lúc, Đoàn Dự vừa uống rượu, trong ngón tay một bên đem uống vào bụng rượu chảy ra, này là đồng dạng một cái đạo lý. Đem rượu cồn toàn bộ bài xuất trong cơ thể sau, Diệp Thần Phong trong thân thể nóng bỏng cảm vô ảnh vô tung biến mất, sắc mặt khôi phục đến bình thường. Vũ lão gia tử lăng lăng nhìn Diệp Thần Phong, tiểu tử này là càng ngày càng đối với hắn khẩu vị, rượu này là thân thủ của hắn ủ, hắn vô cùng rõ ràng rượu này số ghi, lúc bình thường trừ hắn ra, không người nào dám đem loại rượu này một ngụm làm. Hôm nay hắn cuối cùng là gặp phải một cái đồng loại. Không khỏi trong miệng hô lớn tốt, quả nhiên hào sảng đang khi nói chuyện Vũ lão gia tử giống như trước đem một chén rượu một hơi tưới trong bụng. Diệp Thần Phong chịu trách nhiệm rót rượu, khi hắn rót rượu, Vũ lão gia tử hỏi, Thần Phong, ngươi nhưng kinh thành những tên kia lừa gạt thật là tốt thảm a, rõ ràng là thân tay tuyệt luân cao thủ, trong quá khứ những trong năm này ngươi lại ra vẻ một bộ con nhà giàu bộ dáng tới. Hôm nào ta nhất định phải đi tìm Diệp lão đầu tử đòi cái thuyết pháp, ngươi hẳn là làm tôn nữ của ta tế mới đúng a, ngươi không phải là cùng ta nhà Hiểu Phỉ đi vô cùng gần sao. Nhắc tới Vũ Hiểu Phỉ, Diệp Thần Phong rót rượu tay không khỏi rung một chút, trong đầu hồi tưởng lại lúc ấy cưỡng hôn Vũ Hiểu Phỉ hình ảnh, Vũ Hiểu Phỉ kia vô cùng có lường trước vóc người, cùng với bộ ngực này một đôi miêu tả sinh động cao vút, hít một hơi thật sâu, ở trong lòng nhắc nhở chính mình, Diệp Thần Phong, ngươi cũng không thể đủ như vậy xúc sinh. Ngươi chẳng qua là đem Hiểu Phỉ làm thành tỷ tỷ mà thôi. Thấy Diệp Thần Phong giống như trước ngây người bộ dáng, liên tưởng đến ngày hôm qua cháu gái bộ dáng, Vũ lão gia tử hiện tại dám khẳng định, này giữa hai người 100% có quỷ, đột ngột đề cao âm lượng, nói Thần Phong, chẳng lẽ ngươi lại không chuẩn bị nói cho ta biết không? Hiểu Phỉ nha đầu kia có thể đã sớm nói cho ta biết, ngươi khi dễ chuyện của hắn, chỉ cần ngươi thừa nhận ta vậy sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đối với ta nhà Hiểu Phỉ chịu trách nhiệm là tốt. Diệp Thần Phong còn không có uống rượu say đâu như thế nào lại làm hồ đồ như thế chuyện tình. Cho dù Vũ Hiểu Phỉ thật đem cưỡng hôn chuyện tình nói cho Vũ lão gia tử, Diệp Thần Phong hiện tại cũng chỉ có thể đủ tới một người chết không thừa nhận ra vẻ vi huân bộ dáng, nói, Vũ gia gia, ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu a, chúng ta lại một cái vừa nói Diệp Thần Phong vừa một hơi cạn một chén. Vũ lão gia tử mở to hai mắt nhìn, lúc nào cái éo gì vậy rượu trắng biến thành nước sôi? Cho nên liền không cam lòng yếu thế theo sát Diệp Thần Phong độ tưới một chén rượu trắng tiến vào trong bụng. Thật quá mẹ ơi gặp ta, chẳng lẽ hôm nay ta đây cái thiên chén không say, muốn thua bởi này con thỏ nhỏ chết kia trong tay. Vũ lão gia tử trong lòng buồn khổ thầm nghĩ. Loại này độ dày rượu trắng lúc bình thường Vũ lão gia tử uống cái năm cái chén lớn trái phải tựu đỉnh phá thiên, nữ uống vào lời mà nói, hắn cũng là lăn dưới đáy bàn đi lường trước. Vũ gia gia. Chúng ta lại đến ở Vũ lão gia tử buồn bực lúc, Diệp Thần Phong vừa cho song phương trong chén rót đầy rượu trắng. Huấn luyện viên bên ngoài phòng làm việc mặt, Diệp Đông Kiện ở trên hành lang lúc ẩn lúc hiện, thấy vậy Vũ Khôn Minh cũng phiền lòng, ta nói ngươi luôn sáng ngời cái gì sức lực. Chẳng lẽ ngươi còn không biết nhà ta lão đầu tử tử lượng sao? Lần này Thần Phong chỉ có thể biết điều một chút đi đến kinh thành quân khu. Đại Hắc Hùng, ngươi con mẹ nó quá âm hiểm, lại đem Vũ lão gia tử cũng kêu đến. Diệp Đông Kiện khó chịu nói. Lão đệ, hay là theo ta hảo hảo học một ít cái gì gọi là binh bất hiếm trá. Muốn không ngươi cũng tới kinh thành quân khu theo ta học 2 năm.
Bất quá sao người đãi ngộ khẳng định không có Thần Phong Cao Vũ Khôn Minh cười đắc ý đường. Diệp Đông Kiện đang phiền một bụng khí không có nơi tắt đầu thấy Lâm Trung Hổ ở một bên cười trộm, lập tức đem đầu mâu nhắm ngay hắn, quát lên, Lâm Trung Hổ, tốt ngươi tên phản đồ, ta thật là nhìn lầm ngươi, đến thời điểm mấu chốt phía dưới tựu héo. Đông Kiện, ta đây không phải là tình thế bắt buộc sao? Võ thủ trưởng từng đối với ta có chỉ bảo tri ân, hắn là quả quyết muốn đem Thần Phong đào được kinh thành quân khu đi, ta cũng không thể đủ cùng từng ân sư cướp người. Truyền ra ngoài ta Lâm Trung Hổ còn thế nào đặt chân? Lâm Trung Hổ trong lòng lại là phi thường thương tiếc, nói như thế nào Diệp Thần Phong hiện tại trên danh nghĩa cũng là hắn phi dược bộ đội người A. Tự ở ba người bọn họ xảo lai xảo khứ lúc, cửa phòng làm việc được mở ra, Diệp Thần Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, theo trong phòng làm việc sân vắng như bước đi ra. Nhìn thoáng qua ba người, nói các ngươi đang làm gì đó. Cũng này lớn người, làm sao lại học lên người đàn bà tranh chua chửi đồng. Không để ý đến ba người, Diệp Thần Phong trực tiếp rời đi. Ba người túc túc sửng sốt có 10 giây đồng hồ, kịp phản ứng sau, trước tiên xông ào vào trong phòng làm việc, chỉ thấy Vũ lão gia tử say mềm gục ở bàn ở trên cao thở to ngủ tới. Này thật hay là cái kia được khen là thiên chén không say Vũ An Quốc. Trong ba người kinh hãi nhất thì còn lại là Vũ Khôn Minh, hắn có thể vô cùng rõ ràng chính mình lão đầu tử tử lượng, lúc bình thường hắn và lão đầu tử uống rượu không có một hồi thì không được. Nhưng là trước mắt đây hết thảy vừa là chuyện gì xảy ra. Khó có thể Diệp Thần Phong tử lượng thật tốt như vậy. Cái này thật con mẹ nó yêu nghiệt, ban đầu là thân thủ tuyệt luân, hiện tại ngay tử lượng cũng tốt kinh người, này để cho bọn họ những người này sống thế nào a? Quá đả thương lòng tự ái, thật sự là quá đả thương lòng tự ái. Chương 46, cái này tôn nữ tế muốn định rồi. Thần Phong, chúng ta lại một cái. Cục ở trên bàn Vũ lão gia tử trong miệng mơ hồ không rõ nói. Diệp Đông Kiệt, Lâm Trung Hổ cùng Vũ Khôn Minh bận việc giúp Vũ lão gia tử giải rượu, một hồi giúp hắn thoa khăn nóng, một hồi giúp hắn nấu tới giải rượu trà. Vũ lão gia tử nhưng là đường đường hoa hạ khu nhị bả thủ, được người gọi là thiên chén không say, hôm nay say ngã xuống cường binh trại huấn luyện viên trong văn phòng, chuyện này truyền ra ngoài, cũng không phải là dễ nghe như vậy. Diệp Đông Kiện một bên giúp Vũ lão gia tử đổi lại khăn nóng, vừa cười nói, Đại Hắc Hùng, lần này sợ rằng Thần Phong không thể đi kinh thành quân khu, ta còn thật không nghĩ tới Thần Phong tử lượng cũng sẽ tốt như vậy. Vũ Khôn Minh đen gương mặt, ban đầu trên mặt đắc ý biến mất không thấy, không cam lòng yếu thế nói, Diệp Đông Kiện, người ít đắc ý, lấy nhà ta lão đầu tử tính cách, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho. Ở ba người một phen dưới sự nỗ lực, Vũ lão gia tử men say lui xuống một chút. Bàn tay vuốt vuốt có chút chứng đau đầu, nhìn lên trước mặt ba người hỏi Thần Phong đi nơi nào. Vũ Khôn Minh nói cha, ngươi nói Thần Phong đi nơi nào. Ngươi cũng bị hắn uống gục xuống. Tiểu tử này quá không tôn kính lão nhân, uống lên rượu tới cái kia gọi tàn nhẫn a à, xem ra ta đây cái thiên chén không say cũng có say đích lúc a à, nếu để cho kinh thành những lão gia hỏa kia thấy ta đây phó bộ dáng, cần phải muốn cười rụng răng cửa không thể. Vũ lão gia tử trong lòng thật sự là buồn bực cực kỳ. Trong đầu loáng thoáng nhớ lại chuyện mới vừa rồi, Diệp Thần Phong liên tục uống lục đại chén rượu trắng một chút men say cũng không có, mà hắn ở uống đến thứ 6 chén lúc tự bất tỉnh nhân sự. Khôn Minh, đỡ ta đi gặp kia không hiểu được tôn kính lão nhân tiểu tử. Vũ lão gia tử trong lòng đối Diệp Thần Phong là tương đối hài lòng, lấy Diệp Thần Phong tử lượng cùng thân thủ, làm hắn tôn nữ tế thật sự là thích hợp nhất bất quá. Vũ Khôn Minh vịn Vũ lão gia tử, Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ cùng khi bọn hắn phía sau. Lấy bọn họ đoán Diệp Thần Phong hẳn là trở về phi dược bộ đội túc xá. Hiện ở nơi này điểm, đúng lúc là ăn cơm chưa thời gian nghỉ ngơi, Vũ lão gia tử đoàn người mới vừa đi tới phi dược bộ đội lầu ký túc xá trước, đã bị trước mắt phi dược bộ đội thành viên đùa bỡn một bộ quyền pháp cho hấp dẫn. Chỉ thấy lầu ký túc xá trước vây đầy người, Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc đang luyện tập Diệp Thần Phong dạy cho bọn hắn cái kia bộ quân thể quyền đâu, mặc dù ba người bọn họ đánh ra tới khí thế cùng Diệp Thần Phong không cách nào so sánh được. Nhưng là đã có điểm mùi vị ở bên trong. Trung Hổ, bộ quyền pháp này tên gì danh đường? Ta làm sao cảm giác có điểm giống quân thể quyền? Nhưng là bên trong có thể phát huy ra tới uy lực, nhưng so với quân thể quyền mạnh hơn mấy lần không ngừng, công kích cùng phòng thủ chiêu thức tương đối hoàn mỹ. Nếu là đem loại này quyền pháp ở quân khu mở rộng ra, chúng ta quốc gia binh lính năng lực chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn bay lên a. Vũ lão gia tử không hổ là hoa hạ khu nhị bả thủ. Một bộ đơn giản quyền pháp là có thể nhìn ra này năm thứ nhất đại học bộ đạo lý tới. Lâm Trung Hổ gãi đầu, ngượng ngùng nói, thủ trưởng,
ta cũng vậy không rõ ràng lắm bọn họ bộ quyền pháp này tên gì danh đường. Trung Hổ, vậy ngươi lại không đi hỏi. Vũ Lão Gia Tử bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Trung Hổ người này ở Vũ Lão Gia Tử xem ra địa phương nào đều tốt, chính là người có chút quá mức chết đi bản, không hiểu được suy một ra ba đạo lý, bằng không sợ rằng hôm nay chức vị của hắn cũng sẽ không là phi dược bộ đội huấn luyện viên, hẳn là còn có thể lại hướng lên thăng. Là, thủ trưởng Lâm Trung Hổ hướng đám người đi tới, quát lên các ngươi đang làm gì đó. Xem ra rất ở không a. Lâm Trung Hổ vang thanh âm vừa truyền tới, lầu ký túc xá trước đám người kia lập tức làm lồ sao. Dì thú tán, Lâm Trung Hổ vội vàng lần nữa quát lên, Chu Bình, Lục Thiên, Cổ Nhạc, các người ba người lưu lại. Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc vừa bước vào đi cước bộ thu trở lại, ba người bọn hắn biết nếu là không nghe huấn luyện viên ra lệnh lời mà nói, lúc huấn luyện viên nhất định sẽ cho bọn hắn ra san. Bọn họ cũng không muốn nhận được bất kỳ đặc thù chiếu cố, không có một hồi thời gian những người khác đã sớm dụ dỗ tán quét sạch, chỉ còn lại có Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc, để cho ba người ở trong lòng không khỏi mắng to, không có nghĩa khí. Nói một chút nhìn, các ngươi mới vừa rồi luyện được kia bộ quyền pháp là cái gì danh đường? Lâm Trung Hổ nghi vấn đường, ở Lâm Trung Hổ câu hỏi, Vũ Lão Gia Tử đám người vậy đi tiến lên đây. Báo cáo huấn luyện viên. Đây là Diệp Thần Phong dạy cho chúng ta ba người trăm miệng một lời hồi đáp, Diệp Thần Phong lúc ấy truyền thụ bộ này quân thể quyền cho bọn hắn lúc, không để cho bọn họ nhất định phải giữ bí mật, huống chi cho dù bọn họ không nói, huấn luyện viên hẳn là đơn giản một điều tra là có thể biết đáp án. Lại là Thần Phong tiểu tử kia, xem ra trên người hắn bí mật lại thật không ít a. Vũ Lão Gia Tử thở dài nói. Bộ quyền pháp này uy lực rất lớn sao? Nếu Vũ Lão Gia Tử uống rượu bại bởi Diệp Thần Phong, như vậy Diệp Thần Phong tự không cần phải đi kinh thành quân khu, giờ phút này Lâm Trung Hổ lại đem đầu óc động đến Diệp Thần Phong trên người. Báo cáo huấn luyện viên, ba người chúng ta hôm qua mới vừa tiếp xúc bộ này quân thể quyền, Diệp Thần Phong có thể đem bộ này quân thể quyền phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, ba người chúng ta căn bản còn không có nhập môn đâu. Còn tiếp xúc một ngày là có thể phát huy ra uy lực như vậy tới. Người ở chỗ này khiếp sợ không thôi. Lâm Trung Hổ tiếp tục hỏi, các người bộ quyền pháp này thật sự là quân thể quyền. Đúng vậy, huấn luyện viên, Diệp Thần Phong nói bộ này quân thể quyền là hắn cải tạo sau khi thành quả. Ba người không nghi ngờ chút nào đem Diệp Thần Phong cho hoàn toàn bán đứng. Bất quá khi sơ Diệp Thần Phong nếu dạy cho bọn hắn bộ quyền pháp này, tự không có nghĩ qua muốn ba người bọn hắn giữ bí mật. Cái này Diệp gia tiểu tử thật là một lần cho ta vui mừng a. Hắn hiện tại người đâu? Vũ Lão Gia Tử khẩn cấp hỏi. Chu Bình và ba người cũng không nhận ra Vũ Lão Gia Tử, chẳng qua là nghi hoặc nhìn Lâm Trung Hổ. Lâm Trung Hổ khó chịu quát lên, ba người các ngươi còn không mau trả lời. Huấn luyện viên, Diệp Thần Phong đã vừa mới rời đi cường binh trại huấn luyện, ba người trăm miệng một lời hồi đáp. Cái gì, Diệp Thần Phong rời đi? Lâm Trung Hổ lớn tiếng nghi vấn đường, xem ra trong lòng của hắn ý niệm trong đầu lại muốn rơi vào khoảng không. Thần Phong tiểu tử này thật là một không cần thiết dừng chủ a. Bất quá cái này tôn nữ tế ta Vũ An Quốc muốn định rồi. Vũ Lão Gia Tử nghĩ ở trong lòng đường. Đông Kiện, có hay không Thần Phong điện thoại? Lập tức cho ta bấm Vũ Lão Gia Tử ra lệnh. Diệp Đông Kiện tâm bất cam tình bất nguyện bấm Diệp Thần Phong điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Vũ Lão Gia Tử. Ở trong điện thoại Vũ Lão Gia Tử nói muốn đem Diệp Thần Phong bộ quyền pháp này ở Hoa Hạ khu mở rộng ra. Đã sớm ngồi xe rời đi Diệp Thần Phong đương nhiên là một lời đáp ứng xuống tới, bộ này quân thể quyền không có Diệp Thần Phong trợ giúp, người bình thường muốn phát huy ra uy lực tới căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì quân khu binh sĩ trên căn bản toàn bộ là xương cốt trổ mã hoàn toàn sảng khoái. Đột nhiên hắn không có đem chuyện này nói cho Vũ Lão Gia Tử, bằng không đối phương nói không chừng cho là hắn đây là đang giấu riêng đâu, dù sao sau này bọn họ tự sẽ biết trong đó vấn đề. Mà Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc ba người này rất rõ ràng thành mở rộng truyền thụ bộ này quân thể quyền người, dù sao Diệp Thần Phong ở trong tình hình chung chắc là không biết rút quân về khu. Chương 47, điên cuồng người theo đuổi. Phương Nam Tường mở ra đại chạy vững vàng chạy ở lối đi bộ, Diệp Thần Phong ngồi ở chỗ ngồi phía sau phía trên chuẩn bị đánh ngủ gật một chút, chuông điện thoại di động lại một lần vang lên, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ nhận nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến hầu tử tiếng cầu cứu, lão đại. Ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Nếu là phương tiện lời nói lập tức trở về một chuyến biệt thự sao? Đại tẩu bị ngăn ở trong biệt thự ra không được, đám này ánh mắt vừa được trong lỗ đít người, ngay mặt mũi của ta cũng không cho, ta là không có chiêu a. Tốt, ta lập tức tới đây. Diệp Thần Phong cúp điện thoại, có chút ngượng ngùng nói, Phương ca,
trở về Triệu gia lúc trước có thể hay không lại đi một chỗ. Chỉ cần đi một chuyến giải quyết một ít chuyện lập tức là có thể đi. Diệp Thần Phong cũng tịnh không phải là không biết tốt xấu người, nhưng là Đường Hân chuyện tình, hắn nhất định phải đuổi qua đi xử lý, nếu như hầu tử có thể giải quyết lời mà nói, chắc chắn sẽ không gọi điện thoại tới đây cầu trợ. Phương Nam Tường trên mặt không có bất kỳ không vui thần sắc, nói, Diệp tiên sinh, ngài không nên cùng ta khách khí, ngài nói đi. Muốn đi đâu? Rời đi Triệu gia lúc trước Triệu Khải Hoa nhưng là để cho Phương Nam Tường tốt hơn sinh chiêu đãi Diệp Thần Phong, để cho hắn làm hết sức thỏa mãn Diệp Thần Phong yêu cầu. Ở Triệu Khải Hoa xem ra giao hảo Diệp Thần Phong vị này thần y vô cùng trọng yếu, dù sao giống như Triệu Khải Hoa người như vậy, đời này phải không buồn tiền, như vậy có nhiều hơn nữa tiền có ích lợi gì. Vạn nhất được cái gì nghi nan tạp chứng, còn không phải là đi đời nhà ma. Cho nên khi bọn hắn những thứ này siêu cấp người có tiền trong mắt, nhiều hơn nữa tiền vậy so ra kém mạng của mình đáng giá a. Diệp Thần Phong đem địa chỉ nói cho Phương Nam Tường sau này, đại chạy lập tức thay đổi phương hướng, hướng biệt thự Phương Vị đi tới. Mà giờ khắc này Đường Hân ở lại trước biệt thự, bị nhất bang chừng 20 tuổi thanh niên cho chắn, lấp, bịt, một đám trong miệng hồ ngôn loạn ngữ hét lớn. Đám này thanh niên người dẫn đầu gọi Hàn Đào, cũng không phải là người Thiên Hải, bằng không lấy hầu tử ở Thiên Hải nhân mạch, người bình thường hay là sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Hàn Đào lớn lên tinh gầy vô cùng, hai mắt thật sâu lõm vào, đầu tóc nhuộm thành bất luân bất loại năm màu sáu sắc, vừa nhìn chính là cái bị rượu sắc lấy hết thân thể hàng sắc, thậm chí có thể lại hấp thực hàng cấm, giống như Hàn Đào người như thế có thể nói là chân chính xã hội bại hoại. May mắn là Hàn Đào sanh ra ở một cái dưới đất thế lực gia tộc, lão đầu tử là cùng Thiên Hải lân cận trong thành thị mỗ hạng trung bang hội lão đại, bởi vậy Hàn Đào từ nhỏ tự dưỡng thành một bộ con nhà giàu tính cách, thật ra thì bản thân của hắn cái dám điểm bản lãnh cũng không có. Lúc này tới Thiên Hải lên đại học, hắn cũng theo của mình trong thành thị đeo một nhóm tiểu đệ tới đây, này không có ở đây phía sau hắn kêu gào những thứ này thanh niên, tự là theo chân hắn tới Thiên Hải lên đại học. Hàn Đào đã nhìn chúng Đường Hân đã lâu rồi, này không phái người tra được Đường Hân địa chỉ sau, mang theo nhất bang tiểu đệ trực tiếp tới cửa tới, nếu là Đường Hân một người ở nhà, đem cửa mở ra tới nói, còn nói không nhất định sẽ bị Hàn Đào loại này hàng sắc thế nào đâu. Hầu tử mặt không thay đổi sắc ngăn cản đường đi của bọn họ, quát lên, các ngươi thức thời cho ta từ đâu qua lại đi đâu, chưa từng nghe qua một câu nói sao. Cường long đấu không lại đầu xà, ta hầu tử hay là ngươi nói chọc cho là có thể chọc cho. Hầu tử đối Diệp Thần Phong cái này lão đại là không phản ứng, bằng không Diệp Thần Phong không có ở đây Thiên Hải 3 năm này, Đường Hân sớm đã bị người cho cái kia quyển quyển xoa xoa. Hàn Đào cũng biết hầu tử một chút lai lịch, bằng không hắn đã sớm để cho thủ hạ đem hầu tử cho làm ra lật ra, trong miệng ngậm nửa đoạn tàn thuốc ói ở trên mặt đất phi, hôm nay ta đây điều sang sông Long thật đúng là muốn đấu một trận ngươi này điều địa đầu xà, ta còn nghe nói cô nàng này là một gọi Diệp Thần Phong người. Ta có thể nghe nói hắn mấy năm trước ở Thiên Hải có thể nghiêu bê. Hiện tại kia cháu trai đã chạy đi đâu? Diệp Thần Phong trở lại Thiên Hải chuyện tình không có mấy người biết. Dĩ nhiên hầu tử cũng sẽ không đem chuyện này nơi tuyên dương, huống chi người bình thường cũng không biết Diệp Thần Phong chính là kinh thành người của Diệp gia. Năm đó chỉ có số ít mấy cùng Diệp Thần Phong đi được vô cùng gần người mới biết được, bằng không cấp cho Hàn Đào 100 cái lá gan hắn cũng không dám đem oai đầu óc động đến Đường Hân thân lên đi. Sang sông Long, hầu tử thật đúng là quá mẹ ôi muốn cất tiếng cười to, nhìn này các anh em thân thể, nhiều lắm là chỉ là một điều sang sông con run. Lão đại ta tên là loại người như ngươi xứng nói đấy sao? Nếu như ngươi ngại tuổi thọ của mình quá dài, ngươi ngã là có thể tiếp tục lưu lại. Hầu tử khinh thường nói, hắn có thể thấy tận mắt biết qua Diệp Thần Phong thân thủ, dùng một cái từ hợp thành hình dung đó chính là gạch thẳng đánh dấu. Hàn Đào trong lòng thật ra thì đã ở bồn chồn, hắn không có điều tra ra được Diệp Thần Phong thân phận chân thật, hướng biệt thự la lớn, Đường Hân, ngươi đi ra cho ta Hàn Đào có thể coi trọng ngươi. Là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, ngươi cũng không nên đợi đến ta dùng sức mạnh, đến lúc đó ta nhưng là sẽ rất thô bạo, ha ha ha. Vừa nói Hàn Đào một trận tiện cười. Mò mẫm thì thầm cái gì đâu, miệng ngươi trong Đường Hân là ta hầu tử đại tẩu, có tin ta hay không đánh nát cái miệng thúi của ngươi. Hầu tử khí thế khinh người nói, bất quá cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi, đối phương có nhiều người như vậy, hắn nếu như giống như cái kẻ não giống chủ động phóng, đến cuối cùng nhất định là thuần túy tìm tai vạ. Hiện tại hắn chỉ cần trì hoãn thời gian, đợi đến Diệp Thần Phong tới là tốt. Hàn Đào ngón tay chỉ vào hầu tử, trên dưới đung đưa, nói, hầu tử, ngươi cũng không nên cho mặt không biết xấu hổ,
ta Hàn Đào đã cho đầy đủ mặt mũi ngươi, ngươi nếu là ép ta, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, ta đem ngươi chuẩn bị cái bán thân bất toại, đem Đường Hân mang về của chính ta thành thị đi, đến lúc đó có ai dám tới tìm ta phiền toái. Rồi hãy nói miệng ngươi trong lão đại, đã sớm không có ở đây Thiên Hải hơn nhiều năm đi. Ngươi cái này làm tiểu đệ phải dùng tới như vậy cẩn trọng sao? Hàn Đào tới một cái trước binh sau lễ, uy hiếp một thanh hầu tử, sau đó lại đem giọng nói để mềm, nếu là lực ý chí không kiên cường một số người, sợ rằng nghe xong lời nói này sau sẽ phải tước vũ khí đầu hàng, xem ra Hàn Đào thật cũng không là một ngốc nghếch người. Bất quá đáng tiếc chính là hầu tử không phải là người như thế, Diệp Thần Phong trong lòng của hắn có không thể thay thế lão đại mà vì, hãy bớt xàm ngôn đi, ta hầu tử nếu là người sợ chết, còn có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi này cháu trai dài dòng sao? Lão đại ta đã tại chạy tới, ngươi có loại ở chờ một lát. Hàn Đào mặc dù không có đem Diệp Thần Phong lai lịch điều tra rõ ràng, nhưng hắn là rõ ràng biết Diệp Thần Phong đã rời đi Thiên Hải có 3 năm, hắn vừa nghe chính là hầu tử ở lừa dối hắn, lập tức cười nói, ngươi thật đúng là làm như ta là 3 tuổi đứa trẻ. Hôm nay ta Hàn Đào cần phải muốn đem Đường Hân cô nàng này mang đi không thể. Hầu tử, ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi nữa không cút ngay, huynh đệ của ta quả đấm nhưng là không có mắt. Hàn Đào kiên nhẫn trên căn bản bị tiêu sạch sẽ. Lão đại, ngươi cũng không nên cùng ta nói giỡn a. Lần trước làm tổn thương ta còn không có hoàn toàn tốt đâu. Lần này ngươi nhất định được cấp cho ta đúng lúc a. Không cần chờ hầu tử ta vinh quang hy sinh, ngươi tái xuất hiện a. Đây đều là kịch truyền hình trong máu chó nội dung kịch bản. Hầu tử ngoài mặt trấn định vô cùng, trong lòng đang không ngừng cầu nguyện. Chương 48, Diệp tiên sinh, không nên ộ uế tay của ngài. 1, 2, 3, kèm theo Hàn Đào 3 tiếng đếm xong, hầu tử không một chút thối lui ý tứ, Hàn Đào vung tay lên hô, các huynh đệ, lên cho ta, đánh cho đến chết. Hàn Đào đã hoàn toàn bất cứ giá nào, mặc dù nói Thiên Hải không phải của hắn hai đầu bờ ruộng, nhưng là hắn có thể đem Đường Hân mang cách Thiên Hải, đến lúc đó còn không phải là có thể ngày ngày hưởng thụ đến Đường Hân thân thể. Vừa nghĩ tới Đường Hân động lòng người gương mặt, cùng với hai chân thon dài, Hàn Đào nửa người dưới không tự chủ có phản ứng, hắn tự thì thích Đường Hân loại này thanh thuần loại, từ trước hắn trải qua nữ nhân mỗi một người đều là chủ động đưa tới cửa, nói hiểu rõ một chút chính là tiểu thư, lần này hắn là quyết tâm tốt đến Đường Hân. Hàn Đào phía sau nhất bang thanh niên, một đám triệt nổi lên tay áo, mặt sắc bất thiện hướng hầu tử đi tới, hầu tử trong cổ họng nuốt nước miếng, hai đấm nắm quá chặt chẽ, miệng quát, hôm nay con khỉ ra ra ta và các ngươi liều mạng. Đang lúc hầu tử chuẩn bị bất cứ giá nào đại làm ra một phiếu lúc, một chiếc đại chạy cấp tốc chạy nhanh hướng biệt thự, vô cùng vững vàng ngừng lại, Diệp Thần Phong mở cửa xe từ sau chỗ ngồi đi xuống, Phương Nam Tường vậy theo sát đi xuống xe. Lão đại, ngươi xem như tới, ngươi nếu là nữa đến chậm một bước, cần phải cho ta nhặt xác. Hầu tử nhất thời áp lực hoàn toàn không có, trên mặt khôi phục dễ dàng tự tại vẻ mặt. Diệp Thần Phong sân vắng như bước xuyên qua đám người đi tới hầu tử trước mặt trước, một quyền đập vào hầu tử bộ ngực, nói, hầu tử, ngươi là ta Diệp Thần Phong huynh đệ, trên cái thế giới này có ai dám động tới ngươi? Ta bảo đảm để cho hắn hối hận theo trong bụng mẹ sinh ra. Hầu tử cái này huynh đệ Diệp Thần Phong là nhận định, hắn có thể đủ lần lượt cảm nhận được hầu tử đích thực thành, như vậy huynh đệ có thể làm cho Diệp Thần Phong an tâm đem phía sau lưng để lại cho hắn. Hầu tử vẻ mặt kích động, thậm chí là hốc mắt cũng hồng nhuận, ấp a ấp úng nói, lão, lão đại, người nói thật con mẹ nó cảm động, hầu tử ta đều nhanh muốn khóc. Ở bên trong biệt thự cửa sổ luôn luôn ngắm nhìn Đường Hân, thấy Diệp Thần Phong đến, vội vàng mở cửa theo trong biệt thự chạy ra, chẳng phân biệt được trường hợp trực tiếp nhào tới Diệp Thần Phong trong ngực, nhất thời một cổ thiếu nữ trên người mùi thơm ngát, đầy giấy Diệp Thần Phong lỗ mũi, Đường Hân trước ngực hai luồng mềm mại thân mật vô gian đặt ở Diệp Thần Phong bộ ngực. Diệp Thần Phong mặc dù lực khống chế rất tốt, nhưng là hắn vậy là một người đàn ông a. Hắn cũng không có Liễu Hạ Huệ ngồi mà trong lòng vẫn không loạn cao thượng tình cao, bàn tay không tự chủ đặt ở Đường Hân có bắn ra tính trên cặp mông ngắt một thanh, mới lên tiếng, Hân Nhi, có Thần Phong ca ca ở chỗ này đây. Ta sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Cái mông bị vuốt ve, Đường Hân cảm giác trong thân thể có loại khó có thể nói ra khỏi miệng tê dại cảm, trong lòng là vừa vui mừng vừa thẹn thùng. Nàng thích bị nàng Thần Phong ca ca khi dễ, nhưng là nam nhân khác ngay đụng cũng đừng nghĩ đụng nàng một chút, Diệp Thần Phong trong lòng hắn là trên cái thế giới này tốt nhất nam nhân. Đường Hân đỏ mặt, ngẩng đầu, chớp chớp mắt to nhìn Diệp Thần Phong, ngọt nhơn nhất hô, Thần Phong ca ca, ngươi cũng có hơn một tháng không có tới nhìn,
ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn biến mất đâu. Ngươi có biết hay không, Hân Nhi thật rất sợ, Thần Phong ca ca ngươi đang ở đây, Hân Nhi trong lòng là trên cái thế giới này thân nhân duy nhất. Diệp Thần Phong trìu mến sờ sờ Đường Hân phấn nộn gương mặt, nói, Hân Nhi, sau này Thần Phong ca ca ta nhất định sẽ tận lực rút ra thời gian theo ngươi. Hai người các ngươi còn có hết hay không? Ngươi chính là năm đó ở Thiên Hải rất nghiêu bê Diệp Thần Phong. Ta xem cũng không có gì đặc biệt sao, thật giống Tiểu Bạch Kiểm. Hàn Đào đã đem Đường Hân xem là vì vật ở trong túi của mình, giờ phút này tận mắt thấy Đường Hân thân mật nằm ở một cái trong ngực của nam nhân, hắn như thế nào lại thoải mái đâu. Diệp Thần Phong ôn nhu ôm Đường Hân, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt một cái Hàn Đào, hỏi hầu tử, những thứ này tạp toái là ai? Diệp Thần Phong nhất cử nhất động bị hầu tử nhìn ở trong mắt, trong lòng đối Diệp Thần Phong sùng bái loại tình cảm giống như thao thao nước sông liên miên không tiếc, trong lòng nghĩ nói, lão đại chính là lão đại, xem ra ta hầu tử muốn học đồ vật này nọ lại khá. Lão đại, những thứ này tạp toái cũng không phải là người Thiên Hải, đầu lĩnh Hàn Đào, hắn lão tử là vận thành một hạng trung bang hội hội trưởng, ở Thiên Hải cũng không có gì thế lực lớn. Hầu tử hồi đáp, bị Diệp Thần Phong không nhìn thẳng, Hàn Đào tinh gầy thân thể tức thẳng phát run, sắc mặt đỏ bừng quát, ta muốn ngươi đang ở đây lão tử trước mặt trang bê. Đợi ta muốn ở trước mặt ngươi làm ra nữ nhân của ngươi. Diệp Thần Phong trong thân thể đột nhiên dâng lên một cổ minh mông khí thế, mang theo lạnh lẽo hai mắt ngó chừng Hàn Đào, dùng đối phương dưới chân bước chân kìm lòng không đậu rút lui một bước, trên sống lưng cảm giác được một cổ thấm người lạnh như băng. Một đám tự tìm đường chết ngu ngốc, Diệp Thần Phong buông lỏng ra Đường Hân, chuẩn bị để cho bọn họ biết rốt cuộc là người nào ở trang bê. Phương Nam Tường đi lên một bước ngăn ở Diệp Thần Phong trước mặt, cung kính nói, Diệp tiên sinh, không nên ô uế tay của ngài, những người này tự giao cho ta để giải quyết sao. Diệp Thần Phong cũng không phải là một cái bà mụ mụ người, hắn biết trước mặt những người này cộng dồn lại vậy căn bản không phải Phương Nam Tường đối thủ, cho nên đã nói, vậy thì phiền toái Phương ca ngươi. Thế nào, đại thúc, ngươi một cái tài xế hảo hảo lái xe của ngươi không phải được rồi. Cần phải muốn gảy mấy cái xương ngươi mới vui vẻ sao? Một gã người cao mã đại thanh niên khinh thường nói. Phương Nam Tường đem khoác lên người áo khoác cưỡi xuống, trên người lộ ra từng cục giống như tảng đá bình thường cứng rắn da thịt, nhìn cái kia danh nhân cao mã đại thanh niên trong miệng không ngừng nuốt nước miếng. Lão đại, vị này tài xế đại thúc không đơn giản a. Vừa nhìn chính là cái luyện qua thân thủ mãnh nhân, hầu tử ở Diệp Thần Phong bên cạnh nhỏ giọng thầm nói. Hầu tử, người cũng là lúc muốn huấn luyện, nhóm đợi ngày nào đó có rảnh rỗi, ta tự mình chỉ đạo ngươi. Diệp Thần Phong vỗ hầu tử bả vai nói, đối vào huynh đệ của mình, Diệp Thần Phong dĩ nhiên sẽ không giấu riêng. Tốt, lão đại, vậy chúng ta có thể bị một lời đã định. Hầu tử hưng phấn nói. Ngươi, các ngươi cho ta cùng tiến lên, Hàn Đào biết nữa chỉ hoãn đi xuống cũng không phải là biện pháp, dứt khoát trước tiên đem trước mặt Phương Nam Tường cho quật ngã rồi hãy nói. Phương Nam Tường năm đó nhưng là bộ đội đặc chủng trong tinh anh thành viên, mặc dù đã giải ngũ nhiều năm, thể lực cũng có thể không có ban đầu tốt lắm, nhưng là chết gầy lạc đà vẫn còn so sánh mã đại đâu. Huống chi chẳng qua là đối phó trước mặt những thứ này tên côn đồ các kẽ. Hàn Đào trên tay một đám thanh niên đem Phương Nam Tường cho bao quanh vây lại, cơ hồ là cùng một thời gian xuất thủ, quả đấm hướng Phương Nam Tường trên người ném tới, xem ra những thứ này thanh niên cũng là có một chút đánh nhau kinh nghiệm. Đối mặt đám này thanh niên vây công, Phương Nam Tường không có bối rối, mặc cho bọn họ quả đấm nện ở trên người của hắn, hắn chỉ nhận đúng mục tiêu của mình công kích, ở cảm giác của hắn những thứ này tên côn đồ các cái quả đấm nện ở trên người của hắn chẳng qua là có một chút đau mà thôi, muốn nói đem hắn làm bị thương hoặc là như thế nào. Căn bản là chuyện không thể nào. Mà Phương Nam Tường mỗi xuất ra đi một đấm nhất định có thể làm cho một người bất tỉnh đi, cứ như vậy, không có một hồi thời gian, đám này thanh niên một người cũng không còn. Hết thảy chết ngất ở trên mặt đất. Chương 49, âm mưu, van xin đề cử cất giấu. Phương Nam Tường bộ ngực bền chắc ra thịt trên dưới ngọa nguậy, giãy giụa cổ, chuyển cánh tay, xương đang lúc thỉnh thoảng phát ra giòn vang thanh âm, hắn đã có nhiều năm vẫn không nhúc nhích qua tay, mới vừa điểm này lượng vận động đối với hắn mà nói ngay nóng người vận động cũng không tính là. Hàn Đào ngây người như phỗng, khẽ nhếch miệng, tinh gầy thân thể run rẩy lên, dưới chân bước chân ý vị lui về phía sau. Trong miệng đứt quãng nói các ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Diệp Thần Phong, người tốt nhất lập tức quỳ xuống hướng ta dập đầu, sau đó đem nữ nhân của ngươi hai tay dâng lên, bằng không ta có thể làm cho ba ta lập tức tới Thiên Hải tiêu diệt ngươi.
Thật không biết Hàn Đào nơi nào đến loại này cảm giác về sự ưu việt. Chuyện cho tới bây giờ chính ở chỗ này mở làm ra một bộ nhị thế tổ giá tử. Đây không phải là để cho Diệp Thần Phong ngay bỏ qua cho hắn lấy cớ cũng tìm không được sao. Lúc này không đợi Phương Nam Tường xuất thủ, Diệp Thần Phong thân hình tự động, nhanh như tia chớp, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, thân thể ra hiện tại Hàn Đào trước mặt trước, quả đấm chợt đánh tới hướng Hàn Đào bộ ngực, trực tiếp đem bộ ngực hắn xương nện đến lõm vào, bắt được cánh tay hắn tới một cái 360 độ đại cuốn, đem hắn hai cái cánh tay vắt thành hai mảnh ma túy hoa, trắng hếu xương theo da trong đâm đi ra ngoài. A, à, Hàn Đào trong cổ họng phát ra như giết heo kêu thảm thiết, trong miệng không ngừng có nước bọt chảy ra khóe miệng, chớp mắt nhất thời ngất đi qua. Phương Nam Tường là lần đầu tiên thấy Diệp Thần Phong xuất thủ, tốc độ của đối phương quả thực quá là nhanh, trong lòng không khỏi nghĩ nếu là Diệp Thần Phong đột nhiên đối với hắn phát động công kích, hắn có thể hay không an toàn né tránh. Càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận, Diệp Thần Phong thực lực nếu so với hắn cao hơn, bước đầu suy đoán hắn ở Diệp Thần Phong trong tay một chút năng lực phản kháng cũng không có. Hầu tử, đem nơi này cho ta thu thập sạch sẽ, ta còn có chuyện muốn đi làm đâu. Những thứ này ngày tử ngươi còn nhiều hơn lưu tâm nhiều hơn nhi nơi này, có chuyện gì tùy thời cho ta biết. Diệp Thần Phong hướng về phía hầu tử nói, trong lòng có muốn xây dựng thuộc về hắn thế lực của mình ý niệm trong đầu, dù sao lấy sau hắn không thể nào thời thời khắc khắc canh giữ ở Đường Hân bên cạnh, như vậy Đường Hân tóm lại là cần người bảo vệ a. Mà hầu tử về điểm này thân thủ ngay làm cho người ta nhét kẽ răng cũng không đủ. Bất quá dưới mắt Diệp Thần Phong tính toán trước đi một chuyến Triệu ra đem Triệu Khải Hoa thân thể hoàn toàn trị liệu tốt, dù sao chuyện này đã tha lâu như vậy, hắn cũng muốn ngượng ngùng. Thần Phong ca ca, ngươi vừa trở về tại sao lại muốn đi? Đường Hân bĩu môi, một bộ vô cùng ủy khuất bộ dáng. Diệp Thần Phong sờ sờ Đường Hân đầu, nói, Hân nhi, ngươi Thần Phong ca ca còn có chuyện muốn đi làm đâu? Nhóm đợi xong xuôi sự tình, ta trở lại hảo hảo cùng ngươi mấy ngày. Đến lúc đó ngươi nói lên yêu cầu gì ta cũng đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Đường Hân hai mắt sáng lên, ở Diệp Thần Phong bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Thần Phong ca ca, ngươi có phải hay không nói thật? Đương nhiên là, ta lừa gạt người nào cũng không có thể đủ lừa gạt Hân nhi ngươi đi. Diệp Thần Phong lời thề son sắt bảo đảm nói. Đường Hân trên mặt hiện lên hai bôi đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn tiến tới Diệp Thần Phong bên tai, nói, Thần Phong ca ca, kia chờ ngươi làm xong sự tình trở lại. Ta muốn ngươi chiếm Hân Nhi thân thể, Hân Nhi nghĩ phải nhanh lên một chút trở thành Thần Phong ca ca tiểu nữ nhân. Nói xong Đường Hân đỏ mặt hướng trong biệt thự chạy đi, bất quá chạy đến cửa biệt thự lúc, tiểu nha đầu hoạt bát xoay người qua, nói, Thần Phong ca ca, ngươi cũng không thể đủ ăn quỵt Nga. Đây là ngươi đáp ứng của ta. Diệp Thần Phong ngây người hồi lâu mới hoãn quá thần lai, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Đường Hân nha đầu này hội nói lên yêu cầu như thế tới. Đây không phải là hố cha sao? Muốn Diệp Thần Phong đối Đường Hân tiểu nha đầu này vươn ra ma chảo, trong lòng hắn thật là có loại tội phạm cảm giác đâu. Ở Diệp Thần Phong xử lý xong sự tình, chuẩn bị cùng Phương Nam Tường trở về Triệu gia biệt thự lúc, không biết giờ phút này Triệu gia biệt thự đã thời tiết thay đổi. Triệu gia cửa biệt thự bụi cỏ đang lúc bò lổm ngổm một đám đang mặc áo đen ngăn chặn tay, Triệu Khải Hoa cùng với lão bà của hắn Đinh Ngọc Phân đã bị người cho khống chế. Vạn Khải đứng ở Triệu Huyền Đình cửa gian phòng, ở trước mặt của hắn có hai cái cầm trong tay toàn bộ súng tự động nam nhân, hắn mở miệng ra lệnh, hai người các ngươi cho ta canh giữ ở cửa, ngàn vạn không nên quấy rầy của ta hăng hái. Hai gã cầm trong tay toàn bộ súng tự động nam nhân gật đầu xác nhận, thân thể thẳng tắp đứng ở cửa phòng hai bên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâu đạo, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất kỳ đột phát trạng huống. Trong phòng, Triệu Huyền Đình hai tay hai chân bị sợi dây trói lại. Y phục trên người có ba bốn nơi bị xé toang, lộ ra tuyết trắng da. Vạn Khải đi vào gian phòng, đem cửa phòng cho khóa ngược lại, nhìn vô lực phản kháng Triệu Huyền Đình, khóe miệng là ý vị sâu xa nụ cười, nói, Huyền Đình, đợi ta sẽ nhường ngươi hảo hảo hưởng thụ. Vạn Khải, ngươi xúc sinh, ngươi lại có phải là người hay không? Ba ta cùng ta mẹ đối với ngươi tốt như vậy, mà ngươi lại. Triệu Huyền Đình có lồi có lõm thân thể không ngừng ở trên giường dãy ruộng. Nhìn Vạn Khải nửa người dưới đều có phản ứng. Này cũng không thể đủ trách ta, muốn trách thì trách người mời tới tên khốn kia đem Triệu Khải Hoa cấp cứu tỉnh, bằng không ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, đợi chỉ cần nhóm đợi Triệu Khải Hoa ký xuống cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, ta sẽ cho hắn một thống khoái, về phần ngươi cùng mẹ ngươi, ta đáp ứng qua Triệu Khải Hoa hội lưu các ngươi một con đường sống. Vạn Khải nụ cười trên mặt trở nên càng thêm tràn đầy,
thật ra thì ngươi cùng mẹ ngươi lại lớn lên chân tướng, mẹ ngươi vậy không sai biệt lắm 40 tuổi người sao. Nhưng là của nàng ra lại bao nuôi đích thực tốt, bộ ngực vậy đủ cao ngất, ngươi cùng mẹ ngươi ta nhất định sẽ thay Triệu Khải Hoa hảo hảo chiếu cố, hội cho các ngươi biết cái gì mới tên là thần tiên một loại cuộc sống. Triệu Uyển Đình sắc mặt tái nhợt, trong cổ họng kích động quát, Vạn Khải, ta sẽ không để cho ngươi phải xính, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như ý. Không để cho ta đắc xính, chớ quên ngươi đã bị tưới thuốc, đợi nhóm đợi, dược lực phát tác lúc, chỉ sợ ngươi yêu cầu ta xong rồi ngươi. Đến lúc đó nếu như ta không thỏa mãn được ngươi, ngươi vậy yên tâm, phía ngoài còn có hai người đâu. Khẳng định có thể hoàn toàn thỏa mãn ngươi. Triệu Uyển Đình hàm răng cắn chặt môi, thậm chí là đem đôi môi cũng cắn nát, nhẹ nhẹ máu tươi từ tổn hại đôi môi trong chảy ra, nàng cảm giác trong thân thể có cổ lửa nóng cảm ở nảy sinh, chỉ có thể dùng được đau đớn tới kích thích thần kinh của mình, làm cho mình vẫn duy trì thanh tĩnh. Kỹ nữ, ngươi còn muốn trang mô tác dạng tới khi nào? Ngươi đối cái kia Diệp Thần Phong không phải là đấy sao? Chẳng lẽ ta Vạn Khải sẽ so với hắn kém? Mau van xin ta xong rồi ngươi đi. Mau van xin ta xong rồi ngươi đi. Vạn Khải trên mặt vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn. Vạn Khải, ngươi khốn kiếp, ngươi vô sỉ. Cho dù là cắn nát đôi môi Triệu Uyển Đình cũng chỉ có thể trì hoãn chốc lát dược lực phát tác, toàn thân cao thấp nóng hổi không được, thân thể từ từ ở bắt đầu sinh ra phản ứng, hai bên gương mặt trở nên càng ngày càng hồng nhuận. Trong đầu suy nghĩ trở nên mơ hồ đứng lên, trong miệng thở gấp dồn dập khí thô. Chương 50, đáng chết. Phương Nam Tường mở ra đại chạy mang theo Diệp Thần Phong trở lại Triệu ra cửa biệt thự, dĩ vãng chỉ cần Phương Nam Tường trở lại, thiết môn sẽ tùy an ninh mở ra, hôm nay Phương Nam Tường nhấn mấy lần cái loa thiết môn như cũ vẫn không nhúc nhích. Diệp tiên sinh, ngài trước ngồi, ta xuống xe đi xem một chút tình huống. Vừa nói Phương Nam Tường đi xuống xe. Diệp Thần Phong không có kiên nhẫn ở trong xe làm ra chờ đến, hắn một cái chân vừa bước ra cửa xe, cũng cảm giác được bị một cổ sát khí khóa chặt lại. Linh hồn lực lập tức nói được đưa lên, cảm ứng đến này cổ sát khí nơi phát ra, rất nhanh hắn liền phát hiện đầu mối, khi hắn bên phải 20 mét nơi trên một cây đại thụ, đang ngồi cạnh một gã cầm trong tay súng máy ngăn chặn tay đâu. May nhờ là linh hồn hắn lực đã đột phá đến cấp 3, cảm giác quanh mình nguy hiểm nếu so với trước kia tăng lên gấp 5-6 lần. Nếu như linh hồn của hắn lực hay là ở vào cấp 2 lời mà nói không chừng bị nổ đầu còn không biết là chuyện gì xảy ra tình đâu. Đứng ở trên nhánh cây ngăn chặn tay, đem ống nhắm ngay Phương Nam Tường, ở cảm giác của hắn trong Phương Nam Tường nếu so với Diệp Thần Phong cái này tiểu bạch kiểm nguy hiểm hơn, hắn dĩ nhiên lựa chọn trước giải quyết Phương Nam Tường. Diệp Thần Phong ngồi xổm người xuống làm bộ hệ dây dày, nhặt lên trên mặt đất một khối hòn đá nhỏ, ở đứng lên đồng thời, đem cấp 3 linh hồn lực tăng lên tới cực hạn. Bàn tay chợt phát lực, hòn đá nhỏ giống như một viên đạn hướng đứng ở trên nhánh cây ngăn chặn tay bay đi. Phốc một tiếng, hòn đá nhỏ chính xác không có vào ngăn chặn tay cái trán, tên kia ngăn chặn tay nhất thời mất đi sinh cơ, theo trên thân cây rớt xuống. Diệp Thần Phong đi tới nhặt lên ngăn chặn tay súng máy, bên này động tĩnh đưa tới Phương Nam Tường lực chú ý, khi hắn đã chạy tới thấy trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình ngăn chặn tay, kinh ngạc chi sắc không cần nói cũng biết, hỏi, Diệp tiên sinh, này là chuyện gì xảy ra tình? Mới vừa rồi tên này ngăn chặn tay hẳn là chuẩn bị giết chết chúng ta, bất quá bị ta cho trước xử lý, ta nghĩ Triệu gia bên trong biệt thự nhất định là đã xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong đoán nói. Phương Nam Tường kinh nghi bất định nhìn Diệp Thần Phong, hắn từng thân là bộ đội đặc chủng trong tinh anh thành viên, hắn thậm chí ngay cả một chút nguy hiểm cũng không có cảm giác được. Nếu không có Diệp Thần Phong ở, hắn biết kết quả của mình rất có thể là tử vong. Diệp tiên sinh, vậy chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Phương Nam Tường theo bản năng đem Diệp Thần Phong xem làm người tâm phúc. Phương đại ca, ta nghĩ biệt thự trong vườn hoa mai phục người, nếu như chúng ta lỗ mãng nhiên xông đi vào, thân thể nhất định sẽ bị tử đạn đánh cho thành tổ ong vỏ vẽ. Diệp Thần Phong nói chuyện đồng thời, hai mắt thủy chung đang quan sát bốn phía, ánh mắt đột nhiên trong lúc dừng lưu tại cách đó không xa trên một cây đại thụ, vội vàng nói, Phương đại ca. Ngươi tự đứng ở chỗ này chờ ta, ta có biện pháp giải quyết bên trong mai phục. Diệp Thần Phong chạy hướng cây đại thụ kia, ba lượng ở dưới tung người nhảy lên cây làm ra, đứng ở trên thân cây có thể thấy rõ ràng biệt thự trong hoa viên toàn cảnh, chỉ thấy trong bụi cỏ bò lổm ngổm năm cầm trong tay bộ thương hắc y nhân, vốn là Triệu gia biệt thự hộ vệ, sớm đã bị đạn xỏ xuyên qua đầu, ngã trong vũng máu. Diệp Thần Phong đem súng máy trong tay nhắm ngay bò lổm ngổm ở trong bụi cỏ năm cái hắc y nhân. Liên tục tính mở ra năm súng, năm viên đạn giống như sao băng bay ra ngoài.
Phốc, 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 phốc. Chính xác không có lầm lộ vào 5 người kia trong đầu, bởi vì súng hóa trang có dụng cụ giảm thanh, khiến cho động tính cũng không lớn. Diệp Thần Phong vừa tỉ mỉ nhìn một lần, bảo đảm biệt thự trong hoa viên không có mai phục, mới từ trên cây to linh hoạt nhảy xuống. Phương ca, trong hoa viên mai phục đã giải quyết, chúng ta có thể tiến vào. Diệp Thần Phong ba lượng ở dưới phóng qua thiết môn, lộn vòng vào biệt thự trong hoa viên. Phương Nam Tường theo sát Diệp Thần Phong nện bước, khi hắn lật vào biệt thự sau, thấy ở trong bụi cỏ toàn bộ bị nhất thương nổ đầu hắc y nhân, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên tinh màu vô cùng. Hắn phát hiện Diệp Thần Phong người trẻ tuổi này thật sự là quá kiểu như trâu bò, không riêng gì y thuật tốt, thân thủ tốt, ngay cả thương pháp vậy chuẩn ly phổ, từ trước hắn ngốc quá bộ đội đặc chủng trong thần thương thủ, chỉ sợ cũng không có Diệp Thần Phong thương pháp đúng sao. Phương ca, bên trong biệt thự có thể còn có mai phục đâu. Đợi chúng ta phải cẩn thận làm việc, Diệp Thần Phong nhắc nhở. Phương Nam Tường gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không trở thành ngài gánh nặng. Phương Nam Tường theo chết đi hắc y nhân trong tay nhặt lên một thanh bộ thương, làm bộ thương nắm trong tay đồng thời, trong thân thể nhiệt huyết lại một lần nữa sôi trào lên, phảng phất thời gian có trở lại năm đó hắn và chiến hữu đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ thời khắc, nội tâm của hắn vẫn tương đối thích cái loại này mạo hiểm kích thích cuộc sống, trong lòng của hắn hay là khát vọng tăng thực lực lên. Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường cùng nhau tiểu tâm rực rực đi tới biệt thự đại sảnh, trong đại sảnh vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ người. Diệp Thần Phong giống như trước cũng không có cảm giác được nguy hiểm hơi thở. Diệp Thần Phong trong đầu ý niệm đầu tiên tựu là muốn đi lầu 2 gian phòng, xem hắn Vân Đằng cô có hay không hoàn hảo. Ban đầu nhận được tiểu thúc cầu trợ điện thoại, hắn đem Vân Đằng cô lưu tại trong phòng, hắn lúc ấy là muốn dù sao rất nhanh tựu sẽ trở lại. Họng súng nhắm ngay phía trước, khom người cẩn thận đi tới, cho đến đi tới hắn ở qua một đêm gian phòng, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, mở cửa phòng, khi hắn thấy tán lạc nhất địa. Đã bị thải được hy ba lạn Vân Đằng cô sau, trong lòng lửa giận nhất thời bốc hơi lên. Phải biết rằng này Vân Đằng cô nhưng là hắn dùng tới tăng thực lực lên, hiện tại tăng thực lực lên đối với hắn mà nói là trọng yếu nhất, lại có người đem hắn Vân Đằng cô đạp nát. Đây không phải là ở cách chở hắn tăng thực lực lên sao? TRUENCUATUI VN Sốt cuộc là cái tên hỗn đản, sốt cuộc là cái tên hỗn đản, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đứng ở Diệp Thần Phong phía sau Phương Nam Tường hù dọa làm ra một thân mồ hôi lạnh, giờ phút này Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế cuồn cuộn mà đến, thế nhưng để cho hắn có loại thở không được tới cảm giác, rốt cuộc Diệp Thần Phong thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Phương Nam Tường nguyên vốn đã đánh giá chắc Diệp Thần Phong thực lực lằn danh, ai biết đối phương biểu hiện cũng là một lần lại một lần ngoài hắn dự liệu. Đạp nát Vân Đằng cô chính là Vạn Khải, đem Triệu gia những người này khống chế lại sau, hắn đã tới một chuyến Diệp Thần Phong gian phòng. Khi hắn thấy bầy đặt ở trên giường Vân Đằng cô lúc, trong lòng khí không đánh một chỗ tới, không nói lời gì đem Vân Đằng cô ném vào trên sàn nhà, thải cái hy ba lạn. Giờ phút này, Triệu Uyển Đình trong phòng. Vạn Khải vô cùng có kiên nhẫn ngồi ở trên ghế nhìn bị dược lực từ từ cắn nuốt Triệu Uyển Đình, hắn phải chờ tới Triệu Uyển Đình chính miệng van xin hắn, rất nhiều trong lòng biến thái nam nhân đều là loại này ác thú vị. Triệu Uyển Đình ở trên giường không ngừng lăn lộn, trong thân thể lửa nóng làm cho nàng khó chịu vô cùng. Trong đầu cuối cùng một tia thần trí, ở đau khổ chống đỡ, nàng tuyệt đối không thể đầu hàng, tuyệt đối không thể van xin Vạn Khải xúc sinh này đi làm nàng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Thần Phong thân ảnh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hắn sẽ xuất hiện sao? Chương 51, làm không có chuyện gì phát sinh. Từ trong phòng đi ra, Phương Nam Tường cùng Diệp Thần Phong chia nhau hành động, Diệp Thần Phong hướng Triệu Uyển Đình gian phòng đi ra. Mà Phương Nam Tường còn lại là hướng Triệu Khải Hoa vợ chồng gian phòng đi tới. Hừng hực thiêu đốt lên lửa giận ở Diệp Thần Phong trái tim bồi hồi, thân thể dán chặt lấy vách tường đi lại, ở quẹo qua một cái cua quẹo lúc, nhất thời thấy được Triệu Uyển Đình cửa đứng hai gã cầm súng nam nhân. Ở Diệp Thần Phong thấy bọn họ đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy Diệp Thần Phong, rối rít giơ tay lên trong súng hướng Diệp Thần Phong phương hướng lộ đánh. Diệp Thần Phong thân thể chợt phốc ngã trên mặt đất. Thân thể trên mặt đất quay cuồng đồng thời, súng máy trong tay nhắm ngay hai người lộ đánh, không có lãng phí bất kỳ một viên đạn, lại là liên tục tính hai lần nổ đầu. Hai gã nam nhân cái trán tản ra một đóa vòi máu, hai mắt trừng được thật to, phảng phất trước khi chết giờ khắc này, vậy không thể tin được chính bọn hắn tựu như vậy chết. Trên hành lang tiếng súng đưa tới trong phòng Vạn Khải cảnh cảm giác, bất quá hắn không có ra khỏi phòng, chẳng qua là lớn tiếng hỏi, phía ngoài chuyện gì xảy ra.
Trả lời hắn chính là một tiếng phanh mãnh liệt, tiếng va chạm, Diệp Thần Phong trực tiếp đạp ra cửa phòng, đi vào gian phòng. Lạnh như băng hai tròng mắt nhìn có chút ứng phó không kịp Vạn Khải, hỏi có phải hay không ngươi đem của ta Vân Đằng cô cho đạp nát. Vạn Khải bất động âm thanh sắc, nhưng hắn là được chứng kiến Diệp Thần Phong cường hãn thân thủ, hai tay bắt chéo sau lưng, ở sau lưng hai tay nói chuyện không đâu, theo bên hông rút ra một thanh súng lục nhỏ, nói, Diệp Thần Phong, ngươi mua những thứ kia mà cô chính là ta đạp nát thì thế nào? Hiện tại hắn muốn làm chính là trì hoãn thời gian, dẫn dắt rời đi Diệp Thần Phong lực chú ý, tìm cơ hội nổ súng, làm cho đối phương đi đời nhà ma. Nằm ở trên giường đau khổ kiên trì Triệu Uyển Đình thấy Diệp Thần Phong xuất hiện, trên mặt là một loại nói không rõ đường không rõ vẻ mặt, trong lòng cuối cùng là giãn ra một hơi thở, nếu như có thể lựa chọn lời mà nói, nàng tình nguyện đem chính nàng lần đầu tiên cho Diệp Thần Phong đây này. Tối thiểu Diệp Thần Phong người nam nhân này, làm cho nàng cảm giác được thư tâm. Thậm chí trong lòng nàng đối Diệp Thần Phong có một chút như vậy hảo cảm, tổng so sánh với Vạn Khải cái này mặt người lòng thú xúc sinh mạnh hơn nhiều. Diệp Thần Phong lạnh như băng hai tròng mắt để cho Vạn Khải trong lòng có chút nhút nhát, sau lưng nắm súng lục nhỏ tay phải rút mạnh đi ra ngoài, khi hắn rút ra tay phải đồng thời, Diệp Thần Phong thân hình vậy động, phanh một cước trực tiếp đá vào Vạn Khải bộ ngực, Vạn Khải súng lục trong tay rụng lạc ở trên mặt đất, thân thể nhất thời ngã bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường. Trong cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun đi ra ngoài, Vạn Khải chán nổi gân xanh lên, trong ý nghĩ thất điên bát đảo, ngay vội xin tha nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta có thể cho ngươi tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ta bất quá chẳng qua là đạp nát ngươi mấy viên ma cô mà thôi. Diệp Thần Phong lạnh như băng nói, ở trong mắt ta mệnh căn của ngươi bổn so ra kém miệng ngươi trong ma cô. Phanh, nhất thương, Vạn Khải chỗ kín huyết nhục mơ hồ. Chỉ sợ hắn nửa đời sau đều chỉ có thể làm thái giám, Triệu gia chuyện tình Diệp Thần Phong đoán Vạn Khải chẳng qua là một cái tiểu rác sắc mà thôi, hắn còn muốn từ đối phương trong miệng biết có dùng là tin tức đâu. Vốn là hắn tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng là Vân Đằng cô bị hủy, hắn phẫn nộ trong lòng thật sự là không chỗ phát tiết. Vạn Khải nửa người dưới tiểu đệ đệ bị nổ đầu, trong cổ họng ngay đau tiếng hô cũng không kịp phát ra tựu ngất đi qua. Diệp Thần Phong đi tới, lôi Vạn Khải y phục. Đem cả người hắn lăng không kéo lên, sau đó đá mạnh một cước ở Vạn Khải trên bụng, Vạn Khải giống như một con túc cầu trực tiếp bị đá làm ra gian phòng. Đợi đến tức giận trong lòng hơi chút bình tức một chút, Diệp Thần Phong mới phát hiện hai tay hai chân bị trói Triệu Uyển Đình, vội vàng đi tới giúp đối phương buông lỏng ra sợi dây. Thấy Diệp Thần Phong cuối cùng thắng lợi, Triệu Uyển Đình không bao giờ nữa đi khống chế thân thể cảm giác, trong hơi thở hô hấp lửa nóng vô cùng, một đầu chìm vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Đập vào mặt hơi thở nam nhân, để cho Triệu Uyển Đình cuối cùng một tia căng thẳng vậy đâu khí, trong miệng thở gấp nói Thần Phong, ta bị bọn họ tưới rất nhiều dược vật, ngươi muốn ta đi. Diệp Thần Phong cảm thụ được Triệu Uyển Đình trên người lửa nóng, dược lực đã hoàn toàn phát huy ra tới, nếu là nữa sớm một chút lời mà nói, Diệp Thần Phong có lẽ còn có thể khu trừ Triệu Uyển Đình trong cơ thể dược lực, mà hôm nay đã không có thời gian, nữa như vậy đi xuống Triệu Uyển Đình chỉ biết bạo huyết quản mà bỏ mình. Biện pháp duy nhất chính là tìm người đàn ông cho nàng tiết trong thân thể này cổ lửa nóng, trừ lần đó ra không còn cách nào. Triệu Uyển Đình chính mình đem áo nút áo cho giải khai tới, thân thể mềm mại ý vị hướng Diệp Thần Phong trong ngực đè ép, thật giống như muốn cùng hắn hòa hợp làm một thể mới bỏ qua. Diệp Thần Phong trong lòng một trận cười khổ, chẳng lẽ Triệu Uyển Đình phải hắn sống lại sau này một nữ nhân đầu tiên? Lúc trước hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Này thật có thể nói là lão thiên trêu người. Thần Phong, ta muốn Triệu Uyển Đình lý trí đã hoàn toàn bị dược lực nuốt mất. Diệp Thần Phong, người đây là đang cứu người, người lại do dự cái gì? Diệp Thần Phong ở trong lòng tự nhủ, thật ra thì hiện tại hắn lại thật không có làm cái kia hứng thú, này không cũng là vội vã vào bất đắc dĩ sao? Nếu như bị rộng lớn hoa hạ nước nam tính đồng bào biết Diệp Thần Phong hiện tại ý nghĩ, cần phải muốn dùng nước miếng dìm nó chết không thể. Này không rõ ràng là đã chiếm tiện nghi lại khoe mã sao? Thân thể nữ nhân ở trước mặt hắn đã lộ không bỏ sót, Diệp Thần Phong cũng không có nói nhảm nhiều, nhìn dáng dấp Triệu Uyển Đình kiên trì không được bao lâu. Vừa đến giữa cửa phương nam tường thấy được giải quyết Vạn Khải đám người, nghe được trong phòng truyền ra bất nhã âm thanh, hắn cho dù dùng cái mông nghĩ cũng biết bên trong chuyện gì xảy ra. Trên mặt nhìn không ra là cái gì vẻ mặt, cứ như vậy yên lặng rời đi. Một trận phiên vân phúc vũ sau khi, Triệu Uyển Đình gục ở Diệp Thần Phong bộ ngực, nàng hiện trong thân thể một tia khí lực vậy cầm lên không nổi, chỉ có thể đủ làm bộ nhắm mắt lại ngủ.
Diệp Thần Phong vậy thẳng lúng túng, Triệu Huyền Đình gục ở trên lồng ngực của hắn, hắn thật cũng không tốt phủi phủi đít rời đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cho đến Triệu Huyền Đình trong thân thể khôi phục khí lực, nàng lập tức thoát khỏi Diệp Thần Phong bộ ngực, bối rối mặc quần áo vào, ở nàng mặc quần áo lúc, Diệp Thần Phong giống như trước đem hắn y phục của mình vậy mặc vào. Hai người mặc quần áo tử tế sau, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Triệu Huyền Đình gương mặt đỏ bừng vô cùng, hai người đồng thời mở miệng nói, ngươi. Ngươi nói trước đi, hai người lại một lần nữa đồng thời mở miệng. Ta, hai người lại một lần nữa đồng thời đụng vừa vặn. Chuyện mới vừa rồi, ta sẽ. Diệp Thần Phong lời còn chưa nói hết, đã bị Triệu Huyền Đình cắt đứt, ngươi không cần đối với ta chịu trách nhiệm, ngươi mới vừa rồi là vì cứu ta, chúng ta coi như không có chuyện gì phát sinh. Diệp Thần Phong mới vừa rồi nói muốn nói ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm, ai biết Triệu Huyền Đình tới một câu như vậy nói. Trên đời này thật là có cơm nước xong, có thể không trả tiền phủi phủi đít rời đi hảo sự tình. Bất quá Diệp Thần Phong thật cũng không là một đi ăn chùa người, nếu chuyện là hắn làm, hắn sẽ gánh chịu xuống tới, điểm này nam nhân hẳn là có đảm đương, hắn vẫn phải có. Chương 52, thuật thôi miên, van xin đề cử cất giấu. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm. Diệp Thần Phong cuối cùng sẽ là đem trong lòng những lời này cho nói ra. Mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu Triệu Huyền Đình, trái tim chợt co rút lại một chút, trong lòng có loại khó có thể kềm chế vui sướng. Thật ra thì nội tâm của nàng là một vô cùng truyền thống nữ nhân, nàng lần đầu tiên cũng cho Diệp Thần Phong, mặc dù là dưới tình huống như vậy, nhưng là nàng sâu trong nội tâm hay là khát vọng có thể làm Diệp Thần Phong nữ nhân. Trong mắt đẹp bịt kín một tầng sương mù, Triệu Huyền Đình gương mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, thấp giọng hỏi, ngươi nói là thật tâm nói sao? Ta không cần người khác đáng thương, rồi hãy nói mới vừa rồi là ta muốn ngươi. Nếu hai người đã phát sinh qua thân mật nhất quan hệ, Diệp Thần Phong cũng không lại đi so đo nhiều như vậy, dùng thực tế hành động nói cho Triệu Huyền Đình, một tay lấy nàng cho kéo vào trong ngực, ngửi trên người nàng đặc biệt mùi thơm ngát. Thật ra thì mới vừa Diệp Thần Phong cùng Triệu Huyền Đình vận động lúc, Diệp Thần Phong chỉ lo mại lực giúp đối phương tiết trong thân thể hỏa, giữa nam nữ vui vẻ cùng hưởng thụ một chút cũng không có cảm nhận được. Bị Diệp Thần Phong đột nhiên trong lúc kéo vào trong ngực, Triệu Huyền Đình trong lòng giống như nai con nhảy loạn, mặt nghiêng tựa vào Diệp Thần Phong dày trên lồng ngực, nghe mạnh mẽ có lực tim đập, trong lòng nàng vô cùng có cảm giác an toàn, thật muốn cứ như vậy dựa vào Diệp Thần Phong lồng ngực luôn luôn nằm ngủ đi. Thần Phong, người thật yêu thích ta sao? Triệu Huyền Đình ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phong hỏi. Nữ nhân là một loại vô cùng kỳ quái động vật, bởi vì nam nhân vô luận như thế nào vậy đoán không ra các nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Giống như là một chuyện cười trong nói như vậy, một nam một nữ ở làm vận động, làm được một nửa nữ nhân không giải thích được hô ngừng, hỏi một câu ngươi yêu thích ta sao? Đây không phải là buộc chúng ta rộng lớn nam tính đồng bào héo sao? Trước một kiếp Diệp Thần Phong giúp quốc gia lúc thi hành nhiệm vụ, thường hội sắm vai rất nhiều bất đồng giác sắc, cùng bất đồng loại nữ nhân gặp dịp thì chơi. Thậm chí là làm vận động là chuyện thường như cơm bữa, lấy Diệp Thần Phong thuyết pháp là, này cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ở lần lượt cùng nhiều loại nữ nhân tiếp xúc ở bên trong, hắn đối với nữ nhân loại động vật này có nhất định hiểu rõ, tuy nói lại xưng không hơn là tình thánh, nhưng là tổng so với cái kia không có chút nào kinh nghiệm nam nhân phải mạnh hơn. Ngươi cứ nói đi, Diệp Thần Phong không có lựa chọn chính diện trả lời, một đôi tay không thành thật tiến vào Triệu Huyền Đình trong nội y, tìm được hai nơi cao ngất. Triệu Huyền Đình sắc mặt hồng giống như có thể nhỏ ra huyết, gắt giọng, ta cũng biết nam nhân không có một người nào, không có một cái nào thứ tốt, trong đầu cũng là nghĩ tới kia phương diện chuyện tình. Huyền Đình, người đây không phải là đang vu oan ta sao? Ta là ở trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại ngươi nên biết đáp án đi. Nếu như lại không rõ ràng lắm, chúng ta có thể sâu hơn vào điều tra. Diệp Thần Phong khóe môi nhếch lên vẻ cười xấu xa. Nói thật hắn bây giờ đối với Triệu Huyền Đình chưa nói tới yêu hoặc không thương, chẳng qua là đối Triệu Huyền Đình có một loại hảo cảm thôi, hôm nay vừa dưới tình huống như vậy chiếm được đối phương lần đầu tiên, thật sự là ngoài ý muốn trong đắc ý ngoài. Ta mới không cần rồi sao? Triệu Huyền Đình vội vàng tránh thoát Diệp Thần Phong hoài bão, bởi vì nàng lần đầu tiên mới vừa mất, nửa người dưới còn có chút nóng bỏng đau đớn đâu. Thân thể của nàng có thể không chịu nổi giằng co. Đều nói yêu thương trong nữ nhân thông minh chẳng khác gì là lẻ, điểm này ở Triệu Huyền Đình trên người ngã là phi thường áp dụng, Diệp Thần Phong vậy chẳng qua là như vậy tùy ý vừa nói thôi. Hắn không thì thích theo đuổi cái loại này khát vọng người, hắn thích hơn cùng linh hồn đồng thời trao đổi, cùng người mình yêu làm vận động mới là thoải mái nhất,
đây là Diệp Thần Phong của mình một chút cố chấp. Ở trong phòng sửa sang lại một chút xốc xếch áo, Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình tự cùng nhau xuống lầu. Mai phục ở Triệu gia biệt thự người trừ Vạn Khải lại có lưu nửa cái mạng ra, những người khác đều chết hết, Diệp Thần Phong giống như giơ lên một cái chó chết giống nhau, giơ lên Vạn Khải cổ áo trực tiếp đưa còn đang biệt thự trong đại sảnh. Triệu Khải Hoa cùng Đinh Ngọc Phân trên mặt như cũ là bối rối thần sắc, xem ra bọn họ còn không có theo sự kiện lần này trong hoãn quá thần lai đâu. Thấy Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình lần lượt đi xuống lầu, Đinh Ngọc Phân vội vàng đi tới con gái của mình trước mặt, từ trên xuống dưới sờ soạng một lần, hỏi, Uyển Đình, ngươi không sao chớ? Vạn Khải xúc sinh kia có hay không đối với ngươi làm cái gì? Triệu Uyển Đình trên mặt hồng chiều còn không có hoàn toàn rút đi, nghe được Đinh Ngọc Phân như vậy vừa hỏi, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mới vừa cùng Diệp Thần Phong ở trong phòng trên giường phiên vân phúc vũ, thẹn thùng khẽ cắn đôi môi, nói, mẹ, ta không sao, may nhờ Thần Phong kịp thời chạy tới. Nói xong hướng Diệp Thần Phong quăng đi một đạo mập mờ ánh mắt. Bị vây kinh hoàng trong Triệu Khải Hoa vợ chồng hoàn toàn không có phát hiện nữ nhi bọn họ có cái gì không đúng, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt ý vị nói cảm ơn, Diệp tiên sinh, ngài thật sự là chúng ta Triệu gia quý nhân a. Sau này chỉ cần Diệp tiên sinh phải dùng tới Triệu mẫu địa phương, ngài cứ mở miệng, ta nhất định sẽ không có bất kỳ từ chối. Triệu tiên sinh, ngài không cần cùng ta khách khí như vậy, sau này ta liền gọi ngài là vị bá phụ sao. Ngài sau này vậy không nên gọi ta là Diệp tiên sinh, gọi ta Thần Phong là được rồi, Diệp tiên sinh xưng hô thế này ta nghe đặc biệt không được tự nhiên. Diệp Thần Phong nói, dù nói thế nào hắn đã đem người ta thân thể nữ nhân chiếm, trên danh nghĩa hắn coi như là Triệu Khải Hoa con rể, để cho nhạc phụ cung kính gọi chính mình là vì Diệp tiên sinh, tóm lại cũng không phải là như vậy một sự việc. Tốt, Thần Phong, kia Triệu bá phụ ta có thể không cùng ngươi khách khí. Triệu Khải Hoa giống như trước cảm thấy gọi Diệp Thần Phong làm đầu sinh, có chút đem đối phương cho gọi già rồi. Đứng ở một bên Phương Nam Tường có thể đã biết Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình chuyện giữa, hắn nhìn ra được Triệu Uyển Đình không có bất kỳ không vui chi sắc, ngược lại nhất cử nhất động đang lúc ra vẻ chính là tiểu nữ nhân thẹn thùng, hắn cũng là khẳng định Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình trong lúc là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng là trước đây Phương Nam Tường đi Diệp Thần Phong biệt thự lúc, hắn có thể tận mắt thấy Diệp Thần Phong đã có một nữ nhân. Hắn không có đem lời nói toạc, hắn tính toán nói lý ra đi tìm Diệp Thần Phong nói chuyện một chút, dù sao trong lòng hắn đem Triệu Uyển Đình cho rằng là thân muội muội đối đãi. Nam Tường, lập tức báo cảnh, chuyện này ta nhất định phải tra rõ ràng. Triệu Khải Hoa nói, bá phụ, chậm đã, hỏi trước hỏi rõ ràng rồi hãy nói. Hoa Hạ nước nhưng là nghiêm cấm hỏa lực vũ khí, đối phương nếu có thể phái ra nhiều tên ngăn chặn tay, đen đủi như vậy cảnh chắc chắn sẽ không đơn giản. Cho dù báo cảnh chỉ sợ cũng vô dụng. Diệp Thần Phong trong tay cầm một chén trà lạnh, trực tiếp rồi ở Vạn Khải trên mặt, bị vây trong hôn mê Vạn Khải chợt mở hai mắt ra, nửa người dưới truyền đến đau đớn, để cho hắn trong cổ họng quỷ giống quỷ kêu lên. Triệu Khải Hoa vợ chồng cùng với Triệu Uyển Đình nhìn tỉnh táo lại Vạn Khải, trong hai tròng mắt cũng tràn đầy lửa giận, phảng phất hận không được xông đi lên rút hắn gân, uống máu của hắn. Vạn Khải, người thật là một xúc sinh, uổng ta đây sao tin tưởng ngươi? Thậm chí còn đem nữ nhi của ta gả cho ngươi, ta Triệu Khải Hoa chân là mắt bị mù. Triệu Khải Hoa tức trên ngực hạ phập phồng. Nếu như muốn ăn ít một ít khổ sở đầu lời mà nói, ngươi tốt nhất đem chuyện ngày hôm nay đầu đuôi nói ra. Diệp Thần Phong không có nhịn tính nói. Vạn Khải là một không hơn không kém rất sợ chết loại, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không đem sau lưng chuyện tình nói ra được, hắn biết mình đắc tội không được sau lưng cái kia cổ thế lực. Bởi vì sợ chết, hắn biết nếu như đem chọn chuyện nói ra, hắn sẽ chết càng thêm khó coi, còn có cùng hắn có bất kỳ một chút điểm quan hệ người, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn theo trên cái thế giới này biến mất, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng không có thể đủ nói thật a. Diệp Thần Phong đã sớm biết sẽ có kết quả như thế, ngồi xổm người xuống, linh hồn lực tập trung vào trên tay phải, ở Vạn Khải hai mắt trước nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy Vạn Khải hai mắt trở nên mê mang lên. Diệp Thần Phong thi triển là một loại thuật thôi miên. Loại này thuật thôi miên chỉ có thể dùng được để ý chí yếu kém hoặc là bị nghiêm trọng thương thế trên thân người, chỉ cần là lực ý chí hơi chút mạnh một chút người, cũng thì không cách nào bị thôi miên. Trước mặt Vạn Khải nửa người dưới tiểu đệ đệ bị đá bạo, vốn là cũng không mạnh đích ý chí lực có thể nói là hỏng mất, cho nên Diệp Thần Phong không chút nào lao lực đã đối phương cho thôi miên. Chương 53, bạo lực nữ cảnh sát. Hiện tại đem ngươi có thể biết chuyện tình toàn bộ nói ra đi. Diệp Thần Phong nói. Là Thiên Ngô tập đoàn người muốn ta làm như vậy,
từ trước ta cứu Triệu Khải Hoa vậy là bọn hắn giúp ta an bài, mục đích của bọn họ chính là muốn tóm thâu Triệu Khải Hoa tập đoàn, vốn là ta trở thành Triệu gia tương lai con rể, chỉ cần Triệu Khải Hoa vừa chết, ta liền có biện pháp có thể giúp bọn hắn nhận được Triệu Khải Hoa danh nghĩa tất cả cổ phần, ai biết lại bị Triệu Uyển Đình kia kỹ nữ mèo mù đụng với chết háo tử, tìm trở về người lại thật đem Triệu Khải Hoa cấp cứu tỉnh. Vốn là chỉ cần Triệu Khải Hoa một người chết là tốt, tất cả mọi người có thể bình an vô sự, Triệu Uyển Đình cùng Ninh Ngọc Phân ta có thể giúp đỡ chiếu cố, ta sẽ nhường các nàng hai cái ở trên giường vui vẻ tựa như thần tiên. Vạn Khải hai mắt mê mang, đưa có thể biết chuyện tình toàn bộ nói ra, Diệp Thần Phong theo Vạn Khải tự thuật trong cũng có thể phân biệt ra được hắn chẳng qua là một cái tiểu rác sắc mà thôi, Diệp Thần Phong có dự cảm chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Thuật thôi miên từ từ mất đi tác dụng, Vạn Khải theo đang thừa người hồi phục xong, bất quá trong đầu trống rỗng, căn bản không biết mới vừa rồi hắn đã hoàn toàn khai báo đi ra ngoài. Ninh Ngọc Phân vỗ về dưới ngực phập phồng bộ ngực, nàng thật không có nghĩ đến, từ trước nàng luôn luôn coi trọng tương lai con rể, lại có xấu xa như thế tâm tư. Lại đem đầu óc động đến trên người của nàng đi. Nếu như không phải là có Diệp Thần Phong giới nhập chuyện này lời mà nói, sợ rằng tương lai nàng cùng con gái của nàng Triệu Uyển Đình, sẽ biến thành Vạn Khải phát tiết công cụ, cái loại này cuộc sống là Đinh Ngọc Phân không dám nghĩ giống. Vạn Khải cố nén nửa người dưới đau đớn, tự cho là đúng nói, ngươi đừng muốn từ ta trong miệng biết bất cứ chuyện gì, ta sẽ không nói cho ngươi. Triệu Khải Hoa, Phương Nam Tường đám người mới vừa rồi cho là Vạn Khải dọa sợ, mới sẽ đem chuyện nhất ngũ nhất thập nói ra được, nhưng là bọn hắn nghe được Vạn Khải câu trước không hợp câu sau trả lời, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy ngờ vực, trên cái thế giới này mặc dù có thuật thôi miên tồn tại, nhưng là bọn hắn còn không có được chứng kiến châu như vậy bài thuật thôi miên đâu. Diệp Thần Phong không có lợi dụng bất kỳ công cụ, ở trong khoảng thời gian ngắn cứ như vậy đem Vạn Khải cho thôi miên. Đây quả thực là có chút thật bất khả tư nghị. Diệp Thần Phong liền nhìn cũng lười liếc mắt nhìn Vạn Khải, nói cảm ơn đem ngươi nơi có chuyện nói cho chúng ta biết, Thiên Ngô tập đoàn. Vạn Khải sắc mặt kịch biến, không dám tin tưởng nói, ngươi làm sao lại biết? Không thể nào, không thể nào. Triệu bá phụ, báo cảnh sao? Diệp Thần Phong suy đoán Thiên Ngô tập đoàn sau lưng khẳng định không đơn giản, nếu như chỉ là một đơn thuần xí nghiệp lời mà nói, căn bản không thể nào tìm đến thư kích thủ, cho nên hiện tại để cho cảnh phương giới nhập tối thiểu Triệu ra người hội an toàn nhiều. Nằm trên mặt đất Vạn Khải vừa nghe nói phải báo cảnh, trong lòng của hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất đúng là bị tại chỗ cho giết chết, bất quá hắn mới vừa thanh tĩnh lại, Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay bay ra một cây 3cm dài đinh sắt, trực tiếp không có vào Vạn Khải trong cổ họng. Vạn Khải cổ họng phía trên giống như suối phun bình thường, đã tuôn ra ấm áp máu tươi, bàn tay bối rối che cổ họng, trong cổ họng ấp úng một hồi lâu sau, thân thể không có bất kỳ dãy giụa, thông suốt là mất đi sinh cơ. Đối với Vạn Khải người như thế, Diệp Thần Phong hoàn toàn không có cần thiết để cho hắn lưu tại trên thế giới, mặc dù Diệp Thần Phong vậy xưng không hơn là người tốt lành gì. Nhưng là hắn hiện tại nói như thế nào vậy đoạt lấy Triệu Uyển Đình thân thể, hơn nữa Diệp Thần Phong nếu là đến chậm một bước lời mà nói, sợ rằng Triệu Uyển Đình đã bị Vạn Khải cho. Triệu Khải Hoa người một nhà đối với Diệp Thần Phong đột nhiên xuất thủ, sửng sốt hồi lâu, mà một bên Phương Nam Tường thì là không có quá nhiều kinh ngạc. Từ trước thân là bộ đội đặc chủng trong tinh anh, hai tay của hắn phía trên cũng không có thiếu lây dính qua máu tươi, hắn ngược lại vô cùng thưởng thức Diệp Thần Phong loại này quyết đoán tàn nhẫn, cho dù Diệp Thần Phong không ra tay, hắn cũng có thể xuất thủ giải quyết Vạn Khải này mặt người lòng thú xúc sinh. Triệu bá phụ, người cùng Thiên Ngô tập đoàn người có cửu oán sao? Diệp Thần Phong nghi vấn đường, hắn Vân Đằng cô bị Vạn Khải phá hủy, hắn tổng nên muốn tìm cái chịu trách nhiệm người sao? Rồi hãy nói Triệu Uyển Đình thành nữ nhân của hắn. Chuyện này hắn là không thể không nhúng tay. Triệu Khải Hoa hồi thần lại, nói Thiên Ngô tập đoàn ở 2 năm trước muốn thu mua ta danh nghĩa cổ phần, muốn trở thành ta trong tập đoàn lớn nhất cổ đông, nắm trong tay của ta tập đoàn, nhưng là ta không để cho bọn họ được như ý, vốn là ta cho là chuyện này đã qua, ai biết hội. Triệu bá phụ, ngài mổ Thiên Ngô tập đoàn sao? Diệp Thần Phong tiếp tục nghi vấn nói. Coi như là có một chút hiểu rõ sao? Thiên Ngô tập đoàn là một vừa thành lập không bao lâu công ty, nhưng là bọn hắn nơi thu mua Hoa Hạ Quốc hữu tên tập đoàn, thật không biết bọn họ bảo an là cái gì tâm. Triệu Khải Hoa đối với Thiên Ngô tập đoàn hiểu rõ cũng chỉ là tồn tại ở ngoài mặt. Xem ra có tất muốn đích thân đi một chuyến Thiên Ngô tập đoàn. Diệp Thần Phong nghĩ ở trong lòng nói. Ở báo kết thúc cảnh sau, cảnh sát rất nhanh đi tới Triệu gia hơn nữa phong tỏa hiện trường,
dẫn đầu là một gã 25-26 tuổi anh tư táp sảng nữ cảnh sát, một thân cảnh sát chế phục mặc lên người, hơi có mấy phần chế phục hấp dẫn mùi vị. Nữ cảnh sát đi vào Triệu gia sau, vội vàng đi tới Triệu Uyển Đình bên cạnh, khoác ở Triệu Uyển Đình cánh tay, hỏi, Uyển Đình, ngươi không sao chớ? Tô Mạn tỷ, ta không sao. Triệu Uyển Đình hồi đáp. Nữ cảnh tên là Diêu Tô Mạn, là Triệu Uyển Đình bạn tốt, lúc bình thường thường xuyên đến Triệu gia làm khách, đối Triệu gia người cũng vô cùng quen thuộc. Bá phụ, bá mẫu, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diêu Tô Mạn nhìn trên mặt đất vô số cỗ thi thể, hơn nữa toàn bộ là nhất thương nổ đầu loại, là ai có như vậy bắn súng chính xác đâu? Nhớ năm đó Diêu Tô Mạn ở cảnh giáo lúc, thương pháp nhưng là không ai có thể so với phía trên nàng. Đang hỏi chuyện, Diêu Tô Mạn hai mắt lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến đứng ở một bên Diệp Thần Phong, ngắn ngủi ngây người sau, trên mặt hiện ra hai bôi giận dỗi, quát lên, Diệp Thần Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần Phong lúng túng sờ sờ lỗ mũi, hỏi ngược lại, ta tại sao không thể ở chỗ này? Nói đến Diệp Thần Phong cùng Diêu Tô Mạn trong lúc thật đúng là có một đoạn chuyện xưa đây này. 3 năm trước đây Diệp Thần Phong còn đang Thiên Hải lên đại học lúc, một lần bởi vì phạm sự tình bị nắm vào cảnh sát cục, Diệp Thần Phong ở đánh bậy đánh bạ đang lúc không cẩn thận đi vào nữ cảnh phòng thay quần áo, lúc ấy chúng ta cảnh hoa Diêu Tô Mạn đồng chí rất không đúng dịp ở thay quần áo, vừa lúc bị đi tới Diệp Thần Phong cho nhìn cái tinh quang. Lúc ấy Diêu Tô Mạn mặc quần áo tử tế đang ở trong phòng thay quần áo đem Diệp Thần Phong một trận hành hung, vốn là còn muốn hảo hảo hành hạ này sắc tiểu tử. Ai biết ngày thứ hai nàng đi tới cảnh sát cục lúc, mới biết được Diệp Thần Phong đã bị người cho nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài, ai biết 3 năm sau hôm nay, hai người này oan ra còn có cơ hội gặp mặt. Diêu Tô Mạn bị Diệp Thần Phong hỏi ngược lại, trong cổ họng giữ hồi lâu, mới quát lên, Diệp Thần Phong, người thật đúng là để cho ta dễ tìm. Lão nương ta túc túc tìm ngươi 3 năm. Diêu Tô Mạn quả nhiên là đủ khí phách, nàng xinh đẹp bề ngoài hạ cất giấu một viên khí phách chắc lỗ đích tâm. Từng có cảnh sát cục nam đồng nghiệp đuổi theo qua nàng, nhưng là ở nàng cự tuyệt sau, đối phương hay là không thuận theo không buông tha quấn nàng, kết quả bị nàng hung hăng đánh một trận, cửu nhi cửu chi Diêu Tô Mạn chiếm được một cái nữ bạo long ngoại hiệu. Chương 54, chỉ điểm van xin đề cử cất giấu. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, không phải là ở 3 năm trước đây không cẩn thận nhìn cạn sạch thân thể của nàng sao? Này Diêu Tô Mạn thật đúng là đủ có thể, há mồm chính là lão nương. Muốn là lúc sau người nam nhân nào làm nàng lão công, cần phải nếu bị nàng ăn gắt gao không thể. Khó có thể Diêu cảnh quan thích ta, ta có thể ưa tính cách dịu ngoan, không thích người này một loại hình nữ bạo long. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên vẻ yêu nhã độ cong. Mặc dù Diêu Tô Mạn biết nói lý ra rất nhiều người cũng xưng hô nàng là nữ bạo long, nhưng là không có một người dám ở trước mặt nàng nói như vậy, thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào thích xưng hô như thế đâu. Nhất thời trong lòng nổi trận lôi đình, Diêu Tô Mạn thậm chí đã quên chính mình tới Triệu gia là đang làm gì. Hai tròng mắt gắt gao ngó chừng Diệp Thần Phong, tính toán xuất thủ giáo huấn một chút này không biết nhất định thật là tốt sắc phôi thô. Trực giác của nữ nhân là phi thường nhạy cảm, đúng như hiện tại đứng ở một bên Triệu Uyển Đình, nàng tổng cảm giác Diệp Thần Phong cùng Diêu Tô Mạn trong lúc có chuyện, thậm chí suy đoán Diệp Thần Phong cùng Diêu Tô Mạn đã từng là nam nữ bằng hữu quan hệ, nàng cùng Diêu Tô Mạn có thể là bạn tốt, hảo tỉ muội. Nàng không dám ở như vậy đi đến bên trong nhớ lại. Vốn là thần thái sáng láng đôi mắt đẹp trở nên u oán lên, hàm răng khẽ cắn đôi môi, Triệu Uyển Đình trong lòng rất loạn, cho nên người khác thường nói yêu thương trong nữ nhân cùng bệnh thần kinh không có bao nhiêu khác nhau, có đôi khi một chút xíu có cái gì không đúng, đều có thể làm cho các nàng từ giản đơn biến thành phức tạp ra một đống lớn chuyện loạn thất bát tao tới, điểm này có thể đủ nói rõ nữ nhân trí tưởng tượng là phi thường chi phong phú. Tiểu Mạn, hắn gọi Thần Phong. Ngươi cũng đừng nhìn Thần Phong tuổi còn trẻ, nhưng hắn là một vị thần y, nếu không có Thần Phong trị liệu, chỉ sợ ta đến nay trời còn chưa có thức tỉnh có thể. Triệu Khải Hoa vậy cảm thấy giữa hai người có cái gì không đúng, ngay vội mở miệng đả viên chàng, nhưng là hắn một chữ cũng không nói những thứ này thư kích thủ cùng với Vạn Khải là bị Diệp Thần Phong giết chết, hắn không muốn cho Diệp Thần Phong mang đến phiền toái không cần thiết. Bất quá coi như là Triệu Khải Hoa thật thoại thật thuyết, đoán chừng nữ bạo long Diêu Tô Mạn vậy sẽ không tin tưởng. Chỉ biết đem chuyện này cho rằng là một chuyện cười tới nghe. Nói giỡn, 3 năm trước đây Diệp Thần Phong nhưng là ở trong phòng thay quần áo bị nàng phá tan đánh, hơn nữa lúc ấy Diệp Thần Phong một chút năng lực phản kháng cũng không có, là một cái như vậy người ngu ngốc có thể giải quyết những thứ này thư kích thủ. Đây không phải là hoang thiên hạ chi lầm lớn sao? Bá phụ, hắn là thần y, ngươi không có ở cùng ta nói đùa sao?
Siêu Tô Mạn suy trì dĩ tị hỏi, ở trong mắt của nàng đã cho Diệp Thần Phong dán lên sắc lang nhãn. Tiểu Mạn, ngươi nhìn bá phụ là lại cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Nếu không có Thần Phong ở, bá phụ ta có thể đủ đứng ở chỗ này cùng nói chuyện với ngươi sao? Triệu Khải Hoa nói. Siêu Tô Mạn vừa nghe đã ở để ý, Triệu Khải Hoa hôn mê cũng không phải là một ngày rưỡi ngày trời chuyện tình, Thiên Hải thậm chí là trên quốc tế quyền uy thầy thuốc cũng thúc thủ vô sách, làm sao sẽ bị Diệp Thần Phong này tốt sắc đồ cho trị liệu tốt lắm? Chẳng lẽ hắn thật sự chính là cái thần y không được? Siêu Tô Mạn cũng không biết Diệp Thần Phong là kinh thành người của Diệp gia, năm đó là Diệp lão gia tử để cho Thiên Hải địa phương quan viên đem Diệp Thần Phong nộp tiền bảo lãnh ra tới. Cho nên Diêu Tô Mạn một cách tự nhiên đem Diệp Thần Phong xếp loại đến nhà nơi có chút bối cảnh, dựa vào thế lực sau lưng làm sằng làm bậy con nhà giàu. Diêu Tô Mạn đem tính tình thu liếm, nàng biết ở Triệu gia hướng Diệp Thần Phong làm khó dễ có chút không có quy củ, hiện tại nàng cũng biết Diệp Thần Phong hành tung, chẳng lẽ còn sợ sau này tìm không được cơ hội dạy dỗ này sắc tiểu tử sao? Diệp Thần Phong có thể là người thứ nhất xem qua thân thể nàng nam nhân, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, coi như là chuyện đã qua 3 năm. Nhớ tới tình cảnh lúc ấy nữ bạo long Diêu Tô Mạn cũng sẽ tức nổi trận lôi đình. Diêu Tô Mạn để cho người ở chỗ này theo thứ tự làm ghi chép, về phần những người này là chết bởi người nào tay. Phương Nam Tường một ngụm gánh chịu xuống, dù sao này cũng coi là đang lúc phòng vệ, cho dù giết những người đó cũng không phạm pháp. Ở làm ghi chép lúc, Triệu Huyền Đình để sát vào nữ bạo long, nhẹ giọng hỏi, Tô Mạn tỷ, ngươi cùng Thần Phong là tại sao biết? Ta nhìn hai người các ngươi thật giống như rất quen thuộc a. Siêu Tô Mạn dĩ nhiên sẽ không đem năm đó chuyện mất mặt nói ra, chẳng qua là hàm hồ suy đoán nói, Huyền Đình, ta sao có thể cùng tên khốn kia nhận biết đâu. Ngươi nhớ kỹ, sau này thiếu nhích tới gần tên khốn kia thật là tốt, bằng không ngươi cật liễu khuy, đừng trách tỷ tỷ ta không có nhắc nhở ngươi. Nghe vậy, Triệu Huyền Đình sắc mặt càng thêm khó coi, ở nàng xem tới Siêu Tô Mạn hoàn toàn giống như là một bị chồng ruồng bỏ ở oán trách chồng trước, trong lòng nàng càng thêm xác định suy đoán của mình. Ghi chép rất nhanh làm xong, nữ bạo long Diêu Tô Mạn ra lệnh cảnh viên đem thi thể mang về cảnh sát cục, trước khi đi lại ý vị thâm trường trừng mắt liếc Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong vô cùng phong đạm vân khinh, 3 năm trước đây ở trong phòng thay quần áo chuyện tình cũng sẽ không lần nữa xảy ra, nếu như nữ bạo long thật chọc tới lời của hắn, hắn không ngần ngại đem 3 năm trước đây hành hung chi thủ cho báo. Cảnh sát sau khi rút lui, Phương Nam Tường đối Diệp Thần Phong nói, Diệp tiên sinh. Ngài có thể theo ta đi ra ngoài một chút không? Phương ca, có chuyện gì không? Diệp Thần Phong đi theo Phương Nam Tường đi ra khỏi đại sảnh, đi tới biệt thự trong hoa viên. Phương Nam Tường nhìn Diệp Thần Phong hỏi, Diệp tiên sinh, ngài có phải hay không thích Huyền Đình? Ngài cùng nàng có phải hay không đã? Diệp Thần Phong tim đập chợt nhảy lên mấy cái, Phương Nam Tường làm sao sẽ biết, trừ phi Diệp Thần Phong cùng Triệu Huyền Đình ở vận động lúc, Phương Nam Tường từng đi tới qua bên ngoài phòng mặt. Bằng không cũng không có những thứ khác khả năng. Diệp Thần Phong thoải mái đem cùng Triệu Huyền Đình quan hệ thừa nhận, hơn nữa đem ngay lúc đó Triệu Huyền Đình tình huống đối Phương Nam Tường nói một lần, này mới khiến Phương Nam Tường bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Diệp Thần Phong đây là đang cứu người a. Diệp tiên sinh, ngài có tính toán sau này làm sao đối Huyền Đình sao? Mặc dù hai người các ngươi là ở loại tình huống đó hạ phát sinh quan hệ, nhưng là Phương Nam Tường đem Triệu Huyền Đình cho rằng là thân muội muội đối đãi. Hắn không hy vọng thấy Triệu Huyền Đình lỗ lả. Phương ca, ta đã làm chuyện tình, chính mình hội gánh chịu, điểm này ngươi hãy yên tâm. Diệp Thần Phong bảo đảm nói. Phương Nam Tường cũng không có nói tới ở Diệp Thần Phong trong biệt thự Đường Hân, hắn biết làm người không thể đủ được voi đòi tiên, chỉ cần Diệp Thần Phong có thể đối Triệu Huyền Đình chịu trách nhiệm, hắn vậy cũng không sao nói hảo thuyết, về phần sự tình khác tự để cho bọn họ những người tuổi trẻ này chính mình đi xử lý sao. Phương ca. Có hứng thú hay không đã tới 2 chiêu? Diệp Thần Phong nghi vấn đường, hắn đối Phương Nam Tường rất có hảo cảm, cố ý muốn chỉ điểm một chút đối phương. Hôm nay Triệu gia có chuyện xảy ra để cho Phương Nam Tường lâu không sôi trào máu sôi trào lên, giờ khắc này trong lòng chính là nhiệt huyết mênh mông lúc đâu. Nghe được đến Diệp Thần Phong muốn thiết tha, hắn đương nhiên là một lời đáp ứng, hắn cũng muốn biết Diệp Thần Phong thực lực rốt cuộc đến cỡ nào cường hãn. Hắn có thể đủ ở Diệp Thần Phong trên tay sống quá bao nhiêu chiêu. Diệp tiên sinh, hy vọng ngài có thể đem hết toàn lực, ta muốn nhìn một chút đã nhiều năm như vậy, của ta thân thủ có hay không lùi bước. Phương Nam Tường trong ánh mắt thần sắc từ từ ở chân thật, trong thân thể khí thế đã ở từ từ tăng lên. Tốt, Phương ca, ta đây có thể không khách khí. Diệp Thần Phong đem cấp 3 linh hồn lực kích thích đến cực hạn,
trong thân thể lực lượng giống như chảy ra, dâng lên ra. Chương 55, nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. Diệp Thần Phong trong cơ thể cuồn cuộn mà đến khí thế, để cho Phương Nam Tường cảm giác trong thân thể lực lượng có chút tắc nghẽn, hai mắt trở nên trầm trọng vô cùng, hắn phi thường khẳng định Diệp Thần Phong là hắn từng ấy năm tới nay gặp qua thân thủ người tốt nhất. Phương Nam Tường thậm chí hoài nghi Diệp Thần Phong theo trong bụng mẹ lại bắt đầu huấn luyện, bằng không tuổi như thế nhẹ, thân thủ làm sao sẽ như vậy biến thái. Chớ đừng nói chi là tinh bắn súng chính xác cùng xuất thần nhập hóa y thuật, Diệp Thần Phong đi tới trên cái thế giới này thuần túy là đả kích người sao. Điều này làm cho hoa hạ nước thiên thiên vạn vạn rộng lớn nam tính đồng bào sống thế nào a? Trong lòng khiếp sợ về khiếp sợ, Diệp Thần Phong thực lực cường hãn để cho Phương Nam Tường trong thân thể máu càng thêm sôi trào, cảm giác như vậy chỉ có năm đó ở bộ đội đặc chủng lúc mới từng xuất hiện qua. A, trong miệng quát to một tiếng, Phương Nam Tường hướng Diệp Thần Phong vào tới, hổ hổ xanh uy quyền lần đầu một lần tiến tới gần Diệp Thần Phong khuôn mặt, nhưng cũng là bị Diệp Thần Phong dễ dàng tránh thoát, dù sao hai người thực lực còn tại đó, Diệp Thần Phong không thể nào sẽ thua bởi Phương Nam Tường. Chỉ thấy quả đấm lại một lần đánh tới, Phương Nam Tường công kích tốc độ vô cùng cực nhanh, chiêu thức cùng chiêu thức đang lúc hàm tiếp vô cùng hoàn mỹ, mỗi một quyền đều có thể đánh ra một loại con cọp phát huy khí thế. Nếu như hai người thực lực kém không nhiều lắm lời mà nói, Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ bị loại khí thế này nơi áp đảo, nhưng là Diệp Thần Phong thực lực so với hắn cao hơn mấy lần không ngừng, Phương Nam Tường quyền phong trong nơi biểu diễn ra tới khí thế, đối với hắn mà nói giống như không có tác dụng. Nghiêng người né tránh Phương Nam Tường công kích đồng thời, Diệp Thần Phong một cước đá vào đối phương trên đầu gối, Phương Nam Tường nhất thời quỳ một chân trên đất, đợi đến hắn muốn đứng lên tiếp tục công kích lúc, mới phát hiện cổ của hắn bị một đôi tay cho giữ ở. Hắn không hoài nghi chút nào chỉ cần Diệp Thần Phong vừa dùng lực hắn sẽ lập tức bị mất mạng. Diệp Thần Phong thu hồi tay phải, nói, Phương ca, người bộ quyền pháp này thật ra thì phi thường cường đại, nếu như cùng thực lực ngươi không phân cao thấp người đối địch, người đánh ra bộ quyền pháp này tối thiểu có thể có 90% phần thắng. Phương Nam Tường một trận cười khổ, nói, Diệp tiên sinh, ngài cũng không muốn cười nhạo ta, ngài đối quyền pháp chẳng lẽ cũng có nghiên cứu sao? Phương Nam Tường hỏi nghi vấn trong lòng. Nếu như Diệp Thần Phong không phải là hành ra lời mà nói, là tuyệt đối nhìn không ra hắn bộ quyền pháp này ưu thế, song Diệp Thần Phong cũng là một câu nói toạc ra trong đó huyền cơ. Nói đến quyền pháp, trước một kiếp Diệp Thần Phong học tập trôi qua quyền pháp không dưới trên trăm bộ, song rất nhiều quyền pháp cũng hoặc nhiều hoặc ít có thiếu sót, cửu nhi cửu chi Diệp Thần Phong lại bắt đầu chính mình cải tạo các lộ quyền pháp, có thể nói hắn đối quyền pháp là rất có nghiên cứu. Ta đối quyền pháp là của mình một chút giải thích. Nếu như Phương ca ngươi không ngần ngại lời mà nói, có thể hay không đem ngươi bộ quyền pháp này luyện một lần cho ta nhìn một chút. Diệp Thần Phong hỏi, hắn có lẽ có thể làm cho bộ quyền pháp này uy lực phát huy càng thêm lớn. Diệp tiên sinh, vậy ngài coi trọng, bộ quyền pháp này là ta nhà đời đời kiếp kiếp tổ truyền. Phương Nam Tường nói, hắn cũng không sợ Diệp Thần Phong lẻn, hắn có thể khẳng định lấy Diệp Thần Phong thực lực căn bản khinh thường vào làm chuyện như vậy tình. Phương Nam Tường đem từng chiêu từng thức ở Diệp Thần Phong trước mặt từ từ diễn luyện một lần, lấy Diệp Thần Phong học tập bách gia chi sở trường, rất nhanh nhìn thấu bộ quyền pháp này trong chưa đầy nơi, hơn nữa nghĩ tới cải tạo phương pháp xử lý, cải tạo sau bộ quyền pháp này ở thế cùng với lực công kích phía trên vẫn có thể tăng lên gấp mấy lần. Phương Nam Tường mới vừa diễn luyện xong, Diệp Thần Phong đã nói, Phương ca, người muốn nhìn kỹ, ta tin tưởng hội này đối với người có trợ giúp. Diệp Thần Phong đem trong lòng cải tạo sau quyền pháp từ từ ở Phương Nam Tường trước mặt diễn luyện, điều này làm cho Phương Nam Tường sai chút kinh ngạc nuốt lấy đầu lưỡi của mình, Diệp Thần Phong lại nhìn một lần đã bộ quyền pháp này cho nhớ kỹ. Hơn nữa làm ra cải tạo, chiêu thức cùng chiêu thức trong lúc lực công kích tăng lên gấp mấy lần, đây mới thật là người có thể làm được chuyện tình sao. Bộ quyền pháp này nhưng là Phương Nam Tường gia tộc tổ truyền, nhiều năm như vậy xuống tới cũng không có người cải tạo càng thêm tốt. Ai biết bị Diệp Thần Phong nhìn một lần tự cải tạo như thế hoàn mỹ. Phương ca, như thế nào? Đối với ngươi hẳn là có trợ giúp sao? Một bộ quyền pháp đánh xong, Diệp Thần Phong nghi vấn nói. Diệp tiên sinh, thật sự là cảm ơn ngài, bộ quyền pháp này ở ngài cải tạo dưới, trở nên cơ hồ là chút nào không tì vết, ta thật không dám nghĩ giống đây là thật. Phương Nam Tường không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra nội tâm khiếp sợ, sắc mặt bởi vì kích động chứng đến đỏ bừng. Ở chỉ điểm kết thúc Phương Nam Tường sau này, Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực giúp Triệu Khải Hoa trong thân thể bị hao tổn bộ phận khí quan chữa trị, hơn nữa đưa ra một bộ phương thuốc, chỉ cần phục dụng nửa năm Triệu Khải Hoa thân thể là có thể khôi phục đến không có chúng độc lúc trước.
Triệu gia phát sinh chuyện này sau, buổi tối Triệu gia người cũng không có gì khẩu vị ăn cơm, ăn vô cùng nhẹ, Diệp Thần Phong cũng là không sao cả, hắn đối ăn cũng không phải là rất khó chịu. Chẳng qua là ở trên bàn cơm Triệu Uyển Đình thỉnh thoảng hội hướng hắn quăng đi u oán ánh mắt, điều này làm cho Diệp Thần Phong buồn bực cực kỳ, hắn không biết mình là nơi nào chọc cho Triệu Uyển Đình không vui. Làm cho nàng trở nên như cùng một cái oán phụ bình thường. Cho nên nói nữ nhân tâm là kim dưới đáy biển, cho dù ngươi là tình thánh, đoán chừng vậy đoán không ra trên thế giới thiên thiên vạn vạn nữ nhân bách biến tâm tư. Ở Triệu Khải Hoa cố gắng giữ lại dưới, Diệp Thần Phong quyết định hay là đang Triệu ra ở rơi xuống. Trong phòng Diệp Thần Phong nhìn trên mặt đất bị đạp nát Vân Đằng Cô, trong miệng thật sâu thở dài một hơi, xem ra hắn có cần thiết đi Nguyên Thủy Xâm Lâm một chuyến. Vân Đằng Cô đối với hắn tăng thực lực lên có lớn vô cùng trợ giúp, bằng không hắn muốn tới khi nào mới có thể đủ theo linh hồn lực cấp 3 đột phá đến cấp 4 đâu. Muốn khôi phục trước một kiếp đỉnh trạng thái càng thêm là xa không thể chạm. Diệp Thần Phong thính giác ra sao kia nhạy cảm, hắn nghe được bên ngoài phòng có rất nhỏ tiếng bước chân ở đi qua đi lại. Từ trên giường đi xuống chuẩn bị đi xem đến tột cùng, khi hắn mở cửa phòng, đập vào mi mắt rõ ràng là chỉ mặc một đồ ngủ đơn bạc Triệu Uyển Đình, thậm chí có thể theo đồ ngủ phía ngoài thấy bên trong cảnh sắc. Triệu Uyển Đình thấy Diệp Thần Phong mở cửa phòng ra, hai tay khẩn trương cầm lại với nhau, tiểu tâm rực rực hỏi, ta có thể vào phòng của ngươi sao? Dù sao hai người cũng xảy ra cái kia gì quan hệ, Diệp Thần Phong vậy không cần thiết kiêng kỵ và vân vân. Để cho Triệu Uyển Đình đi vào gian phòng, sau đó khép cửa phòng lại. Triệu Uyển Đình khẽ cắn đôi môi, chớp động lên hai tròng mắt u oán vô cùng, một lát sau mới hỏi nói, Thần Phong, ngươi cùng Tô Mạn Tỷ đã từng là không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ. Giờ khắc này Diệp Thần Phong mới cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Triệu Uyển Đình nhìn ánh mắt của hắn hội trở nên không được bình thường, nguyên lai là ở ăn buồn bực giấm. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, Uyển Đình, chẳng lẽ ngươi ghen tị? Triệu Uyển Đình còn tưởng rằng là Diệp Thần Phong chấp nhận đâu. Vội vàng lưng qua thân đi, thấp giọng nói, người nào ăn ngươi giấm. Ngươi cũng không phải là của ta người nào, ta có tư cách ghen sao. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, từ phía sau lưng ôm Triệu Uyển Đình. Triệu Uyển Đình thân thể làm một hồi giãy giụa, cuối cùng tự từ nào đó Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nói, Uyển Đình, ngươi là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, bất kể như thế nào sau này ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Về phần ngươi đã nói Diêu Tô Mạn, ta cùng nàng trong lúc cái vốn cũng không phải là như ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Chương 56, Thiên Ngô Tập Đoàn, van xin đề cử cất giấu. Diệp Thần Phong đưa cùng Diêu Tô Mạn chuyện giữa đơn giản trình bày một lần, dĩ nhiên từ đó cạo trừ hắn ra bị Diêu Tô Mạn hành hung tình tiết, nam nhân mà. Tóm lại là sĩ diện, hơn nữa là ở nữ nhân trước mặt trước, dĩ nhiên lấy hôm nay Diệp Thần Phong thân thủ, người nữ kia bạo long Diêu Tô Mạn chỉ có bị thu thập phân. Thần Phong, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi cùng Tô Mạn Tỷ từng không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ. Triệu Uyển Đình xoay người qua đối mặt với Diệp Thần Phong, trước ngực to lớn chống đỡ ở Diệp Thần Phong trên lồng ngực, để cho Diệp Thần Phong trong lòng một trận tâm viên ý mã, nhất định chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí cũng là mang đem bong bong nam tử a. Ta cùng nữ bạo long thật một chút quan hệ cũng không có, nếu như gắng phải xé ra một chút quan hệ tới lời mà nói, sợ rằng đầu kia nữ bạo long đối với ta là hận thấu xương. Diệp Thần Phong giải thích, dù nói thế nào Triệu Uyển Đình đã trở thành nữ nhân của hắn, mặc dù tình cảm giữa hai người còn tịnh không nồng đậm, thậm chí ngay tình nhân quan hệ cũng không có đạt tới, nhưng là sinh gạo đã gạo nấu thành cơm, tình cảm chỉ có thể đủ ở sau này từ từ bồi dưỡng đã dậy. Nghe được Diệp Thần Phong khẳng định như vậy trả lời, Triệu Uyển Đình trên mặt lộ ra vẻ tuệ tâm nụ cười, bất quá ngược lại vừa khua lên miệng, hỏi Thần Phong, người thật đem Tô Mạn Tỷ thân thể nhìn cạn sạch sao? Người cũng quá. Triệu Uyển Đình cùng Diêu Tô Mạn nhưng là hảo tỉ muội, nàng biết Diêu Tô Mạn lúc trước liền một cái bạn trai cũng không có, Diệp Thần Phong cũng là ở 3 năm trước đây đánh bậy đánh bạ nhìn xuống Diêu Tô Mạn thân thể, lấy Diêu Tô Mạn tính cách không hủy đi Diệp Thần Phong xương đã là ở đã chịu. Này nếu là đổi lại ở cổ đại, nam tử thấy được băng thanh ngọc khiết cô gái thân thể, như vậy cô gái hoặc là lựa chọn tự sát, hoặc là gả cho xem qua nàng thân thể nam tử, may là hôm nay xã hội mở ra không ít. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nhìn a? Ta còn sợ chính mình đau mắt hột đâu. Diệp Thần Phong một bộ ta là vẻ mặt vô tội, thật ra thì Diêu Tô Mạn vóc người lại là phi thường hoàn mỹ, bằng không nàng cũng sẽ không trở thành cảnh sát cục cảnh sai. Bất quá lấy Diệp Thần Phong trước một kiếp đối với nữ nhân hiểu rõ, tự là tuyệt đối không thể ở một nữ nhân trước mặt tán dương một nữ nhân khác, này 100% sẽ làm ngươi lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thần Phong,
Tô Mạn tỷ nào có ngươi nói kém như thế. Chuyện này sau này ta sẽ giúp ngươi hướng Tô Mạn tỷ nói xin lỗi. Triệu Uyển Đình mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn đến Diệp Thần Phong đối Diêu Tô Mạn một chút hứng thú cũng không có, trong lòng lại là cao hứng phi thường, bình thường nữ nhân đều là có loại tâm lý này. Uyển Đình, tối nay chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ở lại phòng của ta nơi sao? Diệp Thần Phong tà tà cười một tiếng nói. Triệu Uyển Đình gương mặt đỏ lên, giờ phút này nàng mới phát hiện mình trước ngực hai luồng thịt mềm gắt gao chống đỡ ở Diệp Thần Phong bộ ngực, tránh thoát Diệp Thần Phong ôm trong ngực, chạy tới cửa lúc, xoay người nói, Thần Phong, ngươi có thể hay không đuổi theo ta một lần? Ta cũng muốn hưởng thụ một chút yêu thương cảm giác, ta chỉ muốn ngươi thỏa mãn ta đây một cái yêu cầu nho nhỏ là tốt, sau này ta nên cái gì đều tùy ngươi. Nói xong Triệu Uyển Đình liền chạy ra khỏi gian phòng, trong phòng lưu lại hạ Triệu Uyển Đình trên người một cổ đặc biệt mùi thơm ngát. Diệp Thần Phong lắc đầu, thở dài một hơi, nói thật hắn bây giờ còn thật không có ý định nếu nữ nhân, dù sao lại có rất nhiều chuyện chờ đến hắn đi làm đâu. Bất quá không muốn chuyện đã xảy ra, Diệp Thần Phong thân là vì một người đàn ông, hắn có thể đủ trốn tránh sao? Kia còn không bằng cắt tiểu đệ đệ đi làm âm dương người đâu. Nam nhân nên muốn có nam nhân đảm đương. Nhìn ngoài cửa sổ tràn ngập tháng sắc, Diệp Thần Phong chuẩn bị lẻn vào Thiên Ngô tập đoàn đi tìm hiểu dò thăm, xem một chút Thiên Ngô tập đoàn sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì. Diệp Thần Phong một cái tung người trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy tới biệt thự trong hoa viên, Phương Nam Tường thân ảnh chắn Diệp Thần Phong trước mặt, hắn thật giống như đã sớm biết Diệp Thần Phong tối nay sẽ ra ngoài giống nhau, nói, Diệp tiên sinh, để cho ta cùng ngài cùng đi chứ. Ta biết Thiên Ngô tập đoàn chính xác vị trí. Phương ca, để cho ngươi cùng đi với ta cũng được, bất quá ngươi chỉ có thể đủ ở Thiên Ngô tập đoàn phía ngoài chờ ta, hai người cùng nhau đi vào nói tương đối phiền toái. Diệp Thần Phong nói. Phương Nam Tường đồng ý Diệp Thần Phong đề nghị, hắn biết lấy hắn thực lực của mình đi theo Diệp Thần Phong lẻn vào Thiên Ngô tập đoàn, nói không chừng giúp không được gì ngược lại còn muốn cản trở đâu. Ở Thiên Ngô tập đoàn phía ngoài chờ đến, gặp phải khẩn cấp thời khắc làm trợ giúp, là hắn duy nhất có thể việc làm. Hai người đạt thành chung nhận thức sau, Diệp Thần Phong tự ngồi lên xe tử, tùy Phương Nam Tường lái. Thiên Ngô tập đoàn làm gần chút ít năm quật khởi công ty, ở Thiên Hải cùng với phụ cận mấy tòa thành thì có thể nói là xuôi gió xuôi nước, bọn họ bất kể cái gì hành nghề cũng sẽ đi liên quan đến, giống như đồ bỏ đi côn trùng bình thường, thứ gì cũng muốn ăn, bất quá Thiên Ngô tập đoàn cũng là ăn hữu mô hữu dạng, tư sản ở vô cùng bành trướng. Kinh tế giới vô cùng nhiều chuyên gia cũng phân tích không ra, Thiên Ngô tập đoàn loại này gần như điên cuồng kiểu thu mua rốt cuộc là vì cái gì? Còn có Thiên Ngô tập đoàn sau lưng tư chất kim tự thật như vậy đầy đủ sao? Thiên Ngô tập đoàn ở vào Thiên Hải một chỗ cực kỳ phồn hoa khu vực, một cái nhà tầng 12 lâu building cũng là về Thiên Ngô tập đoàn tất cả, giờ phút này Thiên Ngô tập đoàn tầng thứ 12 lâu chủ tịch trong văn phòng, chủ tịch Thường Sách phát sáng ngồi ở lão bản ghế ra phía trên, trước mặt trên màn hình lớn có một người trung niên nam nhân thân ảnh, đang không ngừng địa cùng Thường Sách phát sáng nói chuyện. Thường Sách phát sáng trên mặt vẻ mặt vô cùng cung kính, lại thỉnh thoảng gật đầu, trên trán toát ra thật nhỏ mồ hôi hột, nói, ngài yên tâm đi, hết thảy đều ở chúng ta trong khống chế, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Như vậy cũng tốt, nếu như kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn, người biết mình hậu quả a? Lại có người nhà của ngươi cũng sẽ toàn bộ tao ương. Cho ta hảo hảo làm việc, kim tiền mỹ nữ không thể thiếu ngươi. Màn ảnh bên cạnh âm hưởng trong truyền ra một đạo cực kỳ không lưu loát hoa hạ quốc ngữ, ngay sau đó trên màn ảnh hình ảnh tự biến mất. Thường Sách phát sáng sau lưng áo cũng bị mồ hôi cho thấm ướt, theo lão bản ghế ra phía trên đứng lên, đi tới cửa sổ chạm sàn trước, nhìn ngoài cửa sổ đêm sắc, cùng với phồn hoa trên đường phố xa hoa trụy lạc, hắn bước ra một bước này đã không cách nào nữa quay đầu lại. Lau giọt mồ hôi trên trán, trong ánh mắt tràn đầy nào đó thắm thiết khát vọng. Thường Sách phát sáng bộ mặt vẻ mặt trở nên phá lệ dữ tợn, tự nhủ, như là đã không cách nào quay đầu lại, như vậy ta muốn có vô số kim tiền, ta muốn tất cả nữ nhân xinh đẹp cũng vây quanh ở bên cạnh ta, ha 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 trong cổ họng một trận cười to. Ở Thường Sách phát sáng gần như điên cuồng lúc, Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường đi tới Thiên Ngô tập đoàn lầu dưới, Diệp Thần Phong nói, Phương ca, người tự lưu ở trong xe sao? Nếu như ta cần ngươi trợ giúp, hội lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Trước đó bất kể có bất kỳ tình huống ngươi cũng không muốn hành động. Nói xong Diệp Thần Phong thân ảnh bay thẳng đến Thiên Ngô tập đoàn chạy đi, đánh ngất xỉu một gã tuần lâu an ninh, đổi lại an ninh y phục, Diệp Thần Phong không muốn xông vào, nếu như xông vào nhất định sẽ khiến cho tao động, đến cuối cùng nói không chừng còn có thể hội đưa tới cảnh sát, đây không phải là hắn muốn xem đến kết quả.
Phương Nam Tường mượn tháng sắc, hai tròng mắt nhìn Diệp Thần Phong linh động thân ảnh, trong lòng rất là cảm thán, kể từ khi hắn giải ngũ đi theo Triệu Khải Hoa sau này, hắn cũng là trải qua an nhàn cuộc sống, thật ra thì hắn muốn theo đuổi cao hơn thực lực. Luôn luôn không hút thuốc lá Phương Nam Tường, ngoại lệ móc ra một điếu thuốc, sau đó dùng cái bật lửa đốt, hít một hơi, trong miệng thốt ra một đám vòng khói. Chương 57, xúc sinh hành động. Diệp Thần Phong mặc vào an ninh chế phục sau, rất đơn giản liền tiến vào Thiên Ngô tập đoàn building, ở tới Thiên Ngô tập đoàn đường xá phía trên, Phương Nam Tường cho Diệp Thần Phong một tờ Thiên Ngô tập đoàn phân bố mưu đồ, phân bố mưu đồ phía trên minh xác chỉ ra chủ tịch phòng làm việc ở 12 lầu, Diệp Thần Phong đương nhiên là chạy thẳng tới mục đích. Đứng lại, người thân là vì một cái nho nhỏ tuần tra an ninh không ở bên ngoài cho ta tuần tra, đi vào trong cao ốc mỏ mẫm lắc lư làm gì. Diệp Thần Phong vừa mới chuẩn bị ngồi thang máy đi 12 lầu, sau lưng tự truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Vội vã vào bất đắc dĩ Diệp Thần Phong xoay người qua, trước mặt là một người mặc an ninh chế phục trung niên nam nhân, bất quá ở trước ngực hắn vật liệu may mặc phía trên rõ ràng có đội trưởng hai chữ này, hắn hẳn là Thiên Ngô tập đoàn building đội bảo vệ đội trưởng. Đội bảo vệ đội trưởng trong tay cầm một cái tay đèn pin, đem ánh đèn nhắm ngay Diệp Thần Phong mặt, trong miệng nghi vấn nói ta làm sao thật giống như chưa từng có gặp qua ngươi. Ngươi là Thiên Ngô tập đoàn an ninh sao? Chẳng lẽ ngươi? Đội bảo vệ đội trưởng lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Thần Phong một cái con dao bổ vào cổ của hắn phía trên, trực tiếp ngất đi qua. Đem bất tỉnh đi đội bảo vệ đội trưởng lôi vào thang máy, Diệp Thần Phong cũng không muốn để cho người khác phát hiện đội bảo vệ đội trưởng bị cho đánh ngất xỉu. Trong thang máy nhấn xuống đi 12 lầu ấn phím. 12 lầu, chủ tịch trong văn phòng, bị cách làm ra một gian phòng ngủ tới, lúc bình thường Thường Thư Lượng mỗi ngày tựu ở trong phòng làm việc. Thường Thư Lượng đem trên bàn làm việc giấy tờ đại khái sửa sang lại một chút, hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương, trong thân thể nhất thời bốc cháy lên một cổ táo hỏa. Theo lão bản ghế ra phía trên đứng lên, đi về phía bị cách ra tới kia đang lúc phòng ngủ, mở cửa phòng. Chỉ thấy phòng ngủ nằm trên giường một cái không có mặc y phục nữ nhân. Tên này nhìn qua tuổi chừng 25-26 tuổi, lớn lên hơi có mấy phần tư sắc nữ nhân là Thường Thư Lượng bí thư. Ở buổi sáng hôm nay lúc, Thường Thư Lượng đột nhiên sắc tâm nổi lên, hướng về phía hắn thư ký của mình động thủ động cước, nhưng là nữ thư ký mãnh liệt phản kháng, qua một tháng nữa nàng sẽ phải hạnh phúc đi tới hôn nhân điện phủ, nàng lại là một tấm thân xử nữ, chuẩn bị đem lần đầu tiên lưu đến đêm tân hôn. Nữ hiến tặng cho nàng lão công. Ở hai người đang lúc lôi kéo, Thường Thư Lượng nhéo ở cổ của đối phương, cho đến đối phương hoàn toàn hít thở không thông, ở nơi này sau Thường Thư Lượng ngay thi thể cũng không có bỏ qua cho, sửng sốt ở nữ thư ký trên thi thể phát tiết táo hỏa. Giờ phút này, nữ thư ký thi thể đã sớm trở nên lạnh như băng, Thường Thư Lượng đi tới bên giường, khóe miệng lộ ra vẻ nụ cười, hai mắt híp lại, thật giống như ở thưởng thức việc của người nào đó tác phẩm nghệ thuật bình thường. Này Thường Thư Lượng trong lòng tuyệt đối là bóp méo, nếu có một cái bình thường người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ mở miệng mắng to biến thái, Thường Thư Lượng loại hành vi này quả thực chính là xúc sinh, thậm chí nói hắn là xúc sinh, cũng là đang vũ nhục xúc sinh này một cái từ ngữ. Thường Thư Lượng từ từ đem y phục trên người cho cởi bỏ, thân thể gục ở nữ thư ký trên thi thể. Ngươi là chuẩn bị tiếp tục đâu? Hay là... Một đạo tràn đầy chán ghét thanh âm truyền vào Thường Thư Lượng trong lỗ tai. Diệp Thần Phong thân ảnh đứng ở cửa phòng ngủ miệng, trên mặt một mảnh lạnh như băng, Thường Thư Lượng loại hành vi này đột phá Diệp Thần Phong điểm mấu chốt, tối nay bất kể như thế nào Diệp Thần Phong cũng sẽ không làm cho đối phương sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thường Thư Lượng thân thể chợt run lên, theo nữ thư ký trên thi thể đi xuống, vội vàng cầm quần áo cho mặc vào, ngẩng đầu nhìn trước mặt bóng đen, thâm trầm hỏi, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Ta là người như thế nào rất trọng yếu sao? Hay là ta quấy rầy đến ngươi nhã hứng? Diệp Thần Phong thanh âm lạnh như băng, hắn sở dĩ không có xuất thủ giải quyết Thường Thư Lượng, còn muốn từ đối phương trên người biết chuyện đâu. Trong bóng tối Thường Thư Lượng theo trong túi áo lấy ra một thanh cỡ nhỏ súng lục, Diệp Thần Phong đem cấp 3 linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào Thường Thư Lượng trên người, cho nên đối phương nhất cử nhất động chút nào chạy không khỏi hắn nhạy cảm giác lực. Ngươi có tin hay không ta có thể đủ ở ngươi nổ súng lúc trước tự giải quyết ngươi. Diệp Thần Phong ngoạn vị nói, phảng phất căn bản là đang nói một không liên quan sự tình khẩn yếu. Thường Thư Lượng nắm cỡ nhỏ súng lục tay rút mạnh một chút, lưng toát ra một cổ mồ hôi lạnh, đối phương làm sao biết hắn chuẩn bị muốn nổ súng đây này. Mình thức một chút khiếp sợ trong lòng, hắn suy đoán trước mặt này đạo bóng đen tuyệt đối là một vị cao thủ,
trong lòng bỏ qua nổ súng ý niệm trong đầu, khi hắn nhận thức là vì trên cái thế giới này người toàn bộ giống như hắn, không phải là vì tiền chính là vì nữ nhân, chỉ cần là hai điểm này, kia cái gì cũng tốt làm. Nếu tới, kia tự nói trắng ra sao, người mục đích tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Là vì tiền, vẫn là vì nữ nhân, những thứ này ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể làm cho đi theo ta. Sau này ta bảo đảm ngươi hưởng thụ trên cái thế giới này xa hoa nhất cuộc sống. Thường Thư Lượng tràn đầy tự tin nói. Điều kiện của ngươi là rất động lòng người, đáng tiếc ta Diệp Thần Phong không phải là giống như ngươi vậy biến thái, nói ra Thiên Ngô tập đoàn thế lực sau lưng sao. Diệp Thần Phong đưa ra một bàn tay, tiếp tục nói ta cho ngươi 5 giây đồng hồ suy nghĩ thời gian, 5 giây phút sau ngươi có thể hay không tiếp tục sống sẽ phải nhìn biểu hiện của ngươi. Thường Thư Lượng dưới chân nện bước lui về phía sau một bước. Trên mặt mất đi chấn định, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng lắm thì ta và ngươi liều mạng. Phanh một tiếng súng thanh âm, Thường Thư Lượng lần nữa móc ra cỡ nhỏ súng lục, nhắm ngay bóng đen tự nổ súng. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Diệp Thần Phong là vì cầu tài, hắn lại nổi lên ý muốn lôi kéo, nhưng là làm đối phương hỏi Thiên Ngô tập đoàn thế lực sau lưng lúc, hắn mới hiểu được chỉnh chuyện không được bình thường, nếu là hắn dám đem thế lực sau lưng nói ra được nói, cái loại này kết quả là hắn không dám nghĩ giống. Diệp Thần Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thân thể dễ dàng tránh qua, tránh né bay theo mà đến đạn, ánh mắt lần nữa lơ đãng thấy trên giường nữ thư ký thi thể lúc, lửa giận trong lòng nữa vậy không cách nào nhịn được ở. Thân hình cấp tốc ra hiện tại Thường Thư Lượng trước mặt trước, ở đối phương còn không có kịp phản ứng lúc, Diệp Thần Phong một quyền tựu vung hướng Thường Thư Lượng trái tim vị trí. Mãnh liệt đánh sâu vào khiến cho Thường Thư Lượng thân thể ngã bay ra ngoài, hung hăng đụng vào gian phòng trên vách tường, bộ ngực xương toàn bộ lõm vào. Trong miệng máu tươi ói không ngừng, có loại muốn đem trong thân thể máu toàn bộ thổ xong mới bỏ qua khuynh hướng. Diệp Thần Phong đi tới, ngón tay đặt ở Thường Thư Lượng dưới mũi, này mới phát hiện mới vừa rồi một quyền dùng sức quá mạnh, lại trực tiếp đem tên khốn này cho đánh chết. Đây không phải là ngay cái câu hỏi người cũng không có sao. Có thể thấy được mới vừa Diệp Thần Phong cảm xúc thật là có chút ít không kiểm soát. Bất quá Diệp Thần Phong tin tưởng ở chủ tịch trong văn phòng. Nhất định sẽ có một chút đầu mối cùng với trọng yếu giấy tờ lưu lại, bất quá những đồ này bình thường được lưu giữ trong hốc tối này một ít bí ẩn địa phương. Này thật đối Diệp Thần Phong mà nói chẳng qua là một chuyện nhỏ tình, muốn tìm ra chủ tịch trong văn phòng hốc tối nhóm đợi, giấu đồ vật này nọ địa phương, đối với hắn mà nói hẳn không phải là nhiều bao nhiêu khó khăn một việc. Chương 58, ngoài ý muốn phát hiện, van xin đề cử cất giấu. Ở chủ tịch trong văn phòng có quy tắc lục lọi một lần. Diệp Thần Phong phát hiện bàn làm việc dưới một khối tấm ván gỗ là ánh sáng, cho nên đem tấm ván gỗ cho kiều lên, đập vào mi mắt chính là một con hiện đại hóa công nghệ cao tủ sắt. Tủ sắt chọn dùng chính là điện tử đưa vào mật mã phương thức, chỉ cần theo như sai 3 lần mật mã trong hòm sắt tồn phóng đồ vật này nọ sẽ chính mình bốc cháy lên, loại này công nghệ cao tủ sắt ở hôm nay thời đại này đã coi như là đứng đầu. Bất quá ở Diệp Thần Phong trong mắt lại một chút cũng không đủ nhìn đây này. Chớ quên linh hồn của hắn có thể là đến từ 500 năm sau thế giới, ở 500 năm sau loại này tủ sắt chỉ có thể đủ cũng coi là đồ bỏ đi trong đồ bỏ đi. Tay phải bàn tay đặt ở đưa vào mật mã trên bàn phím, một cổ linh hồn lực thông qua bàn tay thấm vào tủ sắt điện tử nghi khí ở bên trong, Diệp Thần Phong muốn lợi dụng linh hồn lực tới phá hủy tủ sắt điện tử mật mã hệ thống. Đại khái một phút đồng hồ sau, trong hòm sắt bộ truyền ra chút hít rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó tủ sắt cửa tự động văng ra. Xem ra Diệp Thần Phong một chiêu này là có hiệu quả. Diệp Thần Phong đầu tiên nhìn đã bị trong hòm sắt một tấm hình cho hấp dẫn, hắn không thể tin được đây là thật. Chỉ thấy trong hình đồ án là một to lớn rễ cây. Ở người bình thường xem ra đây chẳng qua là một cái bình thường rễ cây mà thôi, nhưng là Diệp Thần Phong biết đây là trống rỗng rễ cây, theo lý mà nói loại thực vật này đã sớm diệt tuyệt, ở rất nhiều bản chép tay phía trên ghi lại trống rỗng rễ cây có phi thường to lớn thuốc dùng giá trị. Có thể tăng lên loài người các phương diện thể năng, nói một cách khác trống rỗng rễ cây có hay không có thể tăng lên Diệp Thần Phong linh hồn lực đâu. Trước một kiếp Diệp Thần Phong đối y học rất có nghiên cứu, cũng là ở một lần trong lúc vô tình lật xem cổ thư mới biết đạo hư rễ cây này một loại thực vật. Trống rỗng rễ cây là một loại vô cùng kỳ quái thực vật, nó toàn thân cao thấp chỉ có cái cùng hành tạo thành, cũng sẽ không giống như những khác cây cối giống nhau dài ra cây khô cùng cành lá tới, hàng năm uốn tại trong đất bùn trưởng thành. Bất kể trống rỗng rễ cây có thể hay không tăng lên Diệp Thần Phong linh hồn lực, hắn cũng là tình thế bắt buộc, hắn Vân Đằng cô bị hủy, tổng nên muốn bắt một ít đồ vật tới bồi bổ lại a.
trong hòm sắt trừ có trống rỗng rể cây hình ra, còn có một đại điệp giấy tờ, làm Diệp Thần Phong mở ra giấy tờ lúc, sắc mặt trong chốc lát thay đổi. Trên văn kiện nội dung rõ ràng là một cái kinh thiên kinh khủng kế hoạch, có người lại muốn ở Hoa Hạ nước truyền bá một loại kiểu mới virus, loại này virus có thể làm cho nhân loại bình thường thông minh thoái hóa đến 2 đến 3 tuổi, nếu như loại này virus thật bị truyền bá ra tới, như vậy Hoa Hạ nước sẽ biến thành hình dáng ra sao? Diệp Thần Phong không dám nghĩ giống ai dám làm ra như thế phát rồ chuyện tình tới. Khó trách Thiên Ngô tập đoàn một mực thu mua Hoa Hạ nước các công ty lớn tập đoàn, bọn họ nghĩ phải dựa vào các phương diện con đường truyền bá virus A. Thiên Ngô tập đoàn sau lưng rốt cuộc là người nào ở cao khống? Diệp Thần Phong nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn mặc dù chưa nói tới là một cái bao nhiêu yêu nước người, nhưng là trong thân thể của hắn chảy xuôi theo Viêm Hoàng tử tôn máu, hơn nữa ở Hoa Hạ nước còn có người nhà của hắn, vô luận như thế nào hắn cũng muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Có một chút Diệp Thần Phong có chút khó có thể nghĩ thông suốt, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ Hoa Hạ nước những bên có liên quan còn không có phát giác có cái gì không đúng sao? Thật cũng là một chút cầm lấy quốc gia tiền không làm hiện thực người. Ở dưới văn kiện mặt lại đè ép một tờ phương thức liên lạc cùng với cặn kẽ địa chỉ tờ giấy, có này tờ giấy Diệp Thần Phong là có thể tìm được lần này kinh khủng kế hoạch phía sau màn hắc thủ. Đang lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị lúc rời đi, theo cửa phòng làm việc trong khe thấu tiến vào cuồn cuộn khói dày đặc, Diệp Thần Phong vội vàng mở cửa phòng, chỉ thấy trước mặt là phô thiên cái địa đại hỏa, muốn theo thang máy hoặc là trên thang lầu đi xuống đi căn bản là không thể nào. Hẳn là Diệp Thần Phong tiến vào chủ tịch phòng làm việc trong khoảng thời gian này, có người phát hiện sự hiện hữu của hắn, cho nên mới muốn phóng hỏa chết cháy hắn, thuận tiện đem tất cả chứng cứ cũng thiêu hủy. Diệp Thần Phong đem chủ tịch cửa phòng làm việc vừa đóng lại, đi tới cửa sổ chạm sàn trước, quơ lấy bên cạnh một cái ghế trực tiếp đem pha lê cho đập phá, ban đêm gió mát trong nháy mắt tới trong văn phòng, suy Diệp Thần Phong y phục bay phất phới. Cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, 12 lầu độ cao cũng không phải là dọa người, nếu như người bình thường theo 12 lầu té xuống, cần phải đổi gờ rén bánh nhân thịt bánh không thể. Thảo con bà nó, lại làm cho ta muốn nhảy lầu. Trống rỗng rể cây ta là muốn định rồi, các ngươi mạng ta Diệp Thần Phong cũng muốn định rồi. Diệp Thần Phong trong miệng đô lầm bầm này mắng, trong lòng vô cùng khó chịu. Trong miệng hít một hơi thật sâu, Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực thân thể thật chặt dán tại trên cửa sổ, thân thể trong nháy mắt giống như một viên thiết cầu thẳng đứng rơi xuống. Nếu là giờ phút này có người thấy như vậy một màn lời mà nói không chừng còn tưởng rằng mỗ một bộ phim công ty ở đóng phim đâu. Loại này tràng diện ở động tác trong phim có khi vậy thường xuyên sẽ xuất hiện. Mắt thấy nhanh muốn tới mặt đất, Diệp Thần Phong hai chân cong ở pha lê lên tới thắng gấp, pha lê cùng đáy giày trong nháy mắt ma sát làm ra chói tai két. Két, âm thanh. Ở cách mặt đất còn có một thước lúc, Diệp Thần Phong hai chân mãnh liệt đạp pha lê, cả người hướng xuống đất phi lộ đi ra ngoài. Thân thể trên mặt đất quay cuồng 5-6 vòng, lấy giảm bớt té rất cảm giác đau đớn. Diệp tiên sinh, ngài không có sao chứ? Một mực phía ngoài chờ trực Phương Nam Tường đang nhìn đến trong cao ốc toát ra nồng đậm khói đen lúc, hắn đang do dự có muốn hay không xông đi vào, dù sao Diệp Thần Phong để cho hắn ở không có nhận được điện thoại trước cũng không muốn hành động. Đang ở Phương Nam Tường quyết định muốn xông đi vào lúc, đột nhiên mắt thấy Diệp Thần Phong theo building phía ngoài pha lê phía trên trực tiếp trơn rơi xuống. Điều này làm cho trong lòng của hắn không biết nên nói như thế nào. Này thật không phải là ở đóng phim A. Diệp Thần Phong lại theo 12 lầu dựa vào pha lê trơn rơi đến trên mặt đất. Hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Loại chuyện này nói ra có ai sẽ tin tưởng đâu. Diệp Thần Phong theo trên mặt đất đứng lên, khoát tay áo nói, Phương ca, ta không sao, thật không biết là người nào con mất dậy để hỏa. Diệp tiên sinh. Ngài thật sự là theo 12 lầu phía trên dựa vào phía ngoài pha lê chợt xuống tới. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng là Phương Nam Tường hay là không tự chủ hỏi ra miệng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Phương ca, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thể nghiệm một chút không? Thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần ngươi nắm giữ tốt, cho dù theo 5-60 tầng trên lầu cao chợt xuống tới cũng không chuyện. Diệp Thần Phong trước một kiếp là vì hoàn thành nhiệm vụ cao nhất theo 90 tầng cao trên lầu chợt xuống tới đâu. Phương Nam Tường lắc đầu liên tục, nói, Diệp tiên sinh, ta cũng không có ngài bổn sự như vậy. Nói giỡn, vạn nhất Spider-Man không có làm thành, ngược lại biến thành một người chết vậy thì quá không đáng giá được, dù sao Phương Nam Tường cũng không phải là Diệp Thần Phong như vậy biến thái, hắn giống như Diệp Thần Phong cái tuổi này lúc, nhiều lắm là bộ đội đặc chủng trong một gã tân binh viên đâu. Cho nên nói sao, người so với người thật sự là tức chết người.
Có đôi khi hay là không nên cùng người khác đi tương đối thật là tốt, đặc biệt là những thứ kia ưu tú đến muốn cho ngươi nhìn lên người. Chương 59, gặp nhau. Diệp tiên sinh, ngài có phát hiện gì sao? Phương Nam Tường chuyển đến tránh để phía trên, nhìn lên trước mặt Diệp Thần Phong nghi vấn nói. Diệp Thần Phong không có ý định đem chuyện này nói cho Phương Nam Tường, như loại này kinh khủng kế hoạch trong đó liên lụy rất rộng, để cho Phương Nam Tường biết có thể là hại hắn. Trên mặt lộ ra vẻ không sao cả thần sắc, Diệp Thần Phong nói, Phương ca, không có gì phát hiện, không bằng chúng ta bây giờ trở về đi đi. Diệp Thần Phong chuẩn bị trở về đến Triệu gia sau, hắn nữa chính mình đi ra ngoài một mình hành động. Nề hà Phương Nam Tường không phải là trong óc thiếu toàn cơ bắp người, vẻ mặt nghiêm túc. Trong hai tròng mắt tràn đầy một loại trí khôn ánh mắt, nói, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ ngài không tin ta sao? Hay là ngài? Diệp Thần Phong cười khổ nói, Phương ca, không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, còn là chuyện này ngươi hay là không biết thì tốt hơn, nếu như ngươi liên lụy vào tới, Hưng Hứa sẽ cho ngươi cùng Triệu gia mang đến không thể tưởng tượng phiền toái. Diệp tiên sinh, ta nghĩ nhóm đợi Triệu chủ tịch thân thể tốt lắm, ta liền hội hướng hắn từ chức. Nhiều năm như vậy ta là bởi vì báo ân mới ở lại bên cạnh hắn, nhưng này cũng không phải là ta nghĩ muốn trôi qua cuộc sống, mấy năm này ta cũng vậy đích thân bí mật huấn luyện làm ra 6 tên hộ vệ, lấy thực lực của bọn họ đầy đủ bảo vệ Triệu chủ tịch người một nhà. Phương Nam Tường nói, những ngày qua nơi chuyện đã xảy ra đem trong thân thể của hắn nhiệt huyết hoàn toàn kích phát rồi đứng lên, đây là hắn liên tục suy nghĩ sau khi sở tác ra quyết định. Diệp Thần Phong rất có ý động nhìn Phương Nam Tường, đối với Phương Nam Tường thân thủ. Diệp Thần Phong là nhận khả, ở không lâu tương lai Diệp Thần Phong nhất định sẽ xây thế lực của chính mình, bên cạnh nhất định phải có rất nhiều tin được người, mà Phương Nam Tường nhân phẩm đã được đến Diệp Thần Phong khẳng định. Phương ca, vậy ngươi sau này có tính toán gì hay không? Diệp Thần Phong nghi vấn nói. Tạm thời lại không có tính toán, chẳng qua là không muốn qua loại này an nhàn sinh sống. Phương Nam Tường hồi đáp. Phương ca, nếu để cho ngươi sau này đi theo ta, ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Thần Phong hỏi. Thật ra thì Phương Nam Tường trong lòng sớm đã có cái ý nghĩ này, chỉ là một lúc không biết nên mở miệng như thế nào. Hơn nữa cho dù hắn mở miệng, Diệp Thần Phong hội đáp ứng không? Diệp tiên sinh, ngài để cho ta đi theo ngài. Nguyện ý, ta dĩ nhiên nguyện ý. Phương Nam Tường một tiếng đáp ứng xuống tới. Phương ca, người đã có quyết định như vậy, tối nay chuyện này để cho người biết cũng không sao. Diệp Thần Phong thận trọng nói. Hai người lên xe sau này, Diệp Thần Phong đưa có thể biết chuyện tình đầu đuôi đối Phương Nam Tường nói một lần, nghe được Phương Nam Tường tức giận không dứt, phải biết rằng hắn từ trước là quốc gia bộ đội đặc chủng, nhập ngũ này nhiều năm trong đầu bị quán thâu rất nhiều bảo vệ vệ quốc nhà ý thức, cho nên tâm tình của hắn nếu so với Diệp Thần Phong thất khống hơn. Diệp tiên sinh, chúng ta tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh a. Muốn không chúng ta trước báo cho quốc gia những bên có liên quan sao? Phương Nam Tường đề nghị. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, Phương ca, bây giờ còn không phải là báo cho những bên có liên quan lúc, dù sao chúng ta không có tận mắt nhìn thấy chuyện này đến cùng phải hay không thật. Cho nên chúng ta trước hết đi tìm hiểu dò thăm. Tốt, nghe Diệp tiên sinh ngài. Phương Nam Tường lái xe hướng địa chỉ phía trên phương vị mở ra. Xe ở trên đường lớn chạy hơn 2 giờ sau, từ từ đưa ra khu vực thành thị, đi tới một mảnh hoang chỗ không có người ở, tự cả mặt đất phía trên đường vậy trở nên gồ ghề. Trừ đèn xe ra bốn người một đám đen nhánh, căn bản ngay một cái nhà vật kiến trúc cũng không có. Diệp tiên sinh, ngài bắt được này trương địa chỉ có phải hay không là giả dối? Phương Nam Tường suy đoán nói. Diệp Thần Phong tin tưởng nếu như là giả địa chỉ lời mà nói, không thể nào đem nó đặt ở trong hòm sắt, nữa nói đối phương muốn áp dụng nhưng là danh phù kỳ thực kinh khủng hành động, bọn họ hội gióng trống khua chiêng làm sao? Phương ca, chúng ta xuống xe xem một chút. Diệp Thần Phong dẫn đầu đi xuống xe, Phương Nam Tường đem xe động cơ đóng cửa sau, theo sát ở Diệp Thần Phong phía sau. Chung quanh bụi cỏ dại sinh, ở trong hoàn cảnh này hơn nữa còn là buổi tối, tầm nhìn vô cùng thấp, Diệp Thần Phong cấp 3 linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, tùy thời cảm ứng đến quanh mình biến hóa. Đột nhiên, vẻ sát ý hướng Diệp Thần Phong đánh tới, Diệp Thần Phong dựa vào cảm giác tránh qua, tránh né trong bóng tối người công kích, hơn nữa ở đối phương bộc lộ ra hành tung lúc. Trong giây lát phát động chí mạng thế công, ngay tại lúc này có thể chịu không được cái gì hạ thủ lưu tình. Mới qua 3 chiêu, Diệp Thần Phong cùng trong bóng tối trong dân cư đồng thời phát ra một đạo nhẹ di thanh âm, hai người bọn họ đồng thời cảm giác đối phương có điểm quen thuộc. Ngươi là ai? Trong bóng tối người mở miệng hỏi. Nghe thanh âm quen thuộc,
Diệp Thần Phong ở trong đầu cố gắng hồi tưởng, một lát sau, mới thử dò xét tính hỏi, ngươi là Vương Lực. Làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc ám người thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần. Ta là Diệp Thần Phong, chẳng lẽ ngươi không nhận ra? Có phải hay không còn muốn tới so so chiêu? Biết đối phương là Vương Lực sau, Diệp Thần Phong thần kinh hơi buông lỏng một chút. Diệp Thần Phong, thật sự chính là ngươi à? Làm sao ngươi tới nơi này? Xám xịt đèn chiếu sáng vào Diệp Thần Phong trên mặt, mượn ánh đèn miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng Diệp Thần Phong tướng mạo. Thần Phong, là ngươi. Theo trong bụi cỏ dại vừa đi ra khỏi một người hỏi. Diệp Thần Phong vừa nghe tự phân rõ làm ra thân phận của đối phương, trong miệng cười nói, Vũ Thúc Thúc, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này cũng có thể gặp nhau. Trong bóng tối câu hỏi người này rõ ràng là Vũ Khôn Minh, lúc này Diệp Thần Phong suy đoán ra một chút đầu mối, quốc gia nên biết có người muốn ở Hoa Hạ nước làm kinh khủng kế hoạch, bằng không làm sao sẽ phái Vũ Khôn Minh, Vương Lực đám người đi tới nơi này đâu. Bất quá quốc gia hẳn là còn không biết đối phương muốn áp dụng chính là virus truyền bá, bằng không đã sớm phái quân đội tới diệt trừ. Thần Phong, ngày đó làm sao ngươi không nói một tiếng đã đi? Vũ Khôn Minh đi tới vỗ vỗ Diệp Thần Phong bả vai. Vũ Thúc Thúc, ta nếu như lưu lại vẫn có thể đi rồi chứ? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại. Một bên Vương Lực chợt ho khan hai tiếng, nói hiện tại cũng không phải là nói chuyện phiếm lúc, chớ quên chúng ta tới đây nơi nhiệm vụ. Vương Lực trong giọng nói đối Vũ Khôn Minh tỏ vẻ bất mãn. Thần Phong, ngươi nếu là không có chuyện gì nói, lập tức rời đi nơi này, chúng ta lại phải ở chỗ này làm chuyện đứng đắn tỉnh đâu. Vũ Khôn Minh nói. Vũ Thúc Thúc, đuổi ta đi không ai có thể nói cho các ngươi biết, đối phương kinh khủng hành động chi tiết kế hoạch, các ngươi thật muốn cho ta đi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nghi vấn nói. Cái gì, Thần Phong, làm sao ngươi sẽ biết chuyện này? Đây cũng là quốc gia một cấp nhiệm vụ bí mật. Vũ Khôn Minh không khỏi cảm thấy ngờ vực. Các ngươi xem một chút những văn kiện này sẽ biết. Diệp Thần Phong đem văn kiện trong tay đưa cho Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực lật xem. Chỉnh phân giấy tờ lật xem xong, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực sắc mặt đại biến, chuyện hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Cấp trên chẳng qua là nhận được tin tức có người muốn ở Hoa Hạ nước làm kinh khủng hành động. Bọn họ không nghĩ tới chính là kinh khủng hành động lại chính là virus truyền bá, chuyện cứ như vậy phát triển đi xuống có thể bị náo nổi. Tối nay may là có Diệp Thần Phong kịp thời xuất hiện, đối phương nếu như muốn làm virus truyền bá, ở nơi này một mảnh nhất định là có phòng nghiên cứu hoặc là chữ tàng thất, bên trong khẳng định bố trí cường đại hỏa lực, hoặc là cơ quan bẫy dập. Lần này Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực chỉ đem làm ra 20 người, bọn họ vốn là muốn đánh trước dò dò thăm, nữa điều phối sử dụng địa phương phía trên quốc gia thế lực, nhưng là dưới mắt biết được đối phương là muốn truyền bá virus, bọn họ không thể không tối nay tự hành động. Chậm một giây chuông quốc gia cùng nhân dân là hơn một giây đồng hồ nguy hiểm. Chương 60, virus cơ sở nghiên cứu địa. Xem ra chúng ta hành động là cấp bách, ngày trời chỉ biết là những thứ này phát rồi người biết làm xảy ra chuyện gì tới. Vương Lực hai đấm nắm chặt, trong con người thiêu đốt lên tức giận ánh lửa. Diệp Thần Phong, ngươi chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau hành động sao? Vương Lực hỏi, lấy hiện tại trạng huống để cho Diệp Thần Phong cao thủ như thế gia nhập. Không thể nghi ngờ là có thể làm cho bọn họ nhiều ra mấy phần thắng. Diệp Thần Phong gật đầu, hắn nguyên vốn là tới ngăn cản lần này kinh khủng hành động, thuận tiện đem trống rỗng rễ cây mang đi, nhưng là chung quanh ngay một cái nhà vật kiến trúc cũng không có, phần tử khủng bố chỗ ẩn thân hội ở địa phương nào đâu. Thần Phong, người có thể đủ gia nhập thật sự là thật tốt quá, vị này là... Vũ Khôn Minh thấy Diệp Thần Phong đáp ứng Vương Lực, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này hắn mới phát hiện đứng ở Diệp Thần Phong phía sau Phương Nam Tường. Vị này gọi Phương Nam Tường, thân thủ phi thường không tệ, chúng ta lần này vốn là cùng các ngươi giống nhau ý nghĩ, tới nơi này dò thăm hư thật. Diệp Thần Phong nói, bất quá, tuần này bị hoang vu một mảnh, phần tử khủng bố rốt cuộc giấu ở địa phương nào. Diệp Thần Phong đưa ra nghi vấn trong lòng. Chúng ta cũng đã tới nơi này có hơn 3 giờ, thật sự là một chút phát hiện cũng không có. Trong bóng tối Vương Lực trên gương mặt hiện lên một tia vội vàng sao động, Vương Lực nhưng là Hoa Hạ nước binh vương tổ thành viên, có thể tiến vào binh vương tổ người ở các phương diện cũng muốn đạt tới vô cùng chi hoàn mỹ trình độ, xem ra Vương Lực tâm tính còn không có đạt tới kiên cố như bàn thạch cảnh giới đâu. Diệp Thần Phong hơi trầm tư chốc lát, trước một kiếp hắn cái dạng gì nhiệm vụ không có tiếp nhận qua. Tiếp xúc cũng có đầu óc cao đoàn tội phạm tập đoàn hoặc là dòng binh đoàn, nếu Vương Lực, Vũ Khôn Minh bọn họ lấy được tin tức là ở chỗ này,
mà trong tay của hắn địa chỉ vậy minh xác chỉ ra là nơi này, khủng bố như vậy phân tử quả quyết là ở này một mảnh dài đất. Trên mặt đất không có vật kiến trúc, như vậy bọn họ có phải hay không là dưới mặt đất đâu? Diệp Thần Phong đô lầm bầm này nói. Thần Phong, người nói gì? Vũ Khôn Minh không nghe rõ ràng Diệp Thần Phong nói. Vũ Thúc Thúc, theo ta đoán đám này phần tử khủng bố hẳn là đem trụ sở thành lập dưới mặt đất, chúng ta hẳn là lập tức tiến hành thảm kiểu tìm tòi. Diệp Thần Phong đề nghị. Mọi người tứ tán ra, tiến hành thảm kiểu tìm tòi, xem một chút có cái gì không chỗ khả nghi. Vũ Khôn Minh lập tức hạ đạt ra lệnh. Vũ Khôn Minh thủ hạ chính là 20 tên thành viên một khắc cũng không làm trễ nãi tứ tán ra tiến hành nghiêm mật tìm tòi. Lần này cấp trên tiếp thu đến tình báo sai lầm, cấp trên còn tưởng rằng có người muốn tiến hành tiểu quy mô kinh khủng hành động, cho nên còn phái ra một gã binh vương tổ thành viên cùng với để cho Vũ Khôn Minh ở bên hiệp trợ. Nếu là sớm biết là virus truyền bá lời mà nói, không nói phái ra quân đội tới diệt trừ, cũng có thể muốn phái ra 10 tên trở lên binh vương tạo thành viên A. Đột nhiên mà hiện tại cái gì cũng chậm, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực có thể lập tức báo cho cấp trên tình huống của nơi này, hơn nữa làm trên đầu phái người xuống tới trợ giúp, nhưng là bởi vậy một hồi tối thiểu muốn làm trễ nãi 1-2 ngày, nếu như phần tử khủng bố ở chỗ này 1-2 ngày nơi tự chọn lựa hành động như thế nào làm. Đây cũng không phải là Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực có thể đảm đương được rất tốt. Báo cáo, có phát hiện, một tên binh lính chạy tới Vũ Khôn Minh trước mặt nói. Kia tên lính mang theo Diệp Thần Phong bọn họ đi tới hắn phát ra hiện chỗ khả nghi, chỉ thấy trên mặt đất cỏ dại cùng bùn đất toàn bộ bị đẩy ra rồi, lộ ra một cái tương tự giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp kim loại, giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp lên còn có một thiết chế móc kéo, nói vậy đây chính là phần tử khủng bố trụ sở dưới đất vào cửa. Diệp Thần Phong, xem ra ngươi đoán một chút cũng không sai à. Vương Lực trực tiếp đem giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp cho mở ra, hai mắt đi xuống nhìn lại, bên trong tối om, so sánh với phía ngoài tầm nhìn cũng muốn thấp. Chúng ta phát hiện có phải hay không quá dễ dàng. Đối phương không thể nào là ngu ngốc, cho nên phía dưới khẳng định hiện đầy cơ quan cùng bẫy dập. Diệp Thần Phong nhắc nhở. Diệp Thần Phong, hiện ở dưới mặt coi như là đầm rồng hang hổ chúng ta đều được muốn đi xuống sông phía trên một sông. Không nói lời gì Vương Lực thứ nhất vịn nội bộ thang cuốn đi xuống. Diệp Thần Phong cười khổ lắc đầu, nhất định Vương Lực cũng là binh vương tổ thành viên A. Lúc bình thường tiếp nhận nguy hiểm nhiệm vụ khẳng định không ít, lấy hắn loại tính cách này có thể sống đến hiện tại thật sự là một cái kỳ tích. Vũ Khôn Minh mấy ngày nay cùng Vương Lực chung đụng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vỗ vỗ Diệp Thần Phong bả vai, nói Thần Phong, Vương Lực hắn tựu là một người như vậy, người cũng không nên để vào trong lòng. Vũ Thúc Thúc, người của chúng ta không nên toàn bộ hạ đi, lưu một nhóm người ở bên ngoài tiếp ứng. Diệp Thần Phong nói, Vũ Khôn Minh vô cùng đồng ý Diệp Thần Phong ý nghĩ, cho nên liền giữ 10 tên đội viên ở bên ngoài, dĩ nhiên Diệp Thần Phong cũng làm cho Phương Nam Tường lưu tại phía ngoài, mặc dù Phương Nam Tường trong lòng rất không vui, nhưng là cuối cùng sẽ là đàng hoàng ở bên ngoài ở lại. Làm Diệp Thần Phong bọn họ theo thang cuốn đi tới dưới đất lúc, chung quanh đột nhiên sáng lên ánh đèn chói mắt, một cổ tiếng cười theo 4 phương 8 hướng chuyển đến, ha ha ha, hoan nghênh các ngươi tới đến chúng ta virus cơ sở nghiên cứu địa, chúng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi vượt qua một cái khó quên ban đêm. Diệp Thần Phong trước tiên quan sát 4 phía, phát hiện trên vách tường có nhiếp tượng đầu cùng với cái loa, theo trên mặt đất nhặt lên mấy khối đá vụn, không chút lựa chọn hướng nhiếp tượng đầu cùng với cái loa bay đi. Phanh, 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 trên vách tường nhiếp tượng đầu cùng cái loa cũng bị Diệp Thần Phong trong tay phi bắn đi ra đá vụn cho đánh hư. Lúc này ở cái này trụ sở dưới đất chỗ sâu một gian to lớn trong phòng thí nghiệm, một người trung niên nam nhân thấy trước mặt trên màn ảnh hình ảnh biến thành một mảnh bông tuyết. Trong miệng không khỏi phẫn nộ quát, bát giác, ta chắc chắn khiến cái này hoa hạ người trong nước chỉ có tới chớ không có lui, kế hoạch của chúng ta qua nữa một ngày sẽ phải thi hành, đến lúc đó hoa hạ nước Nam Bộ thành thị phần lớn người thông minh cũng sẽ thoái hóa đến 2 đến 3 tuổi. Tên này đảo quốc trung niên nam nhân chính là ban đầu ra hiện tại Thiên Ngô tập đoàn chủ tịch trong văn phòng trên màn ảnh người, ở nơi này đang lúc trong phòng thí nghiệm còn có 8 tên bất đồng màu da trung niên nam nhân, bọn họ hẳn là đến từ các bất đồng quốc gia A. Giờ phút này bọn họ đang thí nghiệm trên đài không ngừng chế luyện virus. Ở phòng thí nghiệm trong góc có 3 cái lồng sắt, bên trong giam giữ 8-9 cái hoa hạ người trong nước, nữ có nam có, quần áo xốc xếch, trong ánh mắt cũng lộ ra một loại si ngốc ngơ ngác thần sắc, căn bản là cùng bọn họ tuổi thọ không phù hợp. Này 8-9 cái hoa hạ người trong nước là bị bọn họ tìm đến làm thí nghiệm phẩm, bị bọn họ nghiên chế ra loại này kiểu mới virus cho lây nhiễm,
thông minh cũng thoái hóa đến tiểu hài tử trình độ. Bọn họ này một cái tổ chức khủng bố là do đến từ toàn thế giới các nơi người tạo thành, bất quá dẫn đầu trung niên nam nhân là một gã đảo quốc người, đã tại trên thế giới nhiều chỗ quốc gia có tội phạm ghi chép, lần này bọn họ cái này tổ chức khủng bố đem mục tiêu nhắm ngay Hoa Hạ nước. Nếu như muốn là bọn hắn cái này cái gọi là virus truyền bá kế hoạch thật thành công, chỉ sợ là đến lúc đó Hoa Hạ nước đem gặp phải xưa nay chưa từng có tai nạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.